Nghe nói hắn đã từng độc chiến ba cái thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng lại liền giết ba người, xem ra chúng ta lập tức liền muốn mở rộng tầm mắt. Bạch Y Minh Hoàng cười nói. Thiên thần tài sơ học thiền, không đáng nhắc đến, nghe nói Minh Hoàng một đôi cháu trai, đều là thiên ý cảnh giới, cái kia mới đáng sợ. Hai người tinh thông hợp chiến chi thuật, tâm linh tương thông, vây công đối thủ, tương đương với hai người hai thú toàn bộ tâm linh tương thông, đối mặt 4-5 người vây công, chỉ sợ đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Tư Không Kiếm sinh khách khí nói. Các ngươi cũng đừng hít hà, chúng ta những người tuổi trẻ này, làm sao có thể cùng Thánh Thiên Phủ Thánh Thiên Tử so sánh. Cái này 7 vị Thánh Thiên Tử, đó mới là Đông Hoàng cảnh chân chính thiên chi kiêu tử, chỉ nhìn một chút, liền biết tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Hắc Hậu cười nói, cái đó là, nói rất có lý. Để ba vị này vừa nói như vậy, những cái kia đứng tại Đông Cực Thánh Vương sau lưng mấy cái Thánh Thiên Tử, sắc mặt mới dễ chịu. Trước lúc này, bọn họ biểu lộ khinh miệt, hiển nhiên đối ba vị này tông chủ cấp bậc nhân vật đối mỗi người môn hạ đệ tử tán dương, còn có chút khinh thường. Các ngươi cũng đừng nâng lên bọn họ, cái này 7 người, cũng liền Lang Nhi cùng Thiên Dịch có chút bản lãnh. Đông Cực Thánh Vương quay đầu vừa trừng mắt. Sau lưng hết thảy 6 cái đệ tử trẻ tuổi, trong đó 5 cái đều cúi đầu xuống, không dám nghi vấn Quân Đông Diệu. Chỉ có một thiếu niên còn ngẩng đầu. Người này người mặc màu vàng nhạt trường bào, màu tóc cũng có hoàng kim lộng lẫy, một đôi tròng mắt lưu quang giật thải, luận tướng mạo có thể được xưng là 10 phần anh tuấn, càng hiếm thấy hơn chính là tuổi còn nhỏ, có một loại đế hoàng ý chí, trong lúc phất tay, rất có quyền uy. Hắn ngay tại Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu sau lưng, liếc một chút nhìn sang. Hai người này xem ra tựa như là thân huynh đệ. Dịch Thiên Tử kế thừa Thánh Vương Thiên Tư, xác thực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, trách không được có thể bị liệt là cái này đệ nhất Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài. Lấy 16 tuổi tu luyện tới thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, quả nhiên là cái thế kỳ tài. Tư Không Kiếm sinh tán thán nói. Nói thật, mọi người nghe được, hắn cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà chính là nói ra chính mình chân thực cảm thụ. Dịch Thiên Tử, Quân Thiên Dịch. Chính là Thánh Hoàng đích trưởng tôn, Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu chi trưởng tử. Tư Không tông chủ quá khen, Thiên Dịch bất tài, đảm đương không nổi đệ nhất thiên tài danh hào, hổ thẹn. Quân Thiên Dịch vội vàng nói. Khiêm tốn, Hắc Hậu che miệng cười. Đây cũng không phải là khiêm tốn, Thiên Dịch quả thật bị vượt qua. Quân Đông Diệu thản nhiên nói, ánh mắt thâm trầm. Lại là thật, Minh Hoàng hỏi. Đúng, Nguyệt Linh Lang cô nương này, xác thực càng hơn một bậc. Quân Đông Diệu nói, mặc dù nói Nguyệt Linh Lang cũng là bọn hắn Đông Hoàng Tông thiên tài, là Thánh Hoàng đệ tử, nhưng dù sao vượt qua chính là Quân Đông Diệu nhi tử. Cho nên, cái đề tài này, Tư Không tông chủ bọn họ rất nhanh liền không tán gẫu nữa. Nhìn thời gian, cái này 15 vị đệ tử, lập tức muốn bước vào thông thiên lộ. Lang Nhi đâu? Quân Đông Diệu quay đầu lại hỏi. Phụ thân, nàng và tiểu thúc ra đi du ngoạn, lần trước nói. Nhất định sẽ tại cảnh vực chi chiến trước gấp trở về. Quân Thiên Dịch vội vàng nói. Quân Niệm Thương gia hỏa này, thật sự là làm loạn, ra ra ngươi thì không sợ hắn chậm trễ Lang Nhi tu luyện. Quân Đông Diệu nói. Cha, lấy tiểu thúc thiên phú và tu vi, sẽ chỉ làm Lang tỷ càng hơn một bậc, dù sao tiểu thúc là chúng ta Thánh Thiên Phủ, cái này cường thịnh nhất 1000 năm đến, kẻ đáng sợ nhất ha. À, Quân Đông Diệu gật gật đầu. Yên tâm đi cha, coi như Lang tỷ không trở lại. Thì cái này tứ đại tông môn người, Đông Hoàng kiếm cái bóng, cũng đừng nghĩ đụng phải. Ta cam đoan để bọn hắn lúc trở về, được lợi cả đời. Quân Thiên Dịch cười nói. Quân Đông Diệu lần nữa gật đầu. Thông thiên môn phụ cận, ngoại trừ Quân Đông Diệu bên này, còn có không ít trong góc, đứng đấy không ít Thánh Thiên Phủ người, đến đây nhìn trận này náo nhiệt. Làm cao cao tại Thượng Thánh Thiên Phủ một viên, bọn họ đối còn lại tứ đại tông môn cái gọi là nghịch thiên nhất đệ tử thực lực. Một chút có chút hiếu kỳ. Tại một cái lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí, có ba người đứng ở chỗ này. Cầm đầu là một cái áo đen lão giả, khô gầy mà âm u. Ở sau lưng hắn, còn có một nam một nữ. Lang Thiên Tử tiến bộ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở, ngắn ngủi 3-4 tháng, thì có to lớn như vậy nhảy vọt. Ba người chúng ta cho nàng giải quyết qua một số tiểu phiền toái, thật sự là kiếm lời. Lăng Nhất Trần cảm khái nói. Đúng vậy a, muốn không bằng vào ta cùng một thân phận, làm sao có thể có cơ hội, tùy tiện ra vào Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên cảm khái nói. Tống Nhất Phàm cười cười, nàng tại vô cùng ra sức thủ vệ Nguyệt Linh gia tộc. Ta nghe nói,
nàng và Quân gia một vị nào đó lớn nhất nhân vật mấu chốt, đã đạt thành người yêu quan hệ. Lăng Nhất Trần bỗng nhiên nói. Thật, ta còn tưởng rằng là có người mù truyền đâu, cái này lợi hại. Ta nghe nói qua, tuy nhiên Đông Cực Thánh Vương chiến công hiển hách, nhưng Thánh Hoàng trong mắt tương lai Thánh Hoàng, là hắn vị này theo thời cổ thần quốc trở về tiểu nhi tử. Tống Nhất Phàm biểu lộ khoa trương nói. Như vậy, Lang Thiên Tử triệt để nhất phi trùng thiên. Đúng vậy a, nếu như vị kia, sẽ còn trở lại thời cổ thần quốc đi sông sáo, cái kia nàng cũng có khả năng, đạt thành giấc mộng của nàng, trong tương lai trở thành cái kia nhất thống Đông Hoàng cảnh tồn tại. Dù sao, nàng lắc mình biến hóa, trở thành Quân gia người. Tuổi còn nhỏ, đi đến một bước này, thật làm cho người thán phục. Lăng Nhất Trần nói. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía thông thiên lộ phía dưới. Hết thảy 15 vị tứ đại tông môn đệ tử, đã bước vào thông thiên lộ, bại lộ tại dưới mắt của bọn họ. Lăng Nhất Trần nhìn không được cảm khái. Các ngươi nói, những thứ này tứ đại tông môn cái gọi là thiên tài, có tư cách gì, cùng nàng so sánh. Còn muốn đến cướp đoạt Đông Hoàng kiếm, thật sự là không biết, chữ chết viết như thế nào. Nghe nói, Dịch Thiên Tử, muốn đem cảnh vực chi chiến chơi đến thú vị điểm, chúng ta toàn bộ thánh thiên phủ người, đã rửa mắt mà đợi. 15 người là phân biệt theo phương hướng khác nhau nhập vào thông thiên lộ. Thông thiên lộ càng hướng xuống thì càng rộng, cho nên vừa lúc tiến vào, trên cơ bản không nhìn thấy những người khác, nhưng là chỉ muốn tiếp tục đi lên, sau cùng tất cả mọi người sẽ hội tụ tại thông thiên môn phía dưới. Diệp Thiếu Khanh bọn họ đều tại thông thiên lộ hạ đẳng đợi. Lý Thiên Mệnh sau khi đi vào, nhìn về phía trước lít nha lít nhít rừng cây đồi núi, lại ngẩng đầu nhìn chỗ xa nhất cái kia sơn nhạc nguy nga chi thành thánh thiên phủ. Ánh mắt của hắn, bộc phát ra một đạo tinh quang. 4 tháng trước, ta không có lựa chọn thánh thiên phủ. Không nghĩ tới hôm nay, ta vẫn là tới. Hắn đã cảm nhận được thánh thiên phủ loại này khiến người ta hít thở không thông uy nghiêm. Cho đến ngày nay, hắn đối thánh thiên phủ cùng Đông Hoàng Tông thực lực sai biệt, có khắc sâu nhất nhận biết. Nhưng, hắn đã thuộc tại Đông Hoàng Tông, thuộc về Lý Thị Thánh Tộc. Xuất phát. Sau khi đi vào, đột nhiên gia tốc. Lý Thiên Mệnh bước vào rừng cây, bay người lên núi. Thông thiên lộ sơn lâm hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, nếu không phải ngẩng đầu liền có thể nhìn đến trên đỉnh núi thông thiên môn, sợ rằng sẽ ở trong đó mất phương hướng. Như nắm giữ phi hành cộng sinh thú, có thể trực tiếp từ trên cao bay đi lên, cái kia muốn đơn giản rất nhiều, nhưng trên thực tế đây là bị cấm đoán. Dựa theo quy tắc, phi hành cộng sinh thú tại thông thiên lộ chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Nhưng đồng dạng đệ tử liền tầng trời thấp phi hành cũng không dám, bởi vì một khi xuất hiện tại không trung, sợ rằng sẽ hấp dẫn rất nhiều hung thú chú ý. Nghe nói, thông thiên lộ phía trên tối thiểu đều là cấp 6 hung thú, thậm chí còn có cấp 7 hung thú. Cấp 7 hung thú, đó chính là thiên ý cảnh giới đệ tử đều đặc biệt nhức đầu đối thủ, may mắn số lượng không nhiều, nhiều lắm là 3 đầu. Lý Thiên Mệnh một đường tốc độ cao nhất đi lên. Huỳnh hỏa trong rừng chạy như bay tốc độ, so với hắn còn phải nhanh một chút. Một đạo màu vàng hỏa ảnh ở bên người không ngừng lấp lóe. Nó bây giờ quy nhất cảnh đệ thất trọng, giải khai đại lượng huyết mạch gông xiềng, còn có đỉnh cấp thần thông luyện ngục hỏa ảnh, so trước kia cường lớn hơn nhiều lắm. Trước đây Thái Nhất Tháp tranh phong cùng quyết chiến sinh tử Vũ Văn Thần Đô, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu bởi vì cảnh giới thấp, tính toán bị ngược cực kỳ thảm, thuần dựa vào ý chí sống tiếp được, bây giờ xem như xoay người. Đến bây giờ còn có người coi là Lý Thiên Mệnh tại cái kia chàng sinh tử chiến thắng được dễ dàng, thật tình không biết hắn sinh tử một đường mấy lần kém chút bị chặt chết. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu càng thêm không nói, muốn không phải dựa vào Thái Nhất Tháp, hiện tại đoán chừng còn phải nằm nguyên khí đại thương. Vũ Văn Thần Đô hoàn toàn cũng là chết tại nhất thời trên sự khinh thường, nếu không phải Lý Thiên Mệnh liền tóm lấy như vậy một cơ hội, vạn kiếm độc tôn đều không dùng được. Sinh tử chém giết, thực lực tuyệt đối chiếm cứ cửu thành. Nhưng tổng có một thành biến số, đủ để cải biến sinh tử. Đương nhiên, hiện tại tái chiến một trận, không tính nhiên hồn thư, không dùng Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng có sức đánh một trận. Bên cạnh có một người, đúng vào lúc này, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hề Mạnh Lẫm, Lý Thiên Mệnh theo Huỳnh Hỏa ánh mắt nhìn đi qua, trong tầm mắt xuất hiện một người nam tử, đối phương cũng nhìn đến hắn. Đây là Nam Thiên Tông Nam Thiên đệ tử, hôm qua tại Thánh Thiên khách sạn thấy qua. Cần phải tính toán minh hữu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, người này không thế nào làm phiền cùng mình kết minh, hắn cũng không muốn cùng Kỳ Đồng nói, Diệp Thiếu Khanh nói, như có cơ hội,
giúp một chút vi sinh nhược tố tỷ đệ là có thể. Hắn không nghĩ tới chính là, làm hắn lúc sắp đi, đối phương ngược lại hướng về hắn bước nhanh mà đến. Thậm chí, Hề Mạnh Lẫm tăng tốc cước bộ, ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, phi thân đứng tại một khỏa trên tảng đá, khoanh tay, cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn. Chính ngươi đi, ta không muốn cùng ngươi đồng đạo. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, nghiêng người đi qua. Ai muốn cùng ngươi đồng đạo rồi? Hề Mạnh Lẫm bĩu môi, lần nữa ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, hơi hơi nâng lên cái cằm, đánh giá Lý Thiên Mệnh. Ngươi có việc, Lý Thiên Mệnh vui vẻ, nói thật lấy Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tìm người này phiền phức. Bởi vì, đối phương không đủ tư cách. Có, chúng ta đệ nhất tông lão Cố Thù Vũ, chính là ta ông ngoại, hắn nhắc nhở ta nếu là gặp phải ngươi, thì nhìn một chút trên người ngươi kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh, ta đoán chừng ngươi không dám cho ta nhìn, dù sao chân tướng bị vạch trần thời điểm, trước đó các ngươi biên soạn những cái kia cố sự, thì lộ ra có lúng túng. Hề Mạnh Lẫm cười khẩy nói. Đông Hoàng cảnh người cơ bản đều nghe nói qua năm kiếp luân hồi chi thể truyền thuyết, cho nên, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn một chút kiếp vòng. Dù sao, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Như ta vẫn là không muốn cho nhìn đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đè lại ngươi, chính mình giật ra ống tay áo của ngươi nhìn xem. Các ngươi rất biết nói khoác, ngay cả chúng ta tông chủ đều tin tưởng, có thể ta không tin, ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Hề Mạnh Lẫm ánh mắt sáng rực nói. Thành, vậy ta liền để ngươi nhìn cái đầy đủ. Vốn là xem ở vi sinh Thiên Lan trên mặt mũi, Lý Thiên Mệnh tuyệt sẽ không chủ động tìm hắn để gây sự, thậm chí có thể sẽ trợ giúp một hai. Nhưng hiện tại là cái này Hề Mạnh Lẫm tại ngăn cản chính mình, chậm trễ Lý Thiên Mệnh xông đi lên thời gian. Vạn nhất bởi vì hắn, thông thiên lộ đều không đi lên, đó mới gọi tổn thất to lớn. Sau đó, đánh một trận thì xong việc. Không phải liền là quy nhất cảnh tầng thứ 9, so tô vô ưu cường một số. Lý Thiên Mệnh cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ, đến cùng là thực lực gì. Hề Mạnh Lẫm rõ ràng chính là muốn vạch trần, chân tướng. Để bọn hắn tông chủ ý thức đến chính mình sai lầm, thời gian cấp bách phía dưới, hắn trực tiếp theo cộng sinh không gian bên trong, triệu hồi ra chính mình cộng sinh thú. Trong nháy mắt tinh quang thiểm nhấp nháy, ánh sáng bên trong, một cái màu đen cự thú xuất hiện ở Hề Mạnh Lẫm dưới chân, trực tiếp đem cõng. Nam Thiên Tông địa chỗ vùng biển, tông môn đệ tử cộng sinh thú, cũng có cùng loại Thương Hải Quốc đặc điểm, nhưng tuyệt đối phong phú hơn, cường hãn hơn. Trước mắt cái này cự thú, xem xét cũng là một con cua. Nhưng, thân thể của nó so huyết ma thao thiết cũng còn muốn to lớn, toàn thân sơn áo giáp màu đen, xem ra chỉ ít có 10cm dày, hình dáng như sắt thép, cảm giác đau thương bất nhập. Đáng sợ nhất chính là cái kia một đôi to lớn màu đen kìm sắt, to lớn mà sắc bén, hai bên răng cưa nếu là kẹp bên trong đối thủ, tuyệt đối có thể xé xác huyết nhục. Ngoài ra, những cái kia mang theo gai ngược nhảy vọt, thoạt nhìn như là một cái đem đại đao. Tinh quang thiểm diệu, một khi giết, chỉ sợ có thể làm đau đến sử dụng. Bắt mắt nhất vẫn là hắn phần lưng, xem ra tựa như là một mảnh tinh quang, phía trên hiện đầy đủ mọi màu sắc tinh thần, lúc này chính tản ra hào quang rực rỡ, đừng nhìn cái này cộng sinh thú xấu, cái này tinh không phần lưng xác thực đẹp mắt. Đây là tam giai thánh thú tinh hà ma giải. Lý Thiên Mệnh cũng không biết loại này cộng sinh thú ánh mắt cụ thể tại vị trí nào, nhưng, có thể cảm nhận được, đây là tới tự vô tận hải dương sát khí. Dạng này cự thú, chỉ muốn trưởng thành, nắm giữ thánh cảnh tu vi, tại cái kia thương trong biển, hiển nhiên là nhất phương bá chủ. Đây cũng là Hề Mạnh Lẫm đối với mình rất có lòng tin nguyên nhân. Lý Thiên Mệnh, ngoan cố chống lại không có ý nghĩa, ngươi không lấy ra kiếp vòng, ta đánh bại chính ngươi nhìn, kết cục còn không phải như vậy. Hề Mạnh Lẫm một bên nói, vừa cùng cái kia tinh hà ma giải chạy nhanh đến. Đừng nhìn cái này tinh hà ma giải thân thể to lớn, động tác cũng tương đương nhanh. Nhất là những cái kia như lưỡi dao một dạng nhảy vọt, nhanh lên như huyễn ảnh. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh chính muốn ứng chiến, bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Cái kia chính là, tinh hà ma giải động tĩnh, đưa tới người thứ ba. Đây là một cái đeo kiếm thiếu niên, sau lưng là một thanh khổng lồ trọng kiếm, so với người khác đều cao hơn, xem ra rất đáng sợ. Đây là Vân Tiêu kiếm phái người. Vân Tiêu kiếm phái hết thảy có ba cái Vân Tiêu đệ tử. Người này tên là Phiền Vũ Thiên, chính là hắn một. Tối hôm qua yến hội, Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, Vân Tiêu kiếm phái ba người này hắn đều có ấn tượng. Đối phương đồng dạng có thể nhận ra bọn họ,
Làm phiền Vũ Thiên phân biệt ra được bọn họ thân phận thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là đi nhanh lên. Dù sao, với hắn mà nói Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông đều là địch nhân, như bị vây công, hắn khẳng định phiền phức. Có thể sau một khắc, hắn liền thấy Hề Mạnh Lẫm căn bản không có phản ứng đến hắn, ngược lại thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Thú vị, kết minh còn tự giết lẫn nhau, thật sự là hai cái bao cỏ. Hắn liền vui lòng trốn đi, nhìn xem hai người này chiến đấu, nói thật, Vân Tiêu kiếm phái lần này lại không phải là vì Đông Hoàng kiếm mà đến, hắn cũng không áp lực. Cho Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông đỉnh cấp đệ tử chế tạo khuất nhục, mới là nhiệm vụ của bọn hắn. Hắn không có chút nào cuống cuồng đi lên. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh một chút liền phát hiện hắn. Muốn nhìn ngao cỏ đánh nhau, ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắn nở nụ cười gằn. Vậy liền cùng một chỗ thu thập, thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, tốc chiến tốc thắng. Cần ngươi nói, tiểu đệ không muốn phân phó lão đại. Huỳnh Hỏa đột nhiên vỗ cánh, xông về phiền Vũ Thiên. Miêu Miêu mặc dù có chút thụy nhãn mông lung, nhưng vẫn là nhấc lên tinh thần, bởi vì Lý Thiên Mệnh nói qua, cảnh vực chi chiến sau khi kết thúc, thì an tâm làm thiếu tông chủ, triệt để không sao. Thì cái này hai cái không đáng chú ý tiểu động vật, phiền Vũ Thiên còn tưởng rằng đây không phải cộng sinh thú, là sủng vật đâu. Theo Thánh Thiên Phủ cường thịnh cùng Đông Hoàng Tông xuống dốc, liền Vân Tiêu kiếm phái đệ tử, đều chẳng muốn chú ý Đông Hoàng Tông bên này có thể ra người thế nào. Lý Thiên Mệnh chém giết Vũ Văn Thần Đô, đối Đông Hoàng Tông tới nói là đại sự, nhưng là đối toàn bộ Đông Hoàng cảnh, còn thật không ai đối rách nát Đông Hoàng Tông quá để tâm. Bằng không, đã sớm tình báo khắp nơi trên đất. Không phải vừa nghe nói có cái Vũ Văn Thần Đô đột phá thiên ý cảnh giới, làm sao không có tới, ngược lại đến ba cái thái kê chịu chết. Những cái kia Thánh Thiên Tử cùng Thiên Thần Sư Huynh, căn bản cũng không có có thể chơi đối thủ, cái này 6-7 cái tiểu lâu lâu, cho chúng ta chơi còn chưa đủ. Phiền Vũ Thiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn có chút không yên lòng, đối mặt hai con động vật nhỏ, hắn liền trọng kiếm đều chẳng muốn rút ra. Đột nhiên ở giữa, một con kia con gà con, vậy mà lấy tốc độ khủng khiếp trùng kích đến trước mắt hắn đến. Ông, lấy quy nhất cảnh đệ thất trọng luyện ngục chi nguyên trèo chống phần thiên vũ linh bạo phát, lít nha lít nhít hỏa diễm cương châm, trong nháy mắt để Phiền Vũ Thiên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ầm ầm. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, cái kia quy nhất cảnh tầng thứ 9 cộng sinh thú, trực tiếp lao ra đến, lấy cẩn trọng lông vũ, ngăn tại Phiền Vũ Thiên trước mắt. Phốc phốc phốc, cho dù là cái này tam giai thánh thú, tam đầu bạo phong thú, lông vũ, đều không ngăn trở Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh. Huyết mạch sau khi tăng lên, nó thần thông uy lực hung mãnh tăng lên. Cái kia nắm giữ ba cái đầu cự điều kêu thảm một tiếng, hắn trên cánh cương châm luyện ngục hỏa phần bốc cháy, tương đương thống khổ. Nó sau khi bay lên, giống như là một cái hỏa diễm điểu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Muốn chết. Phiền Vũ Thiên nổi giận. Hắn bởi vì khinh thị đối thủ, dẫn đến cộng sinh thú trực tiếp bị thương, lúc này thời điểm hai mắt phun lửa. Đang lúc hắn quất ra trọng kiếm trong nháy mắt, trên trời phía trên mây đen hội tụ, trong một chớp mắt, chín đầu lôi đình cự xà ầm vang đánh xuống. Cái kia vừa mới chạy ra Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh phạm vi tam đầu bạo phong thú. Để Miêu Miêu thần thông hỗn độn thiên kiếp trực tiếp bổ chúng. Xì xì xì. Đáng thương tam đầu bạo phong thú, vừa để ngự thú sư kêu đi ra ngăn cản công kích, liền liên tục bị Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đánh chúng, đường đường quy nhất cảnh tầng thứ 9 tam giai thánh thú, trực tiếp ngao ô một tiếng, đập xuống đất. Đang muốn lúc bò dậy, một đầu toàn thân quấn quanh lôi đình màu đen cự thú, trực tiếp đem đè xuống đất. Miêu Miêu cái kia đáng sợ đỏ như máu móng vuốt trực tiếp xé nát lông vũ. Đâm vào huyết nhục của nó bên trong. Đây là Miêu Miêu độc ma huyết chảo. 20 cây móng vuốt đâm vào đi, dù là cái này tam đầu bạo phong thứ thể tích so với nó đế ma hỗn độn trạng thái còn muốn lớn, lúc này thời điểm, đều có thể đem đối thủ triệt để áp chế, cái kia tam đầu bạo phong thứ chỉ có thể kêu thảm, giãy giụa. Huyết ma độc vừa vào thể, ngay tại xâm nhiễm độc huyết, đoán chừng nó chẳng mấy chốc sẽ đàng hoàng. Vốn là thực lực cũng không bằng Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, còn nhẹ địch. Thuần túy là muốn chết, quả thực cùng Tô Y Nhiên một dạng tự rước lấy nhục. Cái kia Phiền Vũ Thiên đều không nghĩ thông suốt vì cái gì tam đầu bạo phong thứ có thể như vậy thì chiến bại, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, quất ra cái kia trọng kiếm, nhấc lên một trận gió lốc hướng về Miêu Miêu đánh tới. Phủ đầu chém xuống. Nhìn bên này, lão tử dạy ngươi dùng kiếm. Bỗng nhiên, một tiếng tiện như vậy thanh âm truyền đến. Phiền Vũ Thiên quay đầu thời điểm,
vĩnh viễn cũng sẽ không quên tình cảnh này. Một con gà con, hai cánh vậy mà như kim sắc song kiếm, trên đó đốt cháy hỏa diễm, kiếm khí bạo phát. Đinh! Nó mắt lộ ra khinh miệt nụ cười, một kiếm đánh tới. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Không có khả năng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối là thiên ý trở lên chiến quyết. Phiền Vũ Thiên đoạn thời gian gần nhất, vẫn luôn đang suy nghĩ thiên ý kiếm quyết. Chính là bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, hắn vậy mà nhìn đến một con gà, dùng ra loại này để hắn sứt đầu mẻ chán kiếm quyết. Tuyệt đối không chỉ là quy nhất chiến quyết. Phiền Vũ Thiên chỉ có thể kiên trì, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết, chỉ phong trọng kiếm thuật cùng huỳnh hỏa tử chiến. Ta cũng không tin. Hắn nghĩ, rất có thể là mình nhìn lầm a. Tiếp đó, hắn cùng huỳnh hỏa quyết đấu hai chiêu. Chiêu thứ nhất, kiếm nghịch sơn hà, song kiếm giao phong, huỳnh hỏa một kiếm xuyên qua, trực tiếp để Phiền Vũ Thiên chật vật né tránh, trọng kiếm kém chút tuột tay, cả người đụng tại trên cây, té thất điên bát đảo. Chiêu thứ hai, trảm lạc tinh thần. Phiền Vũ Thiên cắn răng gào thét, lấy cực hạn của mình, thi triển duy nhất lĩnh ngộ cũng không tệ lắm thiên ý kiếm quyết, bạo phong trọng kiếm thuật, chiêu thứ nhất. Một kiếm lên, cuồng phong nộ hào, hung mãnh cuồng phong xé rách cây cối, khiến cho hóa thành vô số toái phiến. Một kiếm này, đã có thiên ý chiến quyết hàm ý. Nhưng là, chỉ xem hàm ý, so với huỳnh hỏa trảm lạc tinh thần kém xa, thậm chí tại thú nguyên phía trên, hắn tuy nhiên cao hơn huỳnh hỏa hai trọng cảnh giới. Nhưng hắn 36 cái linh nguyên, cùng huỳnh hỏa tương đương với hơn 50, thậm chí 60 trở lên linh nguyên luyện ngục chi nguyên so kém xa, chớ nói chi là vĩnh viễn địa ngục thú nguyên tính chất. Một chiêu trảm lạc tinh thần, trực tiếp đánh bay Phiền Vũ Thiên trọng kiếm, càng là liền hắn cầm kiếm tay cầm, cùng nhau chặt đứt. Phốc phốc, Phiền Vũ Thiên kêu thảm một tiếng, rú thảm bay ra ngoài, đụng gãy tận mấy cái cây cối, vừa tốt đập vào hấp hối tam đầu bạo phong thú trên thân. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, như huynh đệ khó khăn, một cái so một cái khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia hai đầu ma quỷ một dạng tiểu động vật, âm trầm nhìn lấy bọn hắn. Phiền Vũ Thiên cảm nhận được vượt qua sức tưởng tượng hoảng sợ. Hắn khổ tu kiếm đạo, để một con gà cho áp chế. Mấu chốt là, con gà kia còn tới gõ gõ đầu của hắn, đem bàn tay của mình ném trên người mình, nói. Người trẻ tuổi, không có việc gì thiếu trang bức. Cút nhanh lên về nhà, để cha mẹ ngươi đem tay cho nối liền đi. Làm Vân Tiêu kiếm phái cái này đệ nhất nghịch thiên nhất ba người đệ tử một trong, Phiền Vũ Thiên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức, cùng như bị điên, quay người liền bò mang lăn, trực tiếp chạy trốn. Chưa từng có người nào đem nội tâm của hắn đều đánh tan, nhưng là huỳnh hỏa làm được. Đem người sợ đến như vậy, nó còn gật gù đắc ý, nói. Cái này đệ nhất người trẻ tuổi không được a. Tâm lý tố chất quá kém. Nó làm sao biết, mọi thứ đều có một cái độ, Phiền Vũ Thiên bị một con gà kiếm đạo chỗ nghiền ép, đã vượt ra khỏi tâm lý tiếp nhận cái kia độ. Cho nên, hắn sợ là đã tam quan lộn xộn, về sau ác mộng, đều muốn bị huỳnh hỏa chi phối. Nhưng, làm Phiền Vũ Thiên lại nhìn một chút thiếu niên tóc trắng kia Lý Thiên Mệnh thời điểm, hắn càng là run run một chút, trực tiếp mới ngã xuống đất, lăn một vòng, mới kiếm lên bàn tay của mình đứng lên, lại là một trận run rẩy. Đông Hoàng Tông, tới cái ma quỷ. Loại này người, đi lên ngược dòng tìm hiểu đời 100 thái nhất đệ tử, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua. Mà bây giờ, bất quá chỉ là bắt đầu. Nhưng là chỉ là cái này ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh thì vô cùng gọn gàng. Hắn quy nhất cảnh đệ thất trọng, giải quyết quy nhất cảnh tầng thứ 9 hề mạnh lắm, căn bản không có lo lắng. Không nói luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên điệp gia thú nguyên đã vượt qua đối thủ, còn lại đủ loại. Bất luận một loại nào, cái này so Tô Vô Ưu còn mạnh hơn hề mạnh lắm, cũng đã theo không kịp. Khai chiến trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng giết tới. Tam sinh ma quyền quyền thứ nhất, nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này lấy hắc ám cánh tay thi triển, lại cường lại hung mãnh, hề mạnh lắm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Cút! Hai tay của hắn kết ấn, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết, hiện biển trưởng ấn. Hắn thú nguyên ở trước ngực ngưng tụ ra một mảnh biển cả, chuyên môn tiêu trừ đối thủ thế công ở vô hình. Đồng thời, dưới trướng tinh hà ma giải, cái kia nhảy vọt vậy mà xoay ngược lại, một đôi to lớn kìm sắt cũng tại ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Đối thủ như vậy, đã rất có thủ đoạn. Nhưng, hắn vẫn là ngăn không được cái này oanh thiên nhất quyền. Một quyền này ý chí, thiên đều muốn đánh nát, chớ nói chi là một mảnh biển.
Ông, đây là cương mãnh vô tình nhất quyền, thế như trẻ tre, lấy tuyệt đối lực lượng đánh ra, trong nháy mắt gây nên từng trận khí bạo. Răng rắc, cái kia hiện biển trưởng ấn trực tiếp bật nát, cường hãn nhất quyền chi lực, hai loại thú nguyên bạo phát, trực tiếp đánh vào Hề Mạnh Lẫm trên bụng. Ầm, Hề Mạnh Lẫm mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, đoán chừng dạ dày đều sắp bị Lý Thiên Mệnh đánh thành rồi. Lực lượng kinh khủng để hắn té bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên tảng đá, một tiếng ầm vang, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh, một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, người đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn không động được. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, tinh hà ma giải tất cả công kích, đều cơ hồ muốn xuyên qua Lý Thiên Mệnh. Làm. Dù là Lý Thiên Mệnh né tránh, nó kìm sắt vẫn kẹp lấy Lý Thiên Mệnh cánh tay trái. Tinh hà ma giải ánh mắt dữ tợn, trực tiếp muốn bẻ gãy Lý Thiên Mệnh tay. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, tinh hà ma giải quá mức dùng lực, vạn vạn không nghĩ đến, nó kìm sắt phía trên có thể bật nát thú binh răng cưa, vậy mà bật nát. Làm Lý Thiên Mệnh quất ra cánh tay kia thời điểm, liền kìm sắt lên đều thẻ ra vết nứt. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh vào trên lưng của nó. Ầm. Lần này, cái kia tinh hà sáng chói phần lưng, tinh hà ma giải trên thân cứng rắn nhất địa phương một trong, trực tiếp nứt toác ra hình lưới vết nứt. Phốc phốc phốc. Tại Lý Thiên Mệnh dưới chân, cái kia tinh hà ma giải miệng sùi bọt mép, trực tiếp đập xuống đất, mặc kệ là như lưỡi đao nhảy vọt cùng kìm sắt, hoàn toàn ngã trên mặt đất, nó muốn đứng lên cũng khó khăn. Chiến đấu kết thúc vô cùng nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, hướng bên kia xem xét, Phiền Vũ Thiên cũng để cho Huỳnh Hỏa giết đến sợ chết khiếp, liền bò mang lăn chạy. Sinh tử chiến về sau, tuy nhiên Linh Nhi ngủ say, nhưng là chúng ta ba nửa tháng này tăng lên, chỉ sợ muốn vượt qua rất nhiều người sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh đối với mình có rõ ràng nhận biết. Như Hề Mạnh Lẫm, Phiền Vũ Thiên loại này kém hơn một bậc đỉnh phong đệ tử, không phải mục tiêu của hắn. Đối phương nếu là cản đường, giải quyết hết là được rồi. Bất quá, hắn vẫn là đi tới Hề Mạnh Lẫm trước mắt, cầm bốc lên cái cằm của hắn. Hề Mạnh Lẫm nhìn đến hắn, cái kia màu gan heo mặt lần nữa run run một tiếng, nhưng coi như muốn chạy, thân thể lại không động được. Ô ô, khóe miệng của hắn để Lý Thiên Mệnh nắm, hoàn toàn nói không ra lời, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ cùng run rẩy, cùng vừa mới một bộ kiêu ngạo bộ dáng, kém cách xa vạn dặm. Còn muốn nhìn kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ô ô, Hề Mạnh Lẫm khó khăn lắc đầu, oa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Hiện tại tin tưởng là ta thay thế Vũ Văn Thần Đô, đến nơi này sao? Ô ô, Hề Mạnh Lẫm thống khổ gật đầu, đau đến nước mắt chảy ngang. Hắn muốn nói chuyện, mấu chốt là khóe miệng bị nắm, nói không nên lời a. Vậy liền nhớ đến đem ngươi hôm nay thảm trạng, trở về nói cho ngươi ông ngoại cố Thu Vũ. Nói với hắn, kiếp vòng chỉ là biểu tượng, cảnh vực chi chiến thời điểm, dùng ánh mắt của hắn, nhìn biểu hiện của ta là có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Ô ô, Hề Mạnh Lẫm chảy ra đàng hoàng nước mắt. Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn hắn một cái, nói. Ngươi ngược lại để ta nghĩ thông suốt một việc. Tất cả thiên tài, đều là tương đối mà nói. Tại Nam Thiên Tông, ngươi đã vô cùng ghê gớm, cho nên tự cao tự đại, tâm cảnh cũng không tệ. Nhưng... một khi gặp phải tại tất cả phương diện nghiền ép ngươi người, ngươi tại tan tác cùng hoảng sợ phía dưới biểu hiện, cùng tầm thường không cũng không khác biệt gì. Câu nói này, đưa cho hắn, cũng cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không nên bị, thiên tài, hai chữ tê liệt chính mình. Bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực, mới là duy nhất cam đoan. Ai cũng có bị đánh băng thời điểm. Người nào có thể bảo chứng, cái kế tiếp, không phải là chính mình. Người kia là ai? Lấy một địch hai, trực tiếp đánh tan hai cái quy nhất cảnh tầng thứ 9. Theo thứ tự là đến từ Vân Tiêu kiếm phái cùng Nam Thiên Tông tối đỉnh cấp đệ tử. Thông Thiên môn phụ cận, cận nhất huyền ánh mắt liếc nhìn thời điểm, thấy được chỗ xa nhất vị trí một trận tranh phong. Lúc ấy đang có người tại kịch chiến cấp 7 hung thú, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chú ý tới bên này đích xác rất ít người. Mái đầu bạc trắng, Tống Nhất Phàm ngơ ngác một chút, nàng luôn cảm giác trong trí nhớ. Giống như có một người như thế tồn tại. Nhìn cái kia hai cái cộng sinh thú, một con gà, một con mèo. Con mèo kia còn biến lớn, tại bọn họ trước mắt, Lăng Nhất Trần thanh âm bỗng nhiên có chút khàn khàn. Ba người bọn họ đột nhiên giật mình, hai mặt nhìn nhau thời điểm, sáu con mắt, đã viết đầy khó có thể tin. Nhất định là trùng hợp, không thể nào là hắn. Tống Nhất Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi, đều phá âm,
có thể thấy được nàng đến cùng đến cỡ nào rung động. Tên gọi là gì tới? Khương Thiên Mệnh, Cận Nhất Huyên há to miệng, nhớ tới xa xôi Chu Tước Quốc. Không, là Lý Thiên Mệnh, Tống Nhất Phàm cải chính. Liền tính danh đều nhớ lầm, có thể gặp bọn họ đối thiếu niên kia, cũng không có tránh thức để bụng. Thế nhưng là, mái đầu bạc trắng, một gà một mèo, 3-4 tháng lúc trước một trận thiên phủ thay đổi khiêu chiến, lần nữa tiến vào trong trí nhớ. Các ngươi xác định là hắn, Lăng Nhất Trần âm thanh run rẩy nói. Niên kỷ của hắn không nhỏ, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn cả một đời đều chưa thấy qua loại chuyện này. Ta xem một chút tướng mạo, Cận Nhất Huyên dướn cổ lên, hình ảnh quá xa có chút mơ hồ, nhưng một khắc này, thiếu niên kia ngẩng đầu vừa vặn nhìn hướng bên này. Cận Nhất Huyên bị dọa đến lui lại một bước, đã não tử run lên, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói. Không sai, là cái kia Lý Thiên Mệnh bộ dáng, ngay cả cánh tay đều là hóa thú, tuyệt đối là hắn. Đây là khái niệm gì a? Tống Nhất Phàm âm thanh run rẩy nói. Lăng Nhất Trần hít một hơi lãnh khí, nói. Lâm Tiêu Đình là quy nhất cảnh đệ nhất trọng đúng không? Cái này Lý Thiên Mệnh lúc ấy đại khái là loại thực lực này, nhưng bây giờ, hắn đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 9, hiển nhiên có chống lại thiên ý cảnh giới thực lực. Điều này nói rõ, cái này 3-4 tháng thời gian, hắn liên tục phá một cái đại cảnh giới. Không đúng, Đông Hoàng cảnh không ai có thể làm được loại trình độ này. Cận Nhất Huyên thanh âm đều mảnh như tơ. Đến mức Tống Nhất Phàm, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng kia, cùng ban đầu ở cái kia Viêm Hoàng chiến trường phía trên, người chúa tể kia tất cả mọi người sinh tử bộ giám sát xứ, quả thực tưởng như hai người. Đúng, không có khả năng, quy nhất cảnh tu luyện, Lang Thiên Tử đều bỏ ra chỉnh một chút 3 năm. Cùng còn lại Thánh Thiên Tử 3 tuổi liền bắt đầu tu hành so sánh, Lang Thiên Tử tu hành tính toán rất muộn. Liền xem như Dịch Thiên Tử tu hành quy nhất cảnh, chỉ ít đều dùng 5-6 năm a. Lăng Nhất Trần mi đầu nhanh đều nhăn thành rãnh sâu. Ba người bọn họ đàm luận thời điểm, toàn thân đều tại phát lạnh. Tại Chu Tước Quốc thời điểm, hắn có như thế tốc độ phát triển. Lăng Nhất Trần hỏi lại. Chúng ta không biết a, nhưng có thể khẳng định, theo Trầm Uyên đấu thú đến thiên phủ thay đổi khiêu chiến, hắn tăng lên 1-2 cái cấp bậc. Nhớ đến Lý Cảnh Du nói, hắn tựa như là Lý vô địch con riêng. Cho nên hắn trên thực tế là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, chẳng lẽ hắn tại Lý Thị Thánh tộc nhất phi trùng thiên? Ba người bọn họ thế giới quan, đều muốn bị lật đổ. Chẳng lẽ, hắn đã thức tỉnh rất nhiều kiếp vòng, khả năng đạt tới 4 cái? Tống Nhất Phàm ngốc trệ nói. Bọn họ tại Thánh Thiên Phủ, là tuyệt đối biên giới người, nhưng, bọn họ lại rất quen thuộc Lý Thiên Mệnh. Lão đại, dạng này không được, ta cảm thấy người này khẳng định có vấn đề. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem biến hóa của hắn, thông chi cho Thánh Lão, Thánh Vương. Tống Nhất Phàm lo lắng nói. Thân phận của chúng ta, bọn họ không có khả năng tiếp kiến. Trực tiếp đi tìm Lang Thiên Tử, Lăng Nhất Trần ánh mắt thâm trầm nói. Lấy thân phận của bọn hắn, muốn là hồ ngôn loạn ngữ đi tìm Thánh Lão Thánh Vương, đoán chừng sẽ bị xem như ngu ngốc cho đuổi đi. Được. Trước không nóng nảy, lại nhìn vài lần xác định một chút lại nói. Lăng Nhất Trần nói. Vâng. Ngay cả như vậy, trong lòng bọn họ, vẫn là khó có thể tin sóng to gió lớn. Lúc trước cái kia nghịch chuyển thế cục thiếu niên, hắn trên thực tế, đáng sợ như thế. Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm càng hoảng một chút. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra chiến đấu lực, đã tiếp cận bọn họ. Đại khái sau gần nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút, hắn hiện tại vị trí, đại khái tại giữa sườn núi, khoảng cách đỉnh đầu thông thiên môn. Đại khái còn có một nửa khoảng cách. Giải quyết hề mạnh lắm, phiền Vũ Thiên về sau, trên đường gặp hai đầu cấp 6 hung thú, khó có thể đối Lý Thiên Mệnh tạo thành cái uy hiếp gì. Các ngươi chạy chậm một chút. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời phía dưới đâu, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hai bọn chúng, một cái điên cuồng phốc linh cánh, một cái trong rừng trên nhảy dưới tránh, có quan hệ trực tiếp thi đấu tốc độ đây. Ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, bọn họ vậy mà biến mất không thấy. Nhất định là thiên văn kết giới. Thiên văn kết giới bố trí tại thiên địa chi bên trong, huyền diệu vô tận, mặt ngoài nhìn không thấy, nhưng chỉ cần bước vào sẽ rất khó đi ra, mà lại bên trong sẽ có các loại không thể tưởng tượng biến hóa. Thiên văn kết giới cũng là cái này thông thiên lộ khảo nghiệm một trong, xác thực khó lòng phòng bị. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu tuy nhiên đi vào, nhưng là tâm linh cảm ứng vẫn còn, Lý Thiên Mệnh không có khả năng để chúng nó đơn độc mạo hiểm, sau đó tăng tốc cước bộ trực tiếp lóe nhập trong đó. Làm hắn đạp vào Huỳnh Hỏa bọn họ vừa mới vị trí về sau,
cảm giác phía trên là xuyên qua một tầng gợn sóng, trước mắt thế giới đột nhiên biến hóa. Theo rậm rạp rừng cây thâm uyên, đột nhiên ở giữa, vậy mà biến hóa thành một cái tràn ngập xương máu thế giới. Nói thật, cái thế giới này có điểm giống là Lý Thị Tổ địa huyết kiếp kết giới, nhưng trên thực tế kém xa. Trong đó xương máu không đạt được huyết kiếp kết giới loại cấp bậc kia, nhiều lắm là cho Lý Thiên Mệnh tạo thành một số ánh mắt phía trên trở ngại. Ngoài ra, những huyết phụ này như là thông qua hô hấp tiến vào thân thể, sẽ có rất nhỏ trúng độc, mê muội, mê loạn hiệu quả. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, có thể là bởi vì có thái nhất tháp tồn tại, loại này xương máu đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Đi ra ngoài thì xong việc. Hắn vừa mới tiến đến, thì lấy con mắt thứ ba, trực tiếp xuyên thấu xương máu, tìm được Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Đây là nơi quái quỷ gì? Huỳnh Hỏa lệch ra cái đầu nhìn khắp nơi. Đây là thiên văn kết giới, các ngươi đừng có chạy lung tung, xa ta cũng không nhìn thấy, đi theo ta đằng sau. Lý Thiên Mệnh phân phó một tiếng, liền ở phía trước mở đường. Cái này thiên văn kết giới kẹt tại hắn tiến lên trên đường, nhanh nhất thông qua biện pháp là xuyên qua. Xương máu dễ dàng ngăn cản ánh mắt, khiến người ta mất phương hướng, triệt để lâm vào trong đó, nhưng Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba mở đường, trên đại thể có thể bảo chứng tiếp tục lên núi đi thẳng. Bên kia có người tại chiến đấu. Bọn họ ba cơ hồ là cùng một thời gian đã nhận ra động tĩnh. Muốn xen vào chuyện bao đồng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Đi xem một chút, muốn là vi sinh nhược tố bọn họ tỉ đệ, liền giúp một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, Huỳnh Hỏa cười. Hắc hắc, Miêu Miêu cũng cười theo. Khác nghĩ lung tung a, đây là sư tôn ta phân phó ta làm sự tình. Lý Thiên Mệnh giải thích nói. Nam nhân, đều hiểu, không dùng giải thích. Huỳnh Hỏa mập mờ nói. Ngươi yên tâm, Linh Nhi sau khi tỉnh lại, ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, không nói ngươi tán gái sự tình, nhưng là ngươi nếu là quấy rầy bản mèo đi ngủ, hắc hắc. Miêu Miêu bắt được thanh này chuôi, trong nháy mắt tìm được giá trị lợi dụng. Tùy các ngươi nói, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Lý Thiên Mệnh một mặt chính khí. Lúc nói chuyện, bọn họ vượt qua xương máu rừng cây, xuyên qua thâm uyên, trước mắt xuất hiện một đầu sông lớn. Cái kia sông lớn bị xương máu bao phủ. Xem ra có chút âm u, Lý Thiên Mệnh tại chân núi liền thấy đầu này sông lớn. Đây là thông thiên sông, nước sông theo thánh thiên phủ chảy xuống, nếu là dọc theo cái này thông thiên sông đi lên, cũng có thể đến tới thông thiên môn phụ cận. Đầu này nước sông đối Nam Thiên Tông bốn cái Nam Thiên đệ tử có lợi. Mà bây giờ, thông thiên trên sông chính phát sinh một trận chiến đấu. Nói là chiến đấu, trên thực tế là vây công. Một đám hung thú, vây công tổ một ngự thú sư cùng cộng sinh thú. Cái kia ngự thú sư thân mặc áo trắng, lăng nhiên tại sông trên nước, váy dài tung bay, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng. Tại thông thiên trong nước cộng sinh thú, là một đầu to lớn kình ngư, cái kia kình ngư toàn thân trắng như tuyết, hình thể to lớn, so rất nhiều hoàn toàn thể cộng sinh thú đều muốn to lớn, thông thiên sông kém chút đều dung không được nó. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, cái này kình ngư to lớn, cùng câu nói này 10 phần chuẩn xác. Đương nhiên câu nói này đặt ở ngự thú sư trên thân, đồng dạng áp dụng. Lý Thiên Mệnh xem qua tài liệu, cái này tuyết trắng sắc như là mỹ lệ bảo thạch cá voi, chính là cấp 4 thánh thú, tên là Định Hải Thần Kình. Đây là phi thường đáng sợ thủy thuộc tính cộng sinh thú, nếu là ở thương trong biển, cơ hồ có thể rời sông lấp biển, để hắn ngự thú sư trở thành trong biển đế hoàng. Đương nhiên, trên đất bằng liền muốn một chút kém một chút, nhưng nếu là có dòng sông, cũng có thể phát huy ra hắn phần lớn chiến đấu lực tới. Thủy thuộc tính ngự thú sư cùng cộng sinh thú, trên đại thể đều có chiến lực không ổn định mau bệnh, bởi vì trên thế giới này đại đa số tranh phong, đều phát sinh trên đất bằng. Đương nhiên, ưu thế của bọn hắn cũng tương đương rõ ràng, cái kia chính là Nam Thiên Tông dễ thủ khó công, thật muốn phòng ngự, tại cái kia mênh mông thương trong biển, đa số đều là ngang dọc biển cả cộng sinh thú. Cho nên, Thánh Thiên Phủ muốn gặm xuống Nam Thiên Tông khối này xương cứng, kỳ thật so đánh tan Hắc Minh Tông đều muốn khó rất nhiều. Tỷ như cái này Định Hải Thần Kình, tiềm tàng đến bên trong biển sâu, thánh chi cảnh giới cộng sinh thú đều chưa hẳn có thể chìm xuống bắt được nó. Hiện tại cũng chính là tại thông thiên trên sông, cho nên chiến đấu lực có chỗ hao tổn, mới có thể để một đám cấp 6 hung thú, chơi đùa so sánh chật vật. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng này một đám cấp 6 hung thú, đó là hơn 20 đầu huyết sắc con rơi. Những thứ này con rơi tướng mạo xấu xí, cốt cách thô to, tạo thành rất nhiều gai nhọn, mặt hướng đều 10 phần dữ tợn khát máu,
cùng cái kia trắng như tuyết như bảo thạch định hải thần kình căn bản không cách nào so sánh được. Lấy vi sinh nhược tố mỹ nhân như vậy, ngồi tại cái này tuyết trắng cá voi phía trên, xác thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngao du tại thương trong biển, đêm tối phía dưới, tuyệt đối nếu như thần nữ. Nhưng, cho dù là hiện tại vi sinh nhược tố, tại cái kia một đám huyết sắc con rơi vây công phía dưới, đều hơi có vẻ chật vật. Đây là cái gì hung thú? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện tại vi sinh nhược tố trước mắt, bình tĩnh hỏi. Xích huyết ma bức, có hai loại giác tỉnh thần thông, theo thứ tự là mê hồn quỷ âm cùng xích huyết độc vụ. Vi sinh nhược tố ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một bên chống cự, một bên trả lời. Nàng và định hải thần kình dựa chung một chỗ, nàng trạng thái còn tốt, nhưng là định hải thần kình bởi vì yếu không địch lại mạnh, trên người có một số vết máu. Lý Thiên Mệnh thấy được, những thứ này xích huyết ma bức sẽ liên hợp cùng một chỗ, phát ra một loại bén nhọn thanh âm, hơn 20 đầu thì đi theo hợp ca giống như, nghe được người mê loạn, táo bạo, não tử càng ngày càng không rõ ràng, thậm chí lỗ tai nhói nhói. Mà lại bọn họ còn đang không ngừng phun xương máu, hội tụ tại xương máu trong kết giới, dung nhập tại thông thiên sông trong nước sông, lâu dài đi xuống, vi sinh nhược tố như là không thể chạy ra nơi này, xác thực khá là phiền toái. Cần giúp một tay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, vi sinh nhược tố lườm hắn một cái. Huỳnh Hỏa cười ra tiếng âm, vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh đầu, nói. Thiên Mệnh tiểu đệ, nhanh lên, anh hùng cứu Mỹ. Đến đây đi ngươi. Lý Thiên Mệnh thừa dịp nó đắc ý thời điểm, một phát bắt được nó, trực tiếp ném tới xích huyết ma bước bên kia đi. Đến, cho các ngươi đưa cái điểm tâm. Huỳnh Hỏa trực tiếp đập vào một đầu xích huyết ma bước trên ót, đâm đến nó chóng mặt, nhìn lại, cái kia xích huyết ma bước đỏ như máu ánh mắt thiêu tại trên người của nó. Ngươi nhìn cái gì? Huỳnh Hỏa giận dữ hỏi. Xoẹt. Xích huyết ma bước giận dữ, đang muốn bạo phát, Huỳnh Hỏa phun ra một miệng luyện ngục hỏa. Trực tiếp đâm vào trên mặt của nó, xích huyết ma bức trong nháy mắt biến thành hỏa diễm con rơi, nó kêu thảm xông vào thông thiên sông, đều yên không diệt được luyện ngục hỏa. Người cái này định hải thần kình thủ đoạn, ở chỗ này lộ ra quá ôn nhu, đại hải mới là nó chiến trường, nơi này giao cho ta đi. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, trong tay xuất hiện tà ma. Cái này máu tanh binh khí, mới là đối phó xích huyết ma bức hữu hiệu nhất đồ vật. Đến mức miêu miêu. Nó còn tại nếm thử độc ma huyết trảo năng lực, nó cùng Huỳnh Hỏa, mới là đối xích huyết ma bức lực sát thương mạnh nhất cộng sinh thú. Hỏa diễm cùng độc hơn độc trảo. Hóa thành đế ma hỗn độn về sau, miêu miêu nhảy lên thật cao cắn một đầu xích huyết ma bức, móng vuốt trực tiếp ở tại ở ngực xé rách ra máu vết, huyết ma độc trực tiếp nhập thể. Huỳnh Hỏa thì một bên thi triển chiến quyết, một bên thi triển thần thông, lấy nhỏ bé thân thể, đại sát tứ phương. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn không thế nào động. Trong tay tà ma thì như thần long độc xà một dạng lăn lộn, chỗ đến, câu hồn tác mệnh, trên cơ bản, đều có thể trực tiếp xuyên thủng xích huyết ma bước đầu. Bọn họ ba giết, chàng diện kia mới gọi huyết tinh, những cái kia xích huyết ma bước gặp đối thủ chân chính, tăng thêm vi sinh nhược tố cũng không có dừng tay, rất nhanh, liền nghênh đón tới tận thế. Không đến 30 hơi thở thời gian, còn lại xích huyết ma bước trực tiếp bỏ chạy. Giải quyết, Lý Thiên Mệnh chào hỏi một chút. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu về tới bên người tới. Vi sinh nhược tố ngay tại vì định hải thần kình thanh lý vết thương trên người, nàng tính toán khéo tay loại hình, động thủ cũng so sánh dứt khoát, tại trên vết thương đắp lên một số linh túy về sau, nàng trước hết để cho định hải thần kình trở lại cộng sinh không gian tu dưỡng, sau đó quay đầu hướng Lý Thiên Mệnh nói, vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn. Không cần khách khí, đi thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn cùng ta một đạo sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Đúng vậy, sư tôn ta để ta bảo vệ ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sư tôn là Diệp Thiếu Khanh. Há, cha ta bằng hữu. Vi sinh nhược tố hé miệng nở nụ cười. Sau đó, làm Lý Thiên Mệnh lấy con mắt thứ ba ở phía trước mở đường thời điểm, nàng liền đi theo. Vừa mới nhìn ngươi động thủ, ta hiện tại tin tưởng, ngươi năm kiếp luân hồi chi thể sự tình, còn có đánh bại Vũ Văn Thần Đô chuyện này. Vi sinh nhược tố ôn nhu nói. Xương máu phía dưới. Da thịt của nàng vẫn trong suốt sáng long lanh, có được bảo thạch một dạng lộng lẫy. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn không chớp mắt, hết thảy đều là bởi vì thiên linh chi luyến ngay tại ở ngực, chỉ cần hắn nhìn nhiều, liền sẽ có nhói nhói cảm giác, không biết có phải hay không là tâm hỏng phía dưới ảo giác. Đến mức Huỳnh Hỏa, một đường nén cười, tức giận đến Lý Thiên Mệnh đem nó cho nhét vào cộng sinh không gian đi. Chẳng lẽ trước đó không tin phải không?
Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó cũng tin. Vì sao? Ta tin tưởng cha ta phán đoán, mà lại ngươi không giống như là mạo xưng là trang hảo hán người. Vi Sinh Nhược Tố nhìn hắn một cái, xem ra có chút hứng thú. Lời này ngược lại là thật, ta xác thực tương đối là ít nổi danh. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu hắn đau a, Diệp Thiếu Khanh cho mình an bài nhiệm vụ này, vốn là không có gì, mấu chốt là Huỳnh Hỏa cái này gà tặc luôn trêu chọc, làm đến hắn có điểm tâm hư, giống như phạm sai lầm như vậy. Ai bảo cái này Vi Sinh Nhược Tố cộng sinh thú, mẹ nó cũng là một đầu kình ngư. Có độc. Phiền toái hơn chính là, cái kia xương máu kết giới phạm vi rất lớn, rất dễ dàng đi nhầm đường, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên có con mắt thứ ba mở đường, vẫn làm trễ nải không ít thời gian. Hắn cảm giác mình rất có thể không đuổi kịp thông thiên môn. Chỉ có thể cắm đầu ra tốc. Đến đón lấy một đường lên không có lời nào. Kỳ thật Vi Sinh Nhược Tố tính tình cũng không tệ lắm, nếu là còn lại thiên ý cảnh giới đệ tử, nghe được Lý Thiên Mệnh lại muốn bảo vệ mình, đoán chừng tâm lý đều cười nghiêng ngửa. Đến đón lấy cũng không có gặp phải cái gì khảo nghiệm, nhưng xương máu kết giới xác thực làm trễ nải một chút thời gian, Lý Thiên Mệnh đoán chừng còn phải ra tốc, không phải vậy phải vào cảnh vực chi chiến có chút treo. Ta ra tốc, người đuổi theo a. Hắn quay đầu lại nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ nàng. Vi Sinh Nhược Tố xác thực đuổi đến đau đầu, nàng theo sát thiếu niên tóc trắng kia, lấy nàng thiên ý cảnh giới tu vi, vậy mà chỉ có thể xa xa treo ở trên người hắn. Hắn không phải quy nhất cảnh sao? Đây là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi vấn. Chém giết Vũ Văn Thần Đô, khả năng này là bởi vì Vũ Văn Thần Đô vừa tới thiên ý cảnh giới, tu vi không ổn định. Mà lại sinh tử chiến thắng bại, vốn là liền khó nói chắc. Giết hại Xích Huyết Ma Bức là bởi vì thủ đoạn của hắn thích hợp giết hại. Nhưng, tốc độ còn nhanh hơn chính mình, đây là có chuyện gì? Nàng chỉ có thể cắm đầu đi lên truy, nói thật vì đuổi kịp hắn, liền hình tượng đều không để ý tới. Tuy nhiên xương máu kết giới làm trễ nải không ít thời gian, nhưng lấy hiện tại trèo lên tốc độ, bọn họ rất nhanh liền tiếp cận thông thiên môn. Lý Thiên Mệnh đã đến thông thiên môn dưới chân. Lập tức liền muốn đi lên. Đúng vào lúc này, hắn thấy được trước mắt có mấy người. Cẩn thận khẽ đếm, hết thảy có 6 người. 6 người này muốn là toàn bộ bước vào thông thiên môn, dù là phía trước không ai đi vào, cũng thì còn lại một cái danh ngạch. May mắn bọn họ không tiến vào. Xương máu kết giới, xác thực làm trễ nải thời gian thật dài. Nhưng là những người trước mắt này, đều tới đây, vậy mà không đi vào, chẳng lẽ đang chờ người nào? Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, cầm đầu người kia, là Vân Tiêu Kiếm phái Tư Không Thiên Thần. Tối hôm qua đã gặp mặt, xác thực rất mạnh, nhất là trong mắt kiếm ý, vô cùng sắc bén. Mà Tư Không Thiên Thần trước mắt, quỳ một cái thanh y thiếu niên, hắn toàn thân vết máu, trên người có lít nha lít nhít kiếm ngân. Là Vi Sinh Thanh Loan. Mà Tư Không Thiên Thần, tay cầm một trường kiếm, đặt ở Vi Sinh Thanh Loan trên lỗ tai, tùy thời đều có thể, chém dụng cái này một lỗ tai. Hắn không nhìn Vi Sinh Thanh Loan, mà chính là ngẩng đầu, nhìn phía dưới người tới. Sau đó, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Nhược Tố. Nơi này chính là thông thiên lộ cuối đường. 6 người này không trực tiếp đi lên, mà chính là ở lại đây bọn người, bọn họ đến cùng là cái mục đích gì, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Đơn giản chính là, các loại Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông đệ tử. Đây là mỗi một lần cảnh vực chi chiến hạng mục. Trước kia thuộc tại Thánh Thiên Phủ cùng Vân Tiêu Kiếm Phái, liên hợp đi săn Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông đệ tử. Hiện tại con mồi ít, săn nhiều người, đến mức con mồi biến đến rất chân quý. Chỉ có 7 cái danh ngạch, Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông có thể đi vào cảnh vực chi chiến không nhiều, tỉ như Vi Sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu bọn họ bực này quy nhất cảnh đệ tử, là Tư Không Thiên Thần bọn này đám thợ săn để mắt tới chủ yếu con mồi. Đến mức Vi Sinh Nhược Tố. Khẳng định phải lưu đến cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, 6 người này, ngoại trừ Vi Sinh Thanh Loan bên ngoài, có 2 cái Vân Tiêu đệ tử, 3 cái Hắc Minh đệ tử. Vân Tiêu đệ tử, theo thứ tự là Tư Không Thiên Thần cùng Cảnh Tuyền, 1 nam 1 nữ. Hắc Minh đệ tử, 2 nam 1 nữ. Hắc Minh Tông hết thảy 5 cái Hắc Minh đệ tử, trong đó có 2 người là đồng bào huynh đệ, đều là thiên ý cảnh giới, còn lại 3 cái quy nhất cảnh tầng thứ 9. Cái kia một đối thiên ý cảnh giới đồng bào huynh đệ không ở nơi này, rất có thể đã lên thông thiên lộ. Hiện tại là Tư Không Thiên Thần, mang theo 4 cái quy nhất cảnh tầng thứ 9, để Vi Sinh Thanh Loan quỳ ở trước mắt,
sau đó chờ đợi Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông những người khác. Dù sao, hiện tại thông thiên lộ chi chiến còn không có tuyên bố kết thúc, còn nổi danh ngạch, trong mắt bọn họ con mồi cuối cùng đều sẽ tới đến cái này thông thiên môn dưới chân, nghênh đón nhục nhã. Giờ khắc này, song phương nóng rực ánh mắt, trong nháy mắt đụng vào nhau. Tỷ, cứu ta, Vi Sinh Thanh Loan vừa nhìn thấy bọn họ, vội vàng la lớn. Im miệng, Tư Không Thiên Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lại quét về phía Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Nhược Tố, ánh mắt của hắn dần dần biến đến lạnh lẽo. Buông hắn ra, Vi Sinh Nhược Tố đi ra phía trước. Nàng biết Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái, khẳng định sẽ đối bọn hắn động thủ, nhưng không nghĩ tới lại là Tư Không Thiên Thần, tại khi nhục đệ đệ của mình. Đây chính là hôm qua trả lại cho mình tặng lễ người kia. Không có khả năng, Nam Thiên Tông không biết tốt xấu, thấy không rõ lắm tình thế, làm Vi Sinh Thiên Lan chi tử, hắn đến bỏ rời đi nơi này. Tư Không Thiên Thần trầm giọng nói. Ta cũng cần sao, Vi Sinh Nhược Tố sắc mặt băng lãnh hỏi. Đương nhiên cần, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi tính là gì. Thiên Thần ca ca tặng quà cho ngươi, ngươi còn ra vẻ cao lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Muốn không phải chờ các ngươi tới chịu nhục, chúng ta không cần chờ tới bây giờ. Nói chuyện chính là Tư Không Thiên Thần bên cạnh một cái đáng yêu thiếu nữ, nàng chính là thứ hai Vân Tiêu đệ tử Cảnh Tuyền. Tư Không Thiên Thần cũng không có phủ nhận Cảnh Tuyền nói lời, bởi vì, hắn tương đương không vui, nhìn đến Vi Sinh Nhược Tố cùng Lý Thiên Mệnh, vậy mà đồng hành đến tận đây. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, trầm giọng nói ra. Đã như vậy, cái kia thì không có gì đáng nói. Ngươi nếu là đại trượng phu, trước tiên đem Thanh Loan thả, ta cùng ngươi so chiêu. Hắn nhìn một chút Vi Sinh Thanh Loan, trước mắt hắn đại đa số đều là bị thương ngoài da, nhưng cũng đủ rất khốc liệt. Lý Thiên Mệnh có chút không tốt hướng Diệp Thiếu Khanh bàn giao. Nhưng không có cách, muốn tại thông thiên lộ tìm tới Vi Sinh Thanh Loan không dễ dàng. Ngươi là ai, đáng là gì đồ vật, còn muốn cùng Tư Không Thiên Thần động thủ, nói chuyện chính là một cái Hắc Minh đệ tử. Bọn họ lưu tại nơi này, cũng vì đi săn, nhục nhã, trước kia bọn họ là con mồi, hiện tại có thể tính có thể lắc mình biến hóa, phát tiết lúc trước vô số đời Hắc Minh đệ tử biệt khuất. Ba vị này Hắc Minh đệ tử, âm lãnh mà quỷ dị, có làn da ngăm đen, có trắng xám không huyết sắc, thậm chí có trên da tơ máu trải rộng. Lý Thiên Mệnh xem xét cũng là quy nhất cảnh, tuy nhiên không biết được là quy nhất cảnh thứ mấy trọng, nhưng đối bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải thiên ý cảnh giới. Dưới cơ bản chàng đều sẽ rất thảm. Ta băng tỷ tuyết hoàng tàm vừa kéo một chút phân và nước tiểu, để ba người này cùng một chỗ hưởng dụng đi, như thế nào? Tư Không Thiên Thần, có phải hay không trông thấy mỹ nữ không động được tay? Nói chuyện chính là một vị Hắc Minh Tông nữ đệ tử. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng chừng nàng liếc một chút, sau đó một chân đem Vi Sinh Thanh Loan đá Cảnh Tuyền trước mắt, trầm giọng nói. Nhìn kỹ hắn, ta tới đối phó Vi Sinh Nhược Tố. Còn cái này vô danh tiểu tốt, cho người Hắc Minh Tông chơi, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, các ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến. Ba cái Hắc Minh Tông đệ tử đều cười. Tư Không Thiên Thần, hắn cùng Vi Sinh Nhược Tố cùng tiến lên đến, thế nhưng là ngươi tình địch. Vậy chúng ta cũng không khách khí a. Trước khi đến, chúng ta có thể chuẩn bị không ít thú vị cách chơi, muốn không phải ngươi đoạt động thủ trước, chúng ta trước hết tại cái này Vi Sinh Thanh Loan trên thân thử. Được. Vậy liền để cái này Đông Hoàng Tông thái nhất đệ tử trước nhấm nháp một chút, độc trùng toàn tâm, sinh hút cốt tủy, ấu trùng theo huyết dịch tràn vào đại não, lại sinh ăn não tủy tư vị. Rốt cục đến phiên chúng ta Hắc Minh đệ tử chơi a. Phải biết, bọn họ trước kia để Thánh Thiên Tử, chơi đến nhưng thảm. Cảnh vực chi chiến, không phải phổ thông quyết đấu, mà chính là một trận cực kỳ bi thảm nhục nhã cùng tra tấn, mà lại phù hợp quy định, bởi vì thời cổ thần quốc căn bản không quản. Bằng không, vì sao mỗi một thời đại thái nhất đệ tử trở về, đại đa số đều bị bóng mờ bao phủ, nằm mơ đều có thể làm tỉnh lại. Vi Sinh Nhược Tố minh bạch. May mắn là Tư Không Thiên Thần động thủ, bằng không hiện tại Vi Sinh Thanh Loan xuống tràng, cũng không phải mình đầy thương tích đơn giản như vậy. Nhưng, Tư Không Thiên Thần lưu tình sao? Cũng không có. Nhược Tố, người có thể lựa chọn trực tiếp phía trên thông thiên môn, Vi Sinh Thanh Loan không thể lên, cái này Đông Hoàng Tông đổ bỏ đi. Càng không thể phía trên. Tư Không Thiên Thần kiếm chỉ Vi Sinh Nhược Tố, ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn đem Lý Thiên Mệnh nhường cho Hắc Minh Tông đệ tử, đã nói rõ hắn miệt thị cùng oán hận. Ta lựa chọn để ngươi cái này dối trá người chiết kiếm ở đây. Vi Sinh Nhược Tố ánh mắt băng lãnh như xương.
Rất tốt, Tư Không Thiên Thần cười. Hắn đã cho cơ hội. Nàng đã đến bây giờ đều không trân quý. Thậm chí, còn cùng người khác một đạo tới. Cái này khiến hắn, làm sao có thể nhẫn. Nhiều lần như vậy trực tiếp cự tuyệt, cho là hắn tâm lý sẽ không nhớ kỹ sao. Làm trường kiếm của hắn chỉ hướng Vi Sinh Nhược Tố thời điểm, hắn đã làm ra quyết định. Cứ dựa theo Gia Gia nói như vậy, không cần nhiều tình, kiên nhẫn luyện kiếm, sớm muộn sẽ có rốt cuộc. Cái này Đông Hoàng cảnh, tự Hắc Minh Tông Quy Thuận bắt đầu, phong bạo đã sớm đang nổi lên. Nhược Tố, ta cho tới bây giờ đều không cùng ngươi phân ra qua thắng bại, bất quá, trước kia mỗi lần chiến đấu, đều là tại các ngươi Nam Thiên Đảo phía trên giao phong, lần này, ta sợ rằng sẽ chiếm cứ tiện nghi. Tư Không Thiên Thần nhìn một chút phụ cận Hoang Sơn Dã Lĩnh, Thông Thiên Hà đã lách qua, nơi này một giọt nước đều không có. Chỉ là, Vi Sinh Nhược Tố không lại phản ứng đến hắn. May mắn, Cảnh Tuyền cũng không có lại thêm hại Vi Sinh Thanh Loan. Bất quá, cái kia ba vị Hắc Minh đệ tử, cũng đã âm thiếu hướng về Lý Thiên Mệnh mà đến, bọn họ đã bao vây Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Thanh Loan là cái thứ nhất bước vào bọn họ bẫy dập con mồi, đáng tiếc bị Tư Không Thiên Thần cướp đi. Mà Lý Thiên Mệnh lại là một cái hoàn mỹ con mồi, có thể dùng để thí nghiệm bọn họ rất nhiều thú vị cách chơi. Bọn họ hiện tại, so với ai khác đều chờ mong, đến đón lấy Lý Thiên Mệnh sẽ đến cỡ nào sụp đổ. Tuyệt đối đừng khóc đến quá sớm, chúng ta không sẽ giết ngươi, chỉ ít sẽ chơi đến thông thiên lộ chi chiến kết thúc, để ngươi chậm rãi hưởng thụ. Bọn họ ba cái đều là quy nhất cảnh tầng thứ 9, mục đích của bọn hắn không phải đánh bại Lý Thiên Mệnh, mà chính là tra tấn nhục nhã. Cho nên, ba cái vây công, cũng không tính là gì. Lúc nói chuyện, bọn họ cộng sinh thú, từ phía sau trong rừng phủ phục mà đến. Đều là tam giai thánh thú. Con thứ nhất, là nắm giữ 9 loại kịch độc, thân thể to lớn, da thịt lại thô lại dày, trên thân phủ đầy đủ mọi màu sắc kịch độc vấn đề cửu độc cự thích. Con thứ hai, nắm giữ hàng ngàn con chân, toàn thân đỏ thẫm nóng hổi, thiên túc hỏa độc mô công. Con thứ ba, là toàn thân trắng như tuyết âm hàn. Hàn khí loạn bốc lên, dẫn đến chung quanh một khu vực lớn đều đóng băng, băng ti tuyết hoàng tàm. Đây đều là vô cùng có Hắc Minh Tông đặc sắc cộng sinh thú, lấy kịch độc thuộc tính cùng côn trùng loại chủng loại làm chủ. Cái kia Tây Bắc Hắc Minh Động, chính là độc trùng khắp nơi trên đất, rắn rết trải rộng địa phương. Ba người ba thú, vây quanh Lý Thiên Mệnh, lấy ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Ngươi sẽ là cái thứ nhất, tại lần này cảnh vực chi chiến hưởng thụ chúng ta lễ vật kẻ đáng thương. Bọn họ làm càn cười. Rất hiển nhiên, trưởng bối của bọn hắn ngay tại thông thiên môn phía trên, lúc này thời điểm chỉ sợ cũng phải cười một tiếng. Tư Không Thiên Thần đồng dạng cười, hắn đối Vi Sinh Nhược Tố nói. Ngươi cần phải cảm tạ ta, bằng không đệ nhất con trùng đáng thương cũng là đệ đệ ngươi. Cho nên ngươi cho hắn một thân kiếm thương. Đây là bình thường nhất, Tư Không Thiên Thần nói. Không nghĩ tới ngươi phẩm cách thấp như vậy. Phẩm cách thấp, ngươi thật đúng là hiểu lầm ta, chỉ là ngươi quá ngây thơ thôi. Tư Không Thiên Thần lạnh lẽo nói. Vi Sinh Nhược Tố trao mày, hiện tại đệ đệ bị bắt cóc, mà nàng lại muốn tại chính mình lớn nhất bất lợi hoàn cảnh bên trong quyết đấu Tư Không Thiên Thần. Phiền toái hơn chính là, Lý Thiên Mệnh xuống chàng hung hiểm. Duy nhất để cho nàng yên tâm là, từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không nói gì, nhưng nét mặt của hắn, tựa hồ cũng không có hoảng sợ hoặc là kính sợ. Ngược lại có chút nhẹ nhõm. Tin tưởng Tư Không Thiên Thần cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi ánh mắt không tệ, nguyên lai ưa thích loại này nhuộm thành tóc trắng, xốc nổi nông cạn đồ bỏ đi. Tư Không Thiên Thần cười lạnh. Như thế hắn hiểu lầm. Nhưng, Vi Sinh Nhược Tố đã không muốn cùng hắn giải thích. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh tay phải kéo lấy tà ma, tay trái nắm tay, trên vai của hắn, hai cái nho nhỏ cộng sinh thú xuất hiện, đủ để cho người cười đến rụng răng. Lên, ba vị Hắc Minh đệ tử ùa lên. Ông, một khắc này, tà ma chấn động. Một người tổ một, so đấu tốc độ, huỳnh hỏa gần nhất yêu mến sự cạnh tranh này. Bản mèo đồng ý. Bọn họ trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh liền xông ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Lại trận đấu lên. Bất quá, hắn thất bại sao? Bọn họ đã chọn đi hai người hai thú, mà Lý Thiên Mệnh ánh mắt cùng tà ma, trực tiếp khóa chặt vị thứ ba Hắc Minh đệ tử. Tên không quan trọng, hắn cộng sinh thú là thiên túc hỏa độc ngô công. Lý Thiên Mệnh bước ra một bước, tại đối thủ đánh tới trong nháy mắt, trong tay tà ma bay ra ngoài. Câu hồn, tác mệnh, siêu độ chúng sinh, liên tục ba roi,
tuyệt đối là ma quỷ ba roi. Roi thứ nhất, quất nát ngự thú sư binh khí. Roi thứ hai tác mệnh, quất vào ngự thú sư trên thân, lôi ra một đạo vết máu. Sau đó đem cái kia ngự thú sư, trực tiếp phun ra hơn ngàn mét, bóng người đã không còn. Roi thứ ba siêu độ chúng sinh, lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp đập vào thiên túc hỏa động ngô công trên thân. Răng rắc một tiếng. Cái kia rất dài thiên túc hỏa động ngô công, kém chút gãy thành hai đoạn. Thì một chút xíu huyết nhục còn liền cùng một chỗ. Đây hết thảy, thì phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa. Một cái trên cơ bản không nói tiếng nào ra hỏa, tại động thủ thời điểm, so lấy hung tàn lấy xưng hắc minh đệ tử, trực tiếp hung tàn gấp 10 lần. Một roi binh khí vỡ vụn. Một roi quất bay ngàn mét, rơi xuống thời điểm đã miệng sùi bọt mép. Sau cùng một roi, trực tiếp đem cộng sinh thú, kém chút quất thành hai đoạn. Đây là quy nhất cảnh có thể làm được sự tình. Nhưng, đây chỉ là để người ra đầu tê dại một bộ phận. Bởi vì tại mặt khác hai bên, đồng dạng tiến hành để người ra đầu tê dại sự tình. Một cái hình dáng như sư hổ báo lôi đình cự thú, cùng cái kia cửu độc cự tích trực tiếp sáp lá cả, nó vậy mà không sợ cửu độc cự tích kịch độc, thậm chí lấy huyết sắc móng vuốt cứng đối cứng. Người nào trước ngã xuống? Làm cái kia lôi đình cự thú tại sau khi trúng độc, vẫn thần thái sáng láng, mà cái kia cửu độc cự tích, lại bị độc té xuống đất phía trên, cuồng ói máu đen thời điểm, mọi người sợ ngây người. Người nào, mới thật sự là độc vật? Chẳng những độc, hơn nữa còn lôi đình hung mãnh. Vị kia hắc minh đệ tử, cũng là bị cái kia lôi đình cự thú cái đuôi rút chúng, bụng dưới trực tiếp bị đâm một cái xuyên thấu, sau đó bị trên trời hỗn độn thiên kiếp bổ chúng, trong một chớp mắt thành một cái cháy đen người, thẳng tắp đập xuống đất. Tốc độ này, tuy nhiên so Lý Thiên Mệnh chậm một chút, nhưng cũng coi như trong nháy mắt. Trong nháy mắt, ngự thú sư ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân cháy đen, trực tiếp bị điện giật thành thiết côn, mà cửu độc cự tích miệng ói máu đen, xem ra muốn bị độc chết. Hình ảnh như vậy, ai có thể nghĩ tới? Vậy thì càng thêm không cần phải nói, phía bên kia thi triển kiếm quyết, một bên thi triển thần thông, lấy nghịch thần kiếm ý, sinh tử chảo pháp tăng thêm luyện ngục thuẫn giáp tiêu trừ hàn băng. Lấy phần thiên vũ linh đem đối thủ đâm vào thủng trăm ngàn lỗ tiểu hoàng gà. Giết giết giết. Nó kích tình vạn trượng, một trận bạo phát, đối thủ thuộc tính hoàn toàn bị khắc chế, trực tiếp không có chống đỡ, trong nháy mắt tan tác. Cái kia băng ti tuyết hoàng tàm, bị thiêu đến toàn thân cháy đen. Cái kia hắc minh tông nữ đệ tử, bị huỳnh hỏa một kiếm đâm thủng ngực, vô cùng thê thảm. Mỹ nữ, nghe nói người muốn chơi ta, chơi như thế nào? Huỳnh hỏa dẫm tại gáy của nàng phía trên, ở trên cao nhìn xuống, một mặt ngạo kiều hỏi. Cái kia hắc minh tông đệ tử khí huyết công tâm, trực tiếp phun máu hôn mê bất tỉnh, tại chỗ trọng thương. Mỹ nữ, người cái này tâm lý tố chất không được, còn lão muốn chơi gà, nằm mơ. Huỳnh hỏa mỉa mai cười một tiếng, sau khi bay lên, Lý Thiên Mệnh sớm đã giải quyết đối thủ. Thao, lão tử lại là thứ hai. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh nhất. Huỳnh hỏa thứ hai, miêu miêu sau cùng. Nhưng nói thật, ba cái chênh lệch thời gian cách rất ngắn. Điều này nói rõ huyết mạch tiến hóa về sau, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thực lực tăng vọt, cũng không tiếp tục biệt khuất. Đối quy nhất cảnh đệ thất trọng bọn họ tới nói, hiện tại chính thức có uy hiếp vẫn là thiên ý cảnh giới đối thủ, cùng thuộc quy nhất cảnh địch nhân, trên cơ bản chỉ xứng bị nghiền ép. Thua thiệt bọn họ đang còn muốn Lý Thiên Mệnh trên thân chơi game. Trận này trong nháy mắt tan tác. Ba người ba thú một cái so một cái thảm, đây mới gọi là đánh vào thị giác lực. Cái kia ba vị hắc minh đệ tử lại nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã bị hoảng sợ lấp kín. Thậm chí, làm Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thời điểm, phát hiện vi sinh nhược tố đều đờ đẫn nhìn lấy chính mình. Ngắn như vậy thời gian, nàng đều còn không có cùng tư không thiên thần đánh lên đây. Xong, tựa như là tại mỹ nữ trước mặt trang bức nội dung cốt truyện. Lý Thiên Mệnh xem xét nàng cái kia rung động ánh mắt. Thì biết mình biểu hiện không cẩn thận đi vào cầu huyết thói quen bên trong. Không được, ta muốn ổn định, không thể dạng này, không phải vậy Linh Nhi tỉnh lại phải bóp chết ta. Nghiêng đầu xem xét, Huỳnh Hỏa cái kia mập mờ ánh mắt, để Lý Thiên Mệnh càng thêm xấu hổ. Ta muốn là ngươi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại đem tư không thiên thần xử lý, liền có thể triệt để ôm mỹ nhân về. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Chớ nói nhảm, ta không phải là người như thế. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn nhìn thoáng qua tư không thiên thần, kết quả hắn phát hiện, đối phương cái kia trong hai mắt, bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, giờ phút này chính gắt gao khóa chặt chính mình.
Ngươi tên là gì? Tư Không Thiên Thần thanh âm, rõ ràng lạnh lẽo gấp bội. Nói thật, cái này ngắn ngủi không đến 10 hơi thời gian, cơ hồ lật đổ trí tưởng tượng của hắn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, một cái quy nhất cảnh, có thể như thế nghiền ép ba cái quy nhất cảnh tầng thứ 9, mà lại đều là Hắc Minh đệ tử cấp bậc đối thủ. Thậm chí hắn cảm giác mình đều làm không được nhanh như vậy. Trong lòng rối loạn rung động, nhưng nói thật, cái này còn không đủ để cho hắn tâm thần đại loạn, ngược lại để hắn sinh ra ngập trời kiếm ý. Hắn gọi Tư Không Kiếm Sinh, cháu nội ngoan, còn không mau hô ra ra. Huỳnh Hỏa xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trực tiếp thay thế Lý Thiên Mệnh nói. Làm càn, Tư Không Thiên Thần mi đầu dựng lên, trực tiếp từ phía sau rút ra binh khí của hắn. Bát giai thú binh, Thiên Vân Thần Kiếm. Cái gì làm càn, người cái này kém cỏi, coi trọng người ta tỉ tỉ, lại khi nhục người ta đệ đệ, chẳng có một chút gan dạ, dài đến còn xấu, người xứng với hơi sinh tiểu mỹ nhân sao? Đến, nhìn xem ra ra người Tư Không Kiếm Sinh, đây mới gọi là đẹp trai, mới gọi trâu, người vẫn là từ bỏ, quản người ta hơi sinh tiểu mỹ nữ kêu bà nội đi. Huỳnh Hỏa suy cười một tiếng, trực tiếp đem cừu hận giá trị kéo căng. Quản tốt ngươi cộng sinh thú, nếu không làm sao giọt, kém cỏi, ngươi muốn làm ra ra ngươi trực tiếp phía trên, không muốn tại cái này nói nhảm lầm bà lầm bầm, còn ngấp nghé con bà nó chứ sắc đẹp. Ta muốn là ngươi như thế sợ, sớm ngay tại chỗ tự cung, còn ra đến mất mặt xấu hổ, ta nhổ vào. Huỳnh Hỏa một miếng nước bọt, trực tiếp nôn hướng về phía Tư Không Thiên Thần. Cái kia nước bọt có thể so với một đạo kiếm quang, vọt tới Tư Không Thiên Thần trước mắt. Tư Không Thiên Thần tránh khỏi thời điểm, hai mắt đã tại phun lửa. Xem ra ngươi cái này là muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tư Không Thiên Thần triệt để nổi giận. Quả thực nổi giận. Bị hoành đao đoạt ái không nói, còn bị ngôn ngữ nhục nhã. Cái kia ngập trời phẫn nộ kiếm ý, toàn bộ đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Mà hết thảy này, Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Hắn thật nghĩ đem Huỳnh Hỏa miệng cho may lên a, gia hỏa này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Liền muốn nhìn Khương Phi Linh sau khi tỉnh dậy bạo nện Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cho an xếp lên trên. Lý Thiên Mệnh một câu không nói đâu, nó đem Tư Không Thiên Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, sát cơ ngút trời. Hiểu lầm. Lời nói còn chưa nói ra miệng đâu, Tư Không Thiên Thần trên thân, trực tiếp giết ra hai đầu cấp 4 thánh thú cộng sinh thú. Hắn tay cầm Thiên Vân Thần Kiếm, đứng tại hai đầu cộng sinh thú bên người, kiếm khí mãnh liệt, phong mang tất lộ. Nói thật, rất mạnh. Cái kia hai đầu cộng sinh thú, chính là hai đầu phượng hoàng. Có thể so với thần long, kỳ lân phượng hoàng cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn đến. Huỳnh Hỏa mặc dù là phượng hoàng thủy tổ cấp bậc vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nhưng mấu chốt là nó thoạt nhìn là một con gà a. Trước mắt hai đầu phượng hoàng, mới thật sự là trói lọi thần điểu, một đầu thanh sắc, một đầu hỏa hồng sắc, cái kia mỹ lệ lông vũ, thon dài dáng người, to lớn hai cánh, hỏa mỹ lông đuôi. Yêu nhã song chảo, cùng một chỗ xem ra đều là như thế hoàn mỹ. Liền vậy tôn quý, cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy tư thái, đều đang nói rõ bọn họ huyết mạch tôn quý. Cùng bọn họ tương đối, Huỳnh Hỏa hiện tại tựa như là hoàng tử công chúa trước mặt tiểu khất cái, chẳng những đáng thương, quan trọng còn nhỏ. Cái này hai đầu cộng sinh thú, theo thứ tự là Thanh Hỏa Thiên Phượng, Xích Hỏa Thiên Hoàng. Phượng vì giống đực, hoàng vì giống cái. Tư Không Thiên Thần đứng tại phượng, hoàng ở giữa, một đôi kiếm khí mãnh liệt hai mắt, triệt để khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tư Không Thiên Thần, người khác nhằm vào hắn, ân oán của chúng ta tự mình giải quyết. Vi sinh nhược tố nói. Cút, Tư Không Thiên Thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh. Cái này khiến vi sinh nhược tố đều mộng một chút. Ngươi vẫn là đi cứu đệ đệ ngươi đi, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, ngươi cẩn thận một chút. Vi sinh nhược tố quan tâm nói. Yên tâm, người phụ trách cảm động cùng lấy thân báo đáp là được rồi. Huỳnh Hỏa chen miệng nói. Lý Thiên Mệnh không kịp để ra hỏa này im miệng, cái kia tức giận Tư Không Thiên Thần, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Thiên ý cảnh giới. Lý Thiên Mệnh ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Nói thật, đây là hắn khát vọng đối thủ. Người này đến thiên ý cảnh giới thời gian so Vũ Văn Thần Đô lớn lên, không tính nhiên hồn thư. Vũ Văn Thần Đô khả năng không phải đối thủ của hắn. Nhất là, cái này Tư Không Thiên Thần vẫn là song sinh ngự thú sư, cầm giữ một cặp phượng hoàng cộng sinh thú. Theo hắn bát giai thú binh Thiên Vân Thần Kiếm khởi thế đến xem, hắn rất có thể tinh thông thiên ý kiếm quyết. Vân Tiêu Kiếm phái toàn tông luyện kiếm,
kiếm đạo lĩnh ngộ bác đại tinh thâm, tư không thiên thần kế thừa bậc cha chú ý chí, kiếm đạo tu vi là Lý Thiên Mệnh gặp qua người trong, nhất làm cho hắn cau mày một cái. Cái kia bàng bạc kiếm ý, như cùng đi tự mây xanh phía trên. Nói thật, đây là một cái thế lực ngang nhau, để hắn nhiệt huyết phí đằng đối thủ. Phú Văn Thần Đô cái kia một cuộc chiến sinh tử, quá mức đặc thù, kỳ thật không có gì tham khảo ý nghĩa. Chỉ có lần này, mới là bày ra Lý Thiên Mệnh giờ phút này tránh thức chiến đấu lực, đi trắc nghiệm hắn đến cùng có thể hay không, lấy quy nhất cảnh đối kháng thiên ý cảnh giới siêu cấp thiên tài thực lực. Hắn thu hồi tà ma, trong tay lấy ra Hắc Minh Long Kiếm. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa bay trên không trung, mà Miêu Miêu nhảy xuống bờ vai của hắn, hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình, một đôi huyết hai mắt màu đỏ, tại ma khí ngập trời bên trong, nhìn chòng chọc vào đối thủ của nó. Ngươi cũng xứng dùng kiếm, Tư Không Thiên Thần khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, đó là một tia cười lạnh. Câu nói này, để Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Trừ hắn Vân Tiêu kiếm phái, không ai có thể luyện kiếm. Kiếm, chính là Mộ Dương truyền thừa, là thẳng tắp công chính chi đại đạo, cũng là Lý Thiên Mệnh trong lòng chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa chi đạo. Ai nói, là Vân Tiêu kiếm phái chuyên trúc. Ngươi dùng khác còn có thể, ở trước mặt ta dùng kiếm. Thuộc về múa búa trước cửa lỗ ban, vẫn là nhặt lên ngươi xiềng xích đi, còn ra dáng điểm. Tư Không Thiên Thần nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nụ cười, cũng không thể che giấu hắn lửa nóng trong lòng. Giờ này khắc này, không cần giải thích. Xuất kiếm, thì xong việc. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu liếc nhau một cái. Lên. Nói thật, cảnh vực chi chiến, quyết đấu đến từ ngũ đại tông môn khác biệt hệ thống tu luyện đối thủ. Đó cũng là một trận lịch luyện, một trận thu hoạch. Lúc này thời điểm, một bên khác, Phi Sinh Nhược Tố đã động thủ. Làm là thiên ý cảnh giới, Phi Sinh Nhược Tố trực tiếp đánh lùi Cảnh Tuyền, đem đệ đệ Vi Sinh Thanh Loan cứu lại. Tỷ, ngươi nhanh đi trợ giúp hắn, đánh như tử Tư Không Thiên Thần. Vi Sinh Thanh Loan tức giận nói. Xem trước một chút, Vi Sinh Nhược Tố nói. Có ý tứ gì? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Ngươi đừng hỏi. Trước chữa thương cho ngươi. Tốt a, xem ra ngươi đối với hắn thẳng có lòng tin. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt mấy cái nói. Không cho phép nghĩ lung tung. Khống chế không nổi a. Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cùng Tư Không Thiên Thần kiếm, đã giết đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn một chút, kỳ thật liền có thể đã nhìn ra. Cái này tuyệt đối không phải quy nhất cảnh quyết đấu thiên ý cảnh giới, cái này thuần túy chính là, thiên ý cảnh giới giao phong. Gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thực sự quá sung sướng. Mà lại đều là song sinh ngự thú sư, các phương diện đều tương đương. Đây là một trận hỗn loạn đoàn chiến. Cơ hồ là tại giây phút đầu tiên, cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng liền thi triển Linh Nguyên Thần Thông, Thanh Thiên Long Quyển Hỏa, vô tận ngọn lửa màu xanh từ trên trời giáng xuống, hình thành vòi rồng hình dáng, hết thảy có 7-8 điều, hướng về Lý Thiên Mệnh phủ đầu nghiền ép mà đến. Bất quá cơ hồ là tại giây phút đầu tiên, Huỳnh Hỏa Luyện Ngục Thuẫn Giáp liền đã phun tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Bằng không, chỉ là loại thần thông này liệt hỏa, đều có thể thiêu đến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Hắn cùng Huỳnh Hỏa hỏa thuộc tính miễn dịch, tại chống cự đối phương cộng sinh thú công kích thời điểm, chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Bất quá, miễn dịch thuộc tính thương tổn, không có nghĩa là có thể triệt tiêu hết thảy công kích, đối phương cái kia cộng sinh thú huyết nhục thú nguyên đều tương đương dồi dào. Dù là có Luyện Ngục Thuẫn Giáp, Lý Thiên Mệnh cũng không thể phủ đầu tiếp chiêu. Thanh Cương Thiên Dực. Tại Tư Không Thiên Thần hiệu lệnh phía dưới, cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng hai cánh phía trên lửa cháy bừng bừng đốt cháy, kiên cường như sắt, mỗi một lần chặt chém nện xuống, Miêu Miêu cũng chỉ có thể né tránh. Dám động đến ta huynh đệ, lão tử để ngươi đỉnh đầu thanh sắc. Huỳnh Hỏa đối cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng hét to một tiếng, sau đó vậy mà trực tiếp bỏ chạy, ngược lại thẳng hướng Xích Hỏa Thiên Hoàng. Mỹ nữ, nhìn bên này, tìm hiểu một chút cái gì gọi là chân chính ngọc thụ lâm phong, đầu này thanh sắc gà rừng không xứng với ngươi. Cút, cộng sinh thú bị đùa giỡn, để Tư Không Thiên Thần càng thêm lớn giận, hắn kiếm đạo diễn biến phía dưới, một đạo hỏa diễm lưu chuyển kiếm khí trùng sát mà đến. Ha ha, tiểu hoàng gà cười lạnh một tiếng, lấy kim diễm kiếm linh làm kiếm, một kiếm chảm lạc tinh thần. Đinh đương, song kiếm này quyết đấu. Huỳnh Hỏa vậy mà lấy bàng bạc kiếm khí, làm cho Tư Không Thiên Thần chỉ có thể lùi lại. Một khắc này, Tư Không Thiên Thần mộng một chút. Một con gà, thì triển tựa như là thiên ý chiến quyết. Hắn nếu như biết rõ,
Đây là thánh cảnh chiến quyết biến hóa, đoán chừng phải tại chỗ thổ huyết. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tại hắn đờ đẫn trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thì cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, vây công cái kia thanh hỏa thiên phượng, Miêu Miêu trực tiếp nhảy tới, đem đầu này to lớn thanh sắc phượng hoàng từ trên trời đập xuống đến. Cái kia thanh hỏa thiên phượng phát ra bén nhọn chim hót, nói thật nó lông vũ vô cùng kiên cường, Miêu Miêu ở tại trên thân xé rách vết máu rất ít. Ngược lại là hắn hỏa diễm, để Miêu Miêu lông tóc cũng đốt lên. Bất quá lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh giết tới. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Lấy năng lực hiện tại của hắn thi triển một kiếm này, uy lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mắt thấy một kiếm này muốn chém phía dưới thanh hỏa thiên phượng một cái cánh, cái kia tư không thiên thần rốt cục kịp phản ứng. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắn mặt bên một kiếm bạo phát, chính là thiên ý kiếm quyết, tam thiên vân tiêu kiếm. Lý Thiên Mệnh xem qua tài liệu, biết hắn am hiểu cái gì. Tam thiên vân tiêu kiếm, một kiếm 3000 kiếm khí. Đệ nhất kiếm, phiên vân chi kiếm. Một kiếm kia bạo phát, hết thảy 1000 kiếm khí, đủ để nghịch lật trời phía trên mây trắng. Cái này lít nha lít nhít kiếm khí trùng sát mà đến, hiển lộ ra ngự thú sư đạp vào thiên ý cảnh giới đáng sợ. Lý Thiên Mệnh thay đổi kiếm nghịch sơn hà, một kiếm chặt chém, phá vỡ chỉ ít 800 kiếm khí. Nhưng là còn lại 200 kiếm khí, trực tiếp xé rách hắn luyện ngục thuẫn giáp, thậm chí có vài đạo kiếm khí, ở tại trên thân lưu lại một chút vết thương. Lợi hại, Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng, quả nhiên có thể đạp vào thiên ý cảnh giới, còn thật vô cùng có thủ đoạn. Chỉ là một kiếm này, so Vũ Văn Thần Đô Cường. Nói nhảm, nếu không sao bảo ngươi chớ ở trước mặt ta dùng kiếm, múa búa trước cửa lỗ ban. Tư không thiên thần lạnh lùng cười một tiếng, thừa thắng truy kích, lần nữa một kiếm. Tam thiên vân tiêu kiếm, phá phong chi kiếm. Một kiếm này đâm xuyên, 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ một thể, hình thành một đạo sắc bén cương khí, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh ở ngực đâm xuyên. Chết! Hắn đã động sát niệm, tuy nhiên hắn biết thông thiên lộ không thể giết người, nhưng, sau cùng lưu thủ là được rồi. Hắn hiện tại đối tam thiên vân tiêu kiếm trưởng khống, đủ để tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển kiếm ý. Đối mặt cái này phá phong chi kiếm, Lý Thiên Mệnh híp hai mắt, hắn đứng tại chỗ, tay cầm Hắc Minh Long kiếm, nghênh đón một kiếm này đến. Vốn là huỳnh hỏa áp chế cái kia xích hỏa thiên hoàng, đang muốn phía trên đến giúp đỡ, theo mặt bên cho cái này tư không thiên thần một chiêu phần thiên vũ linh, nhưng Lý Thiên Mệnh để nó lui xuống. Hắn rất có hào hứng, đi tiếp nhận cái này vân tiêu kiếm phái kiếm ý. Nghịch thần kiếm ý, chảm lạc tinh thần. Tại chỗ bất động, hai tay cầm kiếm, ý chí nghịch thiên, một kiếm chặt chém xuống. Làm. Đệ nhị kiếm giao phong, đều là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, lớn nhất siêu tuyệt kiếm ý. Một kiếm này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đánh nát đối phương 1000 nói kiếm ý, thế nhưng phá phong chi kiếm bạo phát, vẫn là để hai cánh tay hắn run lên. Lợi hại, hắn lại nói một câu. Còn có lợi hại hơn. Tư không thiên thần lần nữa cười lạnh, hắn càng thêm hung ác, lần nữa vọt mạnh, kiếm trong tay lần nữa bạo phát. Tam thiên vân tiêu kiếm, trùng tiêu chi kiếm. Cái này trùng tiêu chi kiếm, chính là kiếm ý này hạch tâm, ý làm kiếm khí trùng thượng vân tiêu, phá vỡ thiên bích, trực chỉ thương thiên. Một kiếm ngút trời. Giết. Phối hợp tư không thiên thần sát khí, một kiếm này uy lực bạo phát, mới thuộc về mạnh nhất thiên ý cảnh giới. Tư không thiên thần liên tục 3 kiếm, toàn bộ đều tại 10 hơi bên trong, có thể thấy được hắn kiếm ý nhanh chóng, sát ý chi hung. Lý Thiên Mệnh có thể ngăn trở hắn lưỡng kiếm, đã để hắn rất giật mình. Mà đệ tam kiếm, hắn muốn là triệt để đánh tan. Bất quá, hắn chỗ đã thấy là, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, hắn cơ hồ là sử dụng trước đó một dạng kiếm thế, nhưng khi một kiếm này bạo phát thời khắc, kiếm ý trèo lên mấy lần. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. Đây là chém giết Vũ Văn Thần Đô một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, càng đáng sợ chính là đối kháng toàn thế giới nghịch thiên ý chí. Ngút trời một kiếm, toái diệt càn khôn. Ầm ầm. Song kiếm quyết đấu, đưa đến chính là kiếm khí bạo phát, để chung quanh sơn lâm nham thạch trong nháy mắt bạo phá, đại địa phía trên, bị đâm ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà lần này, bị chấn động đi ra là tư không thiên thần. Đinh! Hắn thiên vân thần kiếm, cắm trên mặt đất. Cái này! Tư không thiên thần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình, miệng hổ đã nứt ra. Tuy nhiên không bị thương tổn, không có trọng thương, nhưng hắn lại thế nào không hiểu. Cái này sau cùng một kiếm quyết đấu, hắn rơi vào hạ phong. Kiếm của hắn,
so với ta còn mạnh hơn. Một cái cũng không phải là Vân Tiêu kiếm phái đệ tử, lại tại quy nhất cảnh có mạnh hơn mình kiếm đạo, đối với Tư Không Thiên Thần đả kích, so với vi sinh nhược tố bị cướp đi còn muốn to lớn. Ta 3 tuổi luyện kiếm, tìm hiểu tới tổ tiên kiếm ý 14 năm. Mới tu thành cái này ngút trời một kiếm, vậy mà thua, mà lại thua ở kiếm ý phía trên. Một khắc này, Tư Không Thiên Thần trong đầu trống rỗng. Đây cũng không phải là có bị thương hay không sự tình, mà chính là một kiếm kia quyết đấu về sau, Lý Thiên Mệnh áp chế hắn. Dù là chỉ là một chút xíu áp chế, đã đủ rồi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, Tư Không Thiên Thần đúng là một cái cường hãn đối thủ, liền toái diệt càn khôn cũng chỉ là một chút chiếm cứ tiện nghi. Khi thấy đối phương vậy mà xứng sở tại nguyên chỗ, Lý Thiên Mệnh mới sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, hắn không có phóng tới Tư Không Thiên Thần, mà là nhằm vào hướng Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh không muốn tại thông thiên lộ thì bại lộ chỗ có át chủ bài, cho nên, trên kiếm đạo áp chế Tư Không Thiên Thần, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Tiếp đó, hắn muốn là thủ thắng. Mà thủ thắng, là tại lăn lộn trong chiến đấu, mượn nhờ phối hợp ưu thế đánh tan đối thủ, hắn mới lười nhắc lại cùng Tư Không Thiên Thần một đối một cứng đối cứng. Lúc này thời điểm, Huỳnh Hỏa đối thủ đã đổi thành Thanh Hỏa Thiên Phượng. Ngàn năm một thuở thời khắc, tại Huỳnh Hỏa cùng cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng giết đến khó phân thắng bại thời điểm, Lý Thiên Mệnh theo mặt bên trong nháy mắt đánh tới. Cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng bén nhọn vừa gọi, lại căn bản ngăn không được hai bên công kích. Lý Thiên Mệnh 10 phần không khách khí, một xông lên, cũng là cánh tay trái nhất quyền. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này nện ở cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng trên cánh, trong nháy mắt chấn khai, đánh cho Thanh Hỏa Thiên Phượng hai cánh đổ máu, kém chút gãy xương. Tiếp theo trong nháy mắt, Huỳnh Hỏa lĩnh hội hắn ý tứ, liên tục 3 kiếm bạo phát, toàn bộ đâm vào Thanh Hỏa Thiên Phượng bụng. Đương nhiên, là bụng hướng xuống vị trí. Cái kia Thanh Hỏa Thiên Phượng trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, đó là người thành thật gọi tiếng. Một lần vây công, trực tiếp đánh vỡ thăng bằng. Bị ổi. Tư Không Thiên Thần tròn mắt tận nứt, đã nói xong đơn độc quyết đấu, tại hắn ngây người trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lại trực tiếp trợ giúp Huỳnh Hỏa phá vỡ thăng bằng. Ấu chỉ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, hắn biết nối liền đến Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu sẽ đem đối phương cộng sinh thú giết đến rất thảm. Chiến đấu cũng là đoàn chiến. Người nào theo ngươi giảng quân tử hiệp định. Làm Tư Không Thiên Thần lần nữa đánh tới thời điểm, Lý Thiên Mệnh lần nữa ngăn cản, lần này, hắn là quyền pháp cùng kiếm pháp cùng sử dụng. Nghịch thần kiếm ý, tam sinh ma quyền. Một kiếm bước lui, nhất quyền đánh xuống. Tam sinh ma quyền, quyền thứ hai, thiên ma, hám thần chi quyền. Đây là thiên ma nhất quyền, rung động thần ma, một quyền này bạo phát, như là điên cuồng. Một khắc này, tóc trắng phi lên. Lẳng lơ tuyệt đại. Ầm ầm, Tư Không Thiên Thần lấy kiếm ngăn trở, vẫn bị Lý Thiên Mệnh đánh cho nện ở trên tảng đá, trực tiếp đụng nát một khối đá lớn. Muốn chết, Tư Không Thiên Thần hai mắt như máu, gia hỏa này vẫn rất cứng cỏi, đến bây giờ vẫn rất cứng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cứng hơn. Lần nữa một kiếm toái diệt càn khôn, dù là đối phương kịp phản ứng, đỉnh lấy khí huyết quay cuồng lấy kiếm giao phong, nhưng lúc này đây, hắn Thiên Vân Thần kiếm bay thẳng ra. Mà Lý Thiên Mệnh hắc minh long kiếm, trực tiếp hóa thành hắc long, đâm vào bụng của hắn. Phốc phốc, một kiếm chui vào. Ngươi, tại cái kia Tư Không Thiên Thần trợn mắt nhìn lấy hắn, còn muốn giận mắng thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh trên mặt của hắn. Phía trước chịu quyền, cái ót lại đâm vào trên tảng đá, loảng xoảng một tiếng, Tư Không Thiên Thần hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn còn không phải trực tiếp ngã xuống đất. Mà chính là đầu váng mắt hoa, tựa ở trên tảng đá trượt xuống, cực kỳ giống một đầu bị đánh như tử cá ướp muối. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay. Một trận chiến này không tính nhẹ nhõm, phần lớn thời gian thế lực ngang nhau, chỉ tiếc Lý Thiên Mệnh thủ đoạn nhiều, mà lại đầy đủ hung ác, đánh vỡ thăng bằng về sau, đánh tan Tư Không Thiên Thần thì dễ dàng nhiều. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa đã sớm đem Thanh Hỏa Thiên Phượng giết đến thủng trăm ngàn lỗ, tiếng kêu rên liên hồi. Sau cùng quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà bên kia Xích Hỏa Thiên Hoàng bị Miêu Miêu huyết ma độc, lúc này thời điểm cũng không chịu nổi, dù sao nhìn đến ngự thú sư cùng Thanh Hỏa Thiên Phượng chiến bại, đối với nó đả kích rất lớn. Một trận đại chiến, Tư Không Thiên Thần cùng cộng sinh thú toàn diện chiến bại, thời khắc này Tư Không Thiên Thần, tuy nhiên còn không có ngất đi, nhưng là não tử cũng còn không có chuyển tới. Hắn chỉ có thể nhìn thấy,
Lý Thiên Mệnh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt kia để hắn cảm giác được tê cả da đầu. Ta phối dùng kiếm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phi, Tư Không Thiên Thần cắn răng phun ra một miếng nước bọt, đáng tiếc không có nôn cao, toàn bộ nện trở về trên mặt mình. Biết phối liền tốt, lần sau khác loạn trào phúng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái này khiến Tư Không Thiên Thần kém chút tức giận đến ngất đi, hắn nói là phi, không phải phối a. Đang muốn giận mắng, Lý Thiên Mệnh càng qua hắn thời điểm, còn không quên tại trên mặt hắn đạp một cước, trực tiếp cho hắn cái kia một miếng nước bọt cho lau đều đều. Thậm chí, đem đầu của hắn, giẫm tại vũng bùn bên trong. Ngô ngô ngô, Tư Không Thiên Thần giãy giụa thời điểm, bùn nhão toàn bộ hướng trong mồm rót, chỉ ít có 10 hơi thời gian, hắn đều tại uống nước bùn. Bùn nhão cũng không tốt uống, hắn dạ dày bên trong đã phiên giang đảo hải, tăng thêm trên bụng một kiếm xuyên qua, đau đến hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu không có ý chí kiên cường, lúc này thời điểm chỉ sợ chỉ có thể thống khổ cầu xin tha thứ. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh buông ra chân, hắn mới đứng lên, một mặt dòng máu cùng nước bùn lăn lộn cùng một chỗ, mất mặt cùng cực. Ánh mắt của hắn huyết hồng, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bệnh tâm thần nộ hống. Ngươi kiếm đạo rất mạnh. Ta nói thật ta bội phục, nhưng là ngươi quá âm hiểm, cuối cùng không thành được đại đạo. Mặt khác, ngươi tính cách phách lối, phía trên Thánh Thiên Tử đều thấy được, còn có Hắc Minh Tông hai cái thiên ý cảnh giới. Ngươi dám tại trước mặt bọn hắn đối phó ta, ở chỗ này dương oai, cũng là khiêu khích bọn họ. Ngươi một khi bước vào cảnh vực chi chiến, cái kia chính là ngươi ác mộng. Kêu thanh âm thực sự quá lớn, liền răng cửa cũng không cẩn thận sụp xuống, đau đến hắn lại là một trận nhe răng trợn mắt. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi Vân Tiêu kiếm phái, hiện tại có thể trở về nhà. Lý Thiên Mệnh quay đầu lãnh đạm cười một tiếng. Phiền Vũ Thiên đã bị Lý Thiên Mệnh đánh chạy, còn lại Tư Không Thiên Thần cùng Cảnh Tuyền, đừng nghĩ tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, đạp vào thông thiên môn. Đây chính là kẻ bại xuống tràng. Tư Không Thiên Thần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là làm hắn chợt thấy vi sinh nhược tố ánh mắt, hắn lúc này mới phát hiện, chiến bại khuất nhục, như thế gian nan. Vi sinh nhược tố cũng không có cái gì ghét bỏ ánh mắt. Nàng rất lãnh đạm. Thế nhưng là loại này lãnh đạm, thét lên Tư Không Thiên Thần, chảy máu trong tim. Nhất là nhìn đến, cái kia vi sinh nhược tố cùng Lý Thiên Mệnh mỉm cười đối lập thời điểm, huyết càng là ào 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 chảy xuống. Nhưng, có gì hữu dụng đâu. Hắn chỉ có thể trông cậy vào, Thánh Thiên Tử cùng Hắc Minh đệ tử trở thành Lý Thiên Mệnh cả đời ác mộng. Thông thiên môn phía dưới, cản đường 5 người. Hiện tại cũng liền thứ hai Vân Tiêu đệ tử Cảnh Tuyền còn có thể đứng, còn lại toàn bộ nằm. Nhất là ba cái Hắc Minh đệ tử, một cái so một cái thảm liệt. Hoặc là miệng sùi bọt mép, toàn thân vết thương, hoặc là bị điện giật thành thiết côn, hoặc là bị đốt thành than cốc, bọn họ cộng sinh thú, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ vốn là hy vọng Tư Không Thiên Thần vì bọn họ báo thù rửa hận, nhưng hôm nay liền Tư Không Thiên Thần đều bị đánh thành trọng thương. Trong lúc nhất thời, bao quát Cảnh Tuyền ở bên trong, bốn người này toàn bộ hai mắt trợn trắng, nội tâm giống như có ngàn đao bầm thây. Này người tuyệt đối là quy nhất cảnh, hắn như thế nào đánh bại thiên ý cảnh giới Tư Không Thiên Thần? Hắn đến cùng là ai? Ba vị Hắc Minh đệ tử, vội vàng co lại đi sang một bên. Muốn tử bản thân mới vừa rồi còn nói phải thật tốt chơi một trò chơi, bây giờ lại vô cùng thê thảm, hiển nhiên càng mất mặt, xấu hổ vô cùng. Sư huynh! Cảnh Tuyền sắc mặt trắng bệch, vội vàng lại nâng, lại làm cho Tư Không Thiên Thần đẩy ra. Đáng tiếc dùng quá sức, giật bụng kiếm thương, để Tư Không Thiên Thần đau đến run rẩy, hít sâu một hơi. Kịch liệt đau nhức phía dưới, mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên. Sư huynh, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cảnh Tuyền một mặt mơ hồ, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Im miệng, chiến bại khuất nhục, tựa như là độc trùng, ngay tại cắn xé ngũ tạng lục phủ. Hắn chỉ có thể ánh mắt u ám hướng thông thiên lộ phía trên nhìn, hy vọng lấy Lý Thiên Mệnh ở phía trên, nỗ lực thảm trọng gấp 10 lần đại giới. Năm kiếp luân hồi chi thể, có thể so với tổ tiên Lý Thần Tiêu Thiên Phú, vậy mà thật tái hiện nhân gian. Làm Lý Thiên Mệnh đến gần thời điểm, vi sinh nhược tố ánh mắt run nhẹ nhẹ, một nửa kinh ngạc, một nửa kích động. Bọn họ tỷ đệ, đồng dạng là nghe Lý Thần Tiêu cùng vi sinh dư âm cố sự lớn lên người. Thiên Mệnh huynh, ân cứu mạng. Vô cùng cảm kích. Lợi hại, tiểu sinh bội phục ngươi. Lấy quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh giới, ngươi là đệ nhất nhân. Vi sinh Thanh Loan cũng sớm đã nhìn mà than thở,
hiện tại một đôi mắt tỏa ra lấy kính nể quang mang, nghiêm chỉnh đã thành Lý Thiên Mệnh tiểu mê đệ. Ngươi vừa mới biểu hiện, quả thực đủ để đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Vi sinh nhược tố trong mắt đồng dạng là bội phục chi sắc. Nàng biết, chỉ cần không phải tại thương trên biển, nàng nhất định không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Mặc kệ cái khác người như thế nào, dù sao bọn họ tỷ đệ, đối Lý Thiên Mệnh thiên phú và thực lực, đã hoàn toàn phục. Tỷ, lên A, vi sinh thanh loan tề mi lộng nhãn nói. Khác nói mò, cẩn thận ta trở về quất ngươi. Vi sinh nhược tố trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đỏ mặt, vi sinh thanh loan cười ha ha nói. Làm sao có thể, không có. Vi sinh nhược tố che che mặt trứng, rõ ràng không có nóng lên nha. Vốn là không có gì, để huỳnh hỏa còn có vi sinh thanh loan hai vị này đệ đệ một chiêu chọc, giống như thật có chuyện như vậy giống như. Tư không thiên thần xem xét, cái này rõ ràng cũng là anh hùng cứu Mỹ lại đạt được thành công lớn tiết mục, nhất thời trong lòng càng thêm tích tụ. Một cái hoành không xuất thế người, tư không thiên thần đến bây giờ không biết hắn tên là gì, lại làm cho lòng hắn như lửa thiêu. Cút! Vì tiêu trừ xấu hổ, Lý Thiên Mệnh để mắt tới bọn họ 5 người. Có hắn kẹt ở chỗ này, chỉ ít những người này khác muốn đi lên. Hắn bắt được một cái hắc minh đệ tử, bóp lấy cổ nhấc lên hỏi, hiện tại có mấy người đi lên sao? Lão tử liền là chết, đều sẽ không nói cho ngươi. Cái kia hắc minh đệ tử cứng rắn tức giận nói. Lý Thiên Mệnh đem hắc minh long kiếm đến tại hắn dưới rốn 3 tấc vị trí, hỏi. Vậy nếu là chém đứt ngươi cái đồ chơi này đâu? Bằng hữu, chớ làm loạn, hiện tại thì Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử đi lên. Cái kia hắc minh đệ tử run rẩy nói. Hắn nói hai người kia, hẳn là hắc minh tông hai cái thiên ý cảnh giới đệ tử, minh hoàng hắc hậu cháu trai ruột, vẫn là đồng bào huynh đệ. Còn thừa lại 5 cái danh ngạch, Lý Thiên Mệnh tính toán một cái. 3 người chúng ta trực tiếp đi lên sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Chúng ta đi lên, còn thừa lại 2 cái danh ngạch, chờ một chút, ta đến quyết định 2 cái này danh ngạch cho ai? Lý Thiên Mệnh nói. Bá khí, vi sinh thanh loan nói khoác nói. Giống nhau, toàn thôn thứ 3. Thứ nhất là ta, thứ hai là Mèo. Huỳnh Hỏa nói tiếp. Hết thảy 15 cái đệ tử, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh thấy qua, những người còn lại đã không nhiều. Tư không thiên thần các loại 5 người trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cho đuổi đi. Không bao lâu, Thượng Quan Vân Phong phía trên tới nơi này, ngẩng đầu nhìn đến Lý Thiên Mệnh 3 người, hắn kinh ngạc nói. Các ngươi không nhanh lên đi, lưu tại nơi này làm cái gì? Còn giống như không có tuyên bố thông thiên lộ kết thúc đâu. Ngươi không sao chứ, Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn một hồi, phát hiện hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng không có đại thương. Càng không bị nhục nhã. Không có a. Một người cũng không thấy, thì đấu mấy cái con hung thú. Các ngươi nhìn thấy Hắc Minh Tông cùng Nam Thiên Tông đệ tử sao? Thấy qua, đều bị Thiên Mệnh huynh đánh chạy. Chúng ta bây giờ tuyệt đối tin tưởng hắn là năm kiếp luân hồi chi thể. Vi sinh thanh loan cười nói. Thật sao, ta sớm kiến thức qua. Ha ha, Thượng Quan Vân Phong không thế nào ngoài ý muốn. Vừa nói đến đây, Triệu Lăng Châu vậy mà cũng nổi lên, hắn nhìn đến 4 người này, lại là khẽ giật mình. Làm gì đâu, các ngươi, tại cái này xem mắt đâu, Triệu Lăng Châu bĩu môi nói. Gom góp 7 người, Lý Thiên Mệnh nói. Đi lên 2 cái hắc minh đệ tử, tại chỗ 5 cái đều là đồng minh. Có ý tứ gì, Triệu Lăng Châu hỏi, hắn có chút buồn bực, nói, cái này thông thiên lộ không biết chuyện gì xảy ra, một người cũng không thấy. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là hắn vẫn là Thượng Quan Vân Phong, lên tới vị trí này. Đều muốn bị tư không thiên thần bọn họ long trọng chiêu đãi. Không cần để ý chi tiết, dù sao, đến đón lấy cảnh vực chi chiến, chúng ta 5 cái, là trung thực minh hữu, có dị nghị không? Lý Thiên Mệnh hỏi. 3 cái thái nhất đệ tử, tăng thêm 2 cái nam thiên đệ tử. Ta không có, vi sinh nhược tố đầu tiên nói. Vi sinh thanh loan cùng Thượng Quan Vân Phong cũng gật đầu. Các ngươi 2 cái nam thiên tông, sẽ không phải sau lưng đâm ta đao à? Triệu Lăng Châu buồn bực hỏi, hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Đâm chỗ nào, lỗ đít sao, Huỳnh Hỏa rất có hứng thú hỏi. Có nhục nhã nhặn, Triệu Lăng Châu chừng nó liếc một chút. Bất quá, hắn đã nhìn ra, tất cả mọi người là người đáng giá tín nhiệm. Nói là minh hữu, kỳ thật còn phải Thiên Mệnh cùng nhược tố cô nương bảo bọc chúng ta. Thượng Quan Vân Phong nói. Kể vai chiến đấu đi, đi, đi lên. Quay đầu thời điểm. Thông thiên môn đang ở trước mắt. Lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu,
bọn họ 5 người Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông thiên tài, xông ra thông thiên lộ. Làm thánh thiên phủ rộng rãi quang mang, chiếu rọi ở trước mắt thời điểm, bọn họ 5 cái đã đứng ở thông thiên môn phía dưới. Cho tới nay, thông thiên môn người quan chiến, đều có thể trông thấy bọn họ, nhưng bọn hắn nhưng không nhìn thấy những thứ này cao cao tại thượng nhân vật. Quang mang có chút hừng hực, Lý Thiên Mệnh đứng ở phía trước, hơi nheo mắt, sau đó mở ra. Sau đó, hắn nhìn đến thông thiên môn phía dưới, có đại lượng ngồi vào, mà ngồi vào bên trong, thánh thiên phủ cường giả các thiên tài ở giữa vào chỗ, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm phái người thì chia nhóm hai bên. Những người này, tại thánh thiên ngoài khách sạn đều gặp, cho nên Lý Thiên Mệnh đều biết. Chỉ là, cái kia Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu sau lưng, nhiều mấy cái tương đương khủng bố người trẻ tuổi, Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, cũng không có Lang Thiên Tử Nguyệt Linh Lang. Nhưng, cũng có so Tư Không Thiên Thần mạnh hơn, đủ để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ đối thủ. Nhất là quân Đông Diệu chính phía sau một cái kim bào thiếu niên, ánh mắt kia tựa như là một đầu hoàng kim thần long. Ngoại trừ những người này, tại Lý Thiên Mệnh bọn họ 5 người bên trái, còn đứng lấy 2 người thiếu niên. Một cái áo bào xám, một cái hắc bào. Áo bào xám vị kia, đại khái chỉ 1m5 thân cao, 10 phần nhỏ gầy, cảm giác trên thân không có thịt gì, tất cả đều là bộ xương, thể trọng khả năng không cao hơn 70 cân. Hốc mắt của hắn bên trong, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám, trên mặt cũng không có thịt gì, xem ra rất khủng bố. Hắc bào vị kia lại vừa vặn ngược lại, hắn thân cao tới có 2m5 trở lên, khôi ngô như một ngọn núi, cho dù là hắc bào thùng thình, lúc này thời điểm đều nhanh căng kín. Cái kia hắc bào phía dưới, là đen nhánh da thịt cùng kiên cường hùng tráng bắp thịt, tóc của hắn thổi đến rất ngắn, từng chiếc dựng thẳng lên, thì cùng là cương châm giống như. Lý Thiên Mệnh nhìn qua tư liệu của bọn hắn, áo bào xám người kia tên là Lê Vô Sinh, hắc bào người kia tên là Lê Cửu Tử. Bọn họ là Minh Hoàng Hắc Hậu cháu trai, theo cái này bề ngoài đến xem, nói ra khả năng người bình thường đều không tin, bọn họ lại là song sinh huynh đệ. Bọn họ tăng thêm Lý Thiên Mệnh 5 cái, gom góp 7 người, chiếm cứ tham gia cảnh vực chi chiến 7 cái danh ngạch. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ leo lên thông thiên môn một khắc này, mang ý nghĩa thông thiên lộ chi chiến, triệt để kết thúc. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh bọn họ làm người khiêu chiến, cần phải chịu là Thánh Thiên Phủ tăng thêm Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm phái những cường giả này, các thiên tài áp lực. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đảo qua đi, hắn nhìn đến Thánh Thiên Phủ quân Đông Diệu, Hắc Minh Tông Minh Hoàng Hắc Hậu, còn có cái kia Vân Tiêu Kiếm phái Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt, đều rơi ở trên người hắn. Đây là bá đạo, nghiền ép giống như ánh mắt, nhất là cái kia Tư Không Kiếm Sinh, ánh mắt giống là một thanh kiếm đâm vào Lý Thiên Mệnh trên ánh mắt. Vô cùng nhói nhói, đủ để cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cúi đầu xuống. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải dễ dàng bị hoảng sợ người ở. Hắn hơi hơi hí mắt, đứng tại các đồng minh trước mặt, đứng vững đến từ những cường giả này các thiên tài nghiền ép giống như áp lực. Vãn bối Đông Hoàng Tông Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh, gặp qua Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm phái các vị tiền bối. Hắn chẳng những đứng vững áp lực, hơn nữa còn không kiêu ngạo không tự ti. Tốc độ nói thông thuận nói ra một câu nói kia tới. Còn có thật nhiều người không biết hắn, nhưng bây giờ đều biết. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh thấy được rất nhiều rung động, không tưởng được, ánh mắt nghi hoặc. Hiện tại cũng vẫn là như thế, có thể thấy được hắn đánh bại Tư Không Thiên Thần thời điểm, những người này hiển nhiên càng rung động, càng khó chịu hơn. Nhất là cái kia Tư Không Kiếm Sinh, bị đánh tan chính là hắn đứa cháu đắc y nhất. Hiện tại, hắn sắc mặt tái xanh. Bờ môi đều đang run, một đôi tròng mắt lộ hung quang. Hắn khẳng định rất khó chịu rất biệt khuất. Bằng không, dưới ghế ngồi tay vịn, sẽ không bị hắn bóp ra lõm. Hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, tuyệt đối nguy hiểm nhất. Nhớ tới hắn tại Thánh Thiên khách sạn dáng vẻ đắc ý, bây giờ lại tức giận đến run rẩy, xác thực gọi người mừng thầm. Vân Tiêu Kiếm phái những trưởng thượng kia nhóm, hiện tại cũng là trên mặt không ánh sáng, bởi vì bọn hắn làm Thánh Thiên Phủ một phương. Vậy mà không ai có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Truyền đi, mất mặt xấu hổ a. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện Lý Thiên Mệnh. Ngươi là Lý Vô Địch nhi tử, nghe nói là ngươi thay thế Vũ Văn Thái Cực chi tử, đến đây tham chiến. Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu hỏi. Vạn chúng tĩnh mịch bên trong, quân Đông Diệu ánh mắt vàng ròng rực rỡ, như là hai cái chói mắt mặt trời nhìn chăm chú tại Lý Thiên Mệnh trên thân, gọi người không ngẩng đầu được lên. Hồi Thánh Vương, không sai. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đã bị đốt thành kim sắc, nhưng cũng không gặp hắn chớp mắt qua.
Cái này không chỉ là thực lực, còn có ý chí lực chống lại. Theo nói ngươi là năm kiếp luân hồi chi thể, có thể so với ngươi Lý Thị Thánh tộc đệ nhất tổ tiên thể chất. Quân Đông Diệu hỏi lại. Chuyện này sớm muộn truyền ra, không có cách nào che giấu. Không sai, Lý Thiên Mệnh gọn gàng thừa nhận. Đem ngươi kiếp vòng lấy ra đến xem, Quân Đông Diệu nói. Kiếp vòng chỉ là biểu tượng, Thánh Vương có thể tham khảo ta vừa mới biểu hiện, nếu là còn có nghi vấn, cũng có thể tham khảo ta tại cảnh vực chi chiến biểu hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Quân Đông Diệu nhịn cười không được. Chỉ có hắn đang cười, biểu tình của những người khác đều vô cùng lạnh lẽo. Đông Hoàng Tông, đã thật lâu không có người, dám ở trước mặt chúng ta nói như vậy. Quân Đông Diệu cười lắc đầu nói. Hơi có chút thiên phú, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, loại này người, 10.000 cái kiếp vòng đều không có tác dụng gì. Đáng tiếc, bên cạnh Tư Không Kiếm Sinh cười lạnh một tiếng. Bọn họ Vân Tiêu Kiếm phái đại đa số người đối Lý Thiên Mệnh dữ tợn, chỉ sợ so Thánh Thiên Phủ còn muốn triệt để. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái. Vốn định đỉnh một câu, nhưng cảm giác không có gì tất yếu, đánh bại Tư Không Thiên Thần, đã là hắn đối Vân Tiêu Kiếm phái hữu hiệu nhất phản kích. Đánh cho Tư Không Kiếm Sinh mất hết mặt mũi. Chỉ tại trường hợp này, vi sinh nhược tố bọn họ đều không dám nói chuyện, Lý Thiên Mệnh dám đối diện với mấy cái này cường giả, đã tương đối lớn mật. Thánh Vương, chúng ta Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông đệ tử, đã thông quan, hết thảy có 5 người có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Còn mời Thánh Vương đem chúng ta trưởng bối tới nghênh đón, lấy cam đoan cảnh vực chi chiến, thuận lợi, đúng hạn tiến hành. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Nói thật, câu nói này mới càng làm cho Đông Cực Thánh Vương khó chịu. Đây mới là vang dội nhất đánh mặt. Nửa ngày trước, hắn đi Thánh Thiên khách sạn, đem Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông người vứt xuống, công bố bọn họ tại chân núi trộn lẫn dưới, trực tiếp có thể đi. Mà bây giờ, 7 cái danh ngạch, bọn họ trọn vẹn chiếm cứ 5 cái. Nếu như chỉ là 1-2 cái, kỳ thật còn không có mất mặt như vậy. Nhưng 5 cái này để Thánh Thiên Phủ có chút khó chịu. Dù sao, bọn họ cho Vân Tiêu Kiếm phái chuẩn bị xong đặt chân chi địa, nhưng, Vân Tiêu Kiếm phái đệ tử một cái đều không tới. Chuyện này là Quân Đông Diệu tự chủ trương, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh nhắc lên, cái này cũng chưa tính cái gì. Tránh thức khó chịu, buồn bực quá trình, là phía dưới đi đón người quá trình. Mà lại nhất định phải tiếp, không tiếp, cảnh vực chi chiến không thể mở bắt đầu. Là người cũng nhìn ra được, Quân Đông Diệu cũng không cười nổi nữa. Sắc mặt cũng chuyển hướng tái nhợt. Tư Không Kiếm Sinh xem xét, tâm lý càng thêm khó chịu, bởi vì Tư Không Thiên Thần biểu hiện, dẫn đến Quân Đông Diệu mất mặt, hắn trách nhiệm trọng đại. Thông báo một tiếng, để vi sinh thiên lan chính bọn hắn lăn tới liền thành, còn muốn để người nghênh tiếp. Tư Không Kiếm Sinh trầm giọng nói. Đúng, để chính bọn hắn lăn tới. Vân Tiêu Kiếm phái tông lão nhóm theo phụ họa. Tư Không Tông chủ để ý như vậy. Là bởi vì sợ chúng ta đoạt ngươi đặt chân chi địa sao? Không cần lo lắng, cái nào sợ các ngươi không có đệ tử tới, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ không đuổi các ngươi đi. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đã nhẫn nại một lần. Mà lần này, hắn mở miệng. Một câu đơn giản lời nói, giễu cợt Vân Tiêu Kiếm phái đệ tử. Làm càn. Cái kia Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt chừng một cái, trong hai mắt, trực tiếp lao vút ra một đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đâm xuyên đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cách nào tránh ra, kiếm khí kia thì đâm vào miệng của hắn, tại chỗ xuyên thủng hắn vừa cuốn lại đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia phía trên, bị xuyên ra một cái lỗ máu, tuy nhiên không lớn, nhưng cái kia đau rát, còn có trong miệng đều là máu tươi cảm giác, Lý Thiên Mệnh nhớ tinh tường. Chỉ là tiểu bối, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Lần này xuyên đầu lưỡi ngươi, cho ngươi cảnh cáo, lần tiếp theo đoạn liền là của ngươi đầu. Tư Không Kiếm Sinh híp mắt quát lớn. Tình cảnh này, thét lên rất nhiều người trong lòng run sợ. Cho dù là năm kiếp luân hồi chi thể thiên tài, tại cái này tông môn chi chủ trước mặt, đều là một ánh mắt đều là giết chết con kiến hôi. Cho nên, bọn họ tại sao muốn sợ hãi thiên tài? Tông môn yếu thế thiên tài, phần lớn thời gian đều không có ý nghĩa gì, bởi vì căn bản không có thể bảo trụ thiên tài người. Đừng nói nữa, vi sinh nhược tố vội vàng kéo một chút Lý Thiên Mệnh, đầy mắt đều là vẻ lo lắng. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Trong miệng tươi mùi máu, đầu lưỡi xuyên động kịch liệt đau nhức, rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. So với Đông Hoàng Tông bản thân, cái này Đông Hoàng cảnh tranh phong, càng thêm nguy cơ tứ phía, những người này càng thêm không nể tình. Tư Không Kiếm Sinh,
xuyên lưỡi mối thù, làm sao có thể quên. Ta cái này có, phù linh quả, mài, phù linh ngọc dịch, có cần hay không? Vi sinh nhược tố hỏi. Không dùng. Loại thương thế này tuy nhiên nhục nhã, nhưng ảnh hưởng không lớn, mấy ngày nay ít nói chuyện, rất tốt nhanh. Mà lại, hắn phát hiện, tự thân thương thế cũng sẽ dẫn động thái nhất tháp, hiện tại đã có một ít thái nhất tháp bạch quang, tại tổn hại huyết nhục bên trong ẩn hiện. Hắn thừa nhận, chính mình lắm mồm một câu, nhưng hắn cũng không hối hận. Dù sao cảnh vực chi chiến sắp đến, có thời cổ thần quốc giám sát, Tư Không Kiếm Sinh lại không giết được hắn. Điểm ấy huyết nhục thống khổ, đáng là gì? Chỉ là Lý Thiên Mệnh triệt để nhớ kỹ. Nếu có ngày nào đó, ta cũng phải để ngươi câm miệng cho ta. Giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn đến Lý Thiên Mệnh rốt cục bị trấn áp, những người kia đều lộ ra sảng khoái chi sắc. Rốt cục đàng hoàng. Bọn họ lẫn nhau đối mặt, cười một tiếng. Thánh Vương, ta đi xuống một chuyến. Tại quân Đông Diệu sau lưng, ra đến một cái tuổi trẻ, thánh lão, đoán chừng cũng là bọn hắn quân gia người. Đi. Quân Đông Diệu khoát khoát tay. Trực tiếp để Vi Sinh Thiên Lan bọn họ tới khẳng định không thực tế. Người kia thẳng tiếp theo, lấy tốc độ của hắn khống chế cộng sinh thú bay trên trời rơi xuống, sẽ trở lại thật nhanh. Hắn cũng xác thực trở về rất nhanh, nhưng mấu chốt là, hắn lẻ loi một mình trở về. Chuyện gì xảy ra? Quân Đông Diệu trầm giọng hỏi. Thánh Vương, bọn họ nói, người đã tự mình nghênh đón Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái, cũng không cần khác nhau đối đãi, bọn họ muốn ngươi nghênh đón mới lên tới. Cái kia thánh lão sắc mặt khó chịu nói. Nghe nói như thế, cái này ba phe thế lực cơ hồ ánh mắt mọi người, đều biến đến lạnh lẽo. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tư Không Kiếm Sinh vỗ ghế dựa, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn uất. Những người này thật sự là không biết tốt xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ha ha, Hắc Hậu mỉa mai cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thánh Vương, tuyệt đối không nên cùng những thứ này tầm nhìn hạn hẹp thế hệ chấp nhặt. Minh Hoàng nói, Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông cử động lần này rõ ràng là để quân Đông Diệu chỉ có thể khó chịu. Nhưng, ai bảo chính hắn đào xuống cái này hố? Nhìn đến các trưởng bối cử động, Lý Thiên Mệnh tâm lý thì rõ ràng hơn. Đông Hoàng Cảnh, bây giờ bởi vì Hắc Minh Tông quy thuận Thánh Thiên Phủ, dẫn đến thăng bằng đánh vỡ, hiển nhiên Thánh Thiên Phủ sớm muộn đối Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông động thủ. Vi sinh tiền bối cùng sư tôn bọn họ, dám can đảm dạng này, rõ ràng không sợ đắc tội quân Đông Diệu, cũng là một loại không nguyện ý thỏa hiệp tín hiệu. Các trưởng bối đều cứng như vậy xương cốt, vậy hắn càng biết anh dũng đi đối kháng. Trước đây hắn là lo lắng cho mình cho trưởng bối gây phiền toái, nhưng bây giờ nhìn, tất cả mọi người là một lòng. Dưới tình huống như vậy, quân Đông Diệu căn bản không có cách nào. Hắn chỉ có thể sắc mặt âm trầm đứng lên, bằng không không đuổi kịp cảnh vực chi chiến, hắn ngược lại phiền phức. Ai biết thời cổ thần quốc người có hay không đang ngó chừng. Sau đó, hắn lần nữa khống chế cái kia hoàng kim thần long, chạy như bay dưới núi, trong lúc nhất thời, thông thiên lộ đám hung thú, đều thần phục tại cái kia thần long thần uy phía dưới. Quân Đông Diệu tự mình đi xuống, Phi Sinh Thiên Lan cùng Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ cuối cùng đi lên. Ven đường phía trên, bọn họ còn giống như đi xuống thông thiên lộ, dẫn tới hai người đệ tử, hẳn là Hề Mạnh Lẫm cùng Bách Thái Tuấn. Hai người bọn họ khẳng định không có thể tham gia cảnh vực chi chiến, nhưng bây giờ đi theo trưởng bối sau lưng, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, Hề Mạnh Lẫm là hắn đả thương, thế nhưng Bách Thái Tuấn tình huống xem ra rất thảm, không biết là ai làm. Thiên Mệnh, bọn họ vừa lên đến về sau, Diệp Thiếu Khanh lập tức đi tới trước mắt của hắn. Không có bị thương chứ? Hắn quan tâm hỏi. Không có, Lý Thiên Mệnh vừa nói, trong miệng huyết thì chảy xuống. Ta xem một chút, Diệp Thiếu Khanh ngón tay khẽ trống, liếc mắt liền thấy được hắn trên đầu lưỡi có cái lỗ máu. Cái này rõ ràng không phải Tư Không Thiên Thần làm, bởi vì Diệp Thiếu Khanh đã nghe nói, Lý Thiên Mệnh đánh tan Tư Không Thiên Thần. Cái nào không biết xấu hổ làm? Diệp Thiếu Khanh nhướng mày, lớn tiếng hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét về phía Vân Tiêu Kiếm Phái người, rất hiển nhiên, đây là kiếm khí tạo thành thương thế. Sư tôn, hắn đều không biết xấu hổ, làm gì lại chỉ nhận ra. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, người hắn nhìn là Tư Không Kiếm Sinh. Thật buồn cười, thật mất mặt, đường đường Tư Không Tông Chủ, cháu mình bị đánh bại, vậy mà đối tiểu bối xuất thủ, thật làm cho người cười đến rụng răng. Xin hỏi, Vân Tiêu Kiếm Phái tu chính là cái gì kiếm ý, lấy lớn hiếp nhỏ chi kiếm?
Diệp Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tư Không Kiếm Sinh. Có nhục thân phận, Vi Sinh Thiên Lan thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy xem thường. Ngươi thì tính là cái gì, có thể có tư cách ở chỗ này nói chuyện với ta? Một cái tông chủ đều không có tông môn, một đám chó hoang, liền cái người nói chuyện đều không có, người nào mới có thể cười? Tư Không Kiếm Sinh ra mặt đủ dày, cười một tiếng, dẫn sau khi đứng dậy tông lão nhóm cười vang. Đường đường một môn tông chủ, thẹn quá hóa giận, đánh lén tiểu bối đệ tử, dùng cái này đến giải không người kế tục mối hận, loại này đê tiện tông chủ, sẽ chỉ kéo thấp tông môn cấp bậc, muốn tới để làm gì? Diệp Thiếu Khanh cùng theo một lúc cười. Cái này khiến Tư Không Kiếm Sinh sắc mặt tối đen, nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Bọn họ Vân Tiêu Kiếm phái người, toàn bộ bỗng nhiên đứng lên, nhìn điệu bộ này, thật giống như là muốn tại chỗ đánh nhau. Tất cả câm miệng. Tại kiếm bạt nỗ trương thời điểm, quân Đông Diệu hét lớn một tiếng, cuối cùng nắm trong tay cục diện. Đã tất cả lên, thì khác lãng phí thời gian, dựa theo quy định cảnh vực chi chiến ngày mai tại ta Thánh Thiên Phủ, Thánh Thiên Chiến Trường, cử hành, đến lúc đó chúng tuyển đệ tử tiến về Thánh Thiên Chiến Trường là được. Có cái gì ân oán, cảnh vực chi chiến thấy rõ ràng. Quân Đông Diệu cao giọng tuyên bố. Hắn một phất ống tay áo, xoay người rời đi. Đến mức Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông đặt chân chi địa, tự nhiên sẽ có Thánh Thiên Phủ người đến an bài. Diệp Thiếu Khanh, làm gì cao hứng quá sớm. Hôm nay cái này Lý Vô Địch chi tử xác thực rất có ý tứ, nhưng, hắn lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thánh Thiên Phủ Thánh Thiên Tử, đến lúc đó đều sẽ cường điệu, chiêu đãi hắn, để hắn triệt để phế tại cảnh vực chi chiến bên trong, người tranh thủ thời gian vì hắn cầu nguyện đi. Tư Không Kiếm Sinh đứng lên, âm dương quái khí nói. Vậy cũng so ngươi Vân Tiêu Kiếm phái liền cảnh vực chi chiến đều không tham gia được cường. Cái gì thứ đồ hư nhi, các ngươi liền tại cảnh vực chi chiến cùng chúng ta đệ tử rốt cuộc ân oán tư cách đều không có. Diệp Thiếu Khanh bĩu môi nói. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt kiếm khí mãnh liệt. Nhưng không có cách, Tư Không Thiên Thần thua, đây là sự thật, hắn ở chỗ này kêu gào một vạn lần đều vô dụng. Rất tốt. Cảnh vực chi chiến sau khi kết thúc, người Diệp Thiếu Khanh tuyệt đối đừng khóc thành tiếng âm đến. Khác giễu cợt, tranh thủ thời gian xuống núi A, chúc mừng các ngươi Vân Tiêu Kiếm phái có thể sớm về nhà. Diệp Thiếu Khanh âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Khanh, người ta đều hiểu, cảnh vực chi chiến chỉ là cái dẫn tử. Người hôm nay dám ở trước mặt ta chống đối ta, tiếp qua một chút thời gian, chờ ta chặt xuống đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không lại miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói xong. Tư Không Kiếm Sinh âm lãnh cười một tiếng. Lão quỷ, người có thể sống đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Thiếu Khanh buông buông tay nói. Lần này cảnh vực chi chiến, rất nhiều chuyện đều bày ra trên mặt bàn. Nếu không phải là như thế, hai cái này tông môn nhân vật có mặt mũi, tại sao lại ở chỗ này trước mặt mọi người tranh cãi? Tình huống bình thường, mọi người chỉ ít trên mặt nổi, đều sẽ hòa hòa khí khí, lẫn nhau không đắc tội. Như thế, ngũ đại tông môn. Mỗi người tách ra, đại khái làm ba nhóm người. Thánh Thiên Phủ một đạo, Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông một đạo, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm phái một đạo. Bọn họ vừa đi, Thánh Thiên Phủ Thánh Lão liền dẫn đường, muốn đem cái này Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông mang đi nghỉ ngơi, qua một đêm, ngày mai cảnh vực chi chiến chính thức cử hành. Trước mắt đến xem, Thánh Thiên Phủ có thể cho cái địa phương đợi cũng không tệ rồi. Cha, Lý Thiên Mệnh tại Thông Thiên Môn dưới. Đánh bại Tư Không Thiên Thần, đã cứu ta nhất mệnh. Vi Sinh Thanh Loan đứng tại phụ thân bên người liền vội vàng nói. Vi Sinh Thiên Lan nhẹ gật đầu. Ta ngộ nhập xương máu kết giới, hắn cũng trợ giúp ta, hắn xác thực rất mạnh, là cái đáng tin cậy minh hữu. Vi Sinh Nhược Tố cũng nói. Đã hiểu, năm kiếp luân hồi chi thể, không sai à? Vi Sinh Thiên Lan hỏi. Tuyệt đúng không sai, mà lại rất có đảm lượng, chúng ta tới đều không dám nói chuyện. Hắn dám chống đối Tư Không tông chủ. Vi Sinh Thanh Loan tán thán nói. Các ngươi a, Tư Không Linh Vũ nghe xong những thứ này, mi đầu lại nhăn sâu hơn. Càng như vậy, càng là nói rõ Nam Thiên Tông bước lên một con đường không có lối về. Đông Hoàng Tông tuy nhiên lớn nhất sự suy thoái, nhưng là, bọn họ toàn tông trên dưới, là không thể nào khuất phục tại Thánh Thiên Phủ uy nghiêm phía dưới tông môn. Chết cũng sẽ không khuất phục. Diệp Thiếu Khanh sẽ không khuất phục. Vũ Văn Thái Cực cũng sẽ không khuất phục. Nhưng Nam Thiên Tông là có lựa chọn. Là bảo toàn đại cục, ăn nhờ ở đậu, vẫn là thiêu thân lao vào lửa. Dù là lúc này thời điểm, bọn họ vẫn đều mang tâm tư.
nói thí dụ như cái kia Cố Thu Vũ, sắc mặt rất khó nhìn. Mà lại là tương đương khó coi. Cháu ngoại bị đánh bại coi như xong, hắn chế nhạo qua Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, thật là năm kiếp luân hồi chi thể. Mọi người cũng không có chú ý đến, hắn vừa ở phía dưới nghe nói tin tức, cả người đều mộng một chút. Dọc theo con đường này, càng nghĩ thì càng khó chịu. Dù sao, ai bảo hắn tại Thánh Thiên khách sạn, mỉa mai năm kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại Thánh Thiên phủ người vừa đi, hắn trực tiếp mang theo Hề Mạnh Lẫm đi vào Đông Hoàng Tông bên này, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho ta một lời giải thích, hôm qua nói xong kết minh, ngươi lại tại Thông Thiên Lộ đánh lén Hề Mạnh Lẫm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đánh lén, Lý Thiên Mệnh mộng một chút. Đúng, là ngươi đánh lén ta. Hề Mạnh Lẫm cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Hắn bị Cố Thu Vũ cứu lúc đi ra, trực tiếp thì cáo trạng, sau đó mới nghe được Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Không Thiên Thần sự tình. Ngươi rất mạnh sao, ta đến mức đánh lén ngươi. Lý Thiên Mệnh đều nhịn cười không được. Vừa ăn cướp vừa la làng, chơi đến thật chuồn mất. Đây không phải mạnh yếu vấn đề, mà chính là ngươi thân là minh hữu, vì sao đối với mình người động thủ. Cố Thu Vũ trầm giọng nói. Hắn đơn giản cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, dù sao, hắn là lớn nhất muốn rời xa Đông Hoàng Tông, bò bò giữ mình người. Cố Tông Lão, không phải ngươi để hắn đến xem ta kiếp vòng người sao? Ta nói không cho nhìn, hắn muốn ngăn đường lãng phí thời gian của ta đánh cho hắn một trận có lỗi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói mà không có bằng chứng, không muốn vu hãm. Hề Mạnh Lẫm cả giận nói. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ liếc một chút. Sau cùng nhìn về phía Vi Sinh Thiên Lan cùng Diệp Thiếu Khanh. Hắn không muốn nói chuyện, để bọn hắn giải quyết đi. Cố Tông Lão, lập tức cảnh vực chi chiến, Thiên Mệnh sẽ cùng Nhược Tố, Thanh Loan kể vai chiến đấu, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Cố Thu Vũ hít một hơi thật sâu. Trước chuyên chú cảnh vực chi chiến đi, Vi Sinh Thiên Lan nói. Tông môn nội bộ sự tình, trở về còn có lựa chọn cơ hội. Căn bản không cần phải ở chỗ này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bách Thái Tuấn thế nào? Vi Sinh Thanh Loan nhìn bầu không khí nghiêm túc, vội vàng nói sang chuyện khác, mà lại hắn vẫn là thật quan tâm Bách Thái Tuấn. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, cái kia cùng Hề Mạnh Lẫm cùng nhau thiếu niên, hiện tại toàn thân đen nhánh, chỉ có thể nằm kêu rên, hắn trên người có rất nhiều nhỏ bé lỗ máu, lúc này thời điểm còn tại truyền nọc độc huyết. Hắn trên đường đụng phải Hắc Minh Tông Lê Vô Sinh, bị hành hạ một trận. Độc trùng nhập thể, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn 1/3, tuy nhiên bất tử, nhưng muốn khôi phục, tối thiểu 3 năm. Vi Sinh Thiên Lan thanh âm có chút rét lạnh. Hắc Minh Tông, quá độc ác, Vi Sinh Thanh Loan ánh mắt đỏ bừng nói. Đối với chúng ta đời 100 thái nhất đệ tử tới nói, cái này cũng không tính là gì, cảnh vực chi chiến bên trong, bọn họ có thể chơi mánh còn nhiều, rất nhiều. Diệp Thiếu Khanh nói, nhưng vì cái gì còn muốn đến? Một mặt là thời cổ thần quốc an bài. Một mặt là tông môn mặt mũi. Một phương diện, là tranh đoạt Đông Hoàng kiếm quyết tâm. Trọng yếu nhất, vì cái gì đoạt lại thuộc về thái nhất đệ tử tôn nghiêm. Đó là 100 thế hệ, đều không có nhận thua nguyên nhân. Sớm biết dạng này, ta cũng để cho ba cái kia Hắc Minh đệ tử nếm thử sống không bằng chết tư vị. Lý Thiên Mệnh biết, chính mình đối cảnh vực chi chiến hung tàn, nhận biết còn chưa đủ. Nhưng... Thông Thiên Lộ đã qua. Ngày mai cảnh vực chi chiến, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Bỗng nhiên, hắn tại Thánh Thiên Phủ trong đám người, thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc. Có thể là ba người kia nhìn hắn quá lâu, Lý Thiên Mệnh có cảm ứng, liền cũng nhìn thấy bọn họ. Hắn liếc một chút thì nhận ra. Theo thứ tự là Lăng Nhất Trần, Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm. Ba vị này, thế nhưng là để lại cho hắn qua sâu sắc ấn tượng. Thậm chí thay đổi qua Lý Thiên Mệnh vận mệnh người. Không hề nghi ngờ, lấy thân phận của bọn hắn, còn không bằng Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Vệ, thuộc về cái này Thánh Thiên Phủ biên giới người. Nhưng, bọn họ cùng Lang Thiên Tử có quan hệ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, bọn họ nhìn lấy ánh mắt của mình, sao mà kinh ngạc, rung động, thậm chí khó có thể tự tin. Nhưng, cũng ẩn chứa sát cơ cùng hung quang. Lý Thiên Mệnh hôm nay nhìn qua 6 cái Thánh Thiên Tử, nhưng chính là không có nhìn thấy Nguyệt Linh Lang. Có lẽ nàng lại là mạnh nhất Thánh Thiên Tử, cho nên có đặc quyền hôm nay không ra sân. Nhưng là, nàng ngày mai nhất định sẽ đến. Các ngươi, tốt nhất hôm nay liền đem ta tới chỗ này tin tức, nói cho nàng.
thậm chí có lẽ không dùng bọn họ nói, Nguyệt Linh Lang, hiện tại đã biết đi. Hắn có dự cảm, về sau còn sẽ có cùng Lăng Nhất Trần bọn họ cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, lại nhận thức lại một chút. Cứ như vậy, bọn họ song phương, giao thoa mà qua. Đi. Thánh Thiên Phủ Thánh Lão ở phía trước dẫn đường, bọn họ xuyên qua thông thiên môn, chính thức bước vào cái này Thánh Thiên Phủ. Đây là một tòa nguy nga thành trì, giống như xây dựng ở đỉnh mây phía trên. Nơi này cùng Đông Hoàng Tông phân bố tại rất nhiều sơn phong khác biệt, nơi này tất cả Thánh Thiên Phủ người, đều tụ tập tại trong thành trì. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua to lớn nhất thành trì. Bọn họ được an bài nơi ở, chỉ là tại Thánh Thiên Phủ vòng ngoài, nơi này không gặp được Thánh Thiên Phủ hạch tâm, nhưng cũng đầy đủ phồn hoa. Rất nhiều Thánh Thiên Phủ đệ tử, đều tại phụ cận vây xem bọn họ, nhất là ngày mai sắp tham gia cảnh vực chi chiến tứ đại tông môn đệ tử, để bọn hắn phá lệ hiếu kỳ. Mặc kệ bọn hắn chính mình tu vi như thế nào, chỉ cần bọn họ Thánh Thiên Tử, thực lực có thể nghiền ép những thứ này ngoại lai cái gọi là thiên tài đệ tử, trong lòng bọn họ thì có cảm giác ưu việt. Sau đó, từng đợt đối Lý Thiên Mệnh bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân cười vang, không ngừng truyền đến. Thật giống như, đang nhìn một bầy khỉ tiến nhập Thánh Thiên Phủ một dạng, bọn họ ở phía trên vui cười đàm luận. Cảnh vực chi chiến, trong truyền thuyết khỉ làm xiếc chi chiến, 10 năm một lần, mỗi một thời đại đều có người đến chúng ta Thánh Thiên Phủ, tự rước lấy nhục. Ngày mai có trò hay để nhìn a. Nghe nói sẽ kéo dài một đoạn thời gian, Thánh Thiên Tử nhóm sẽ từ từ chơi, đem mỗi người bọn họ, đều bày trò tới. Đúng, còn có tại chỗ cái kia, ta nghe nói bọn họ nữ đệ tử, còn có sau khi trở về mang thai, ha ha. Đây cũng quá. Ngươi biết cái gì, muốn đoạt đi chúng ta Đông Hoàng Kiếm, không trả giá đắt sao được. Đúng, để cho bọn họ tới, dù sao đều là tự tìm, lại nói, có thể mang thai chúng ta Thánh Thiên Tử hài tử, coi như bọn họ kiếm lời. Có đạo lý. Nói không sai, hiện tại Đông Hoàng cảnh ngoại trừ Thánh Thiên Phủ, thì sẽ không có những tông môn khác. Cái gì Đông Hoàng cảnh, ta nghe nói muốn cải danh tự, gọi Thánh Thiên Cảnh. Thánh Thiên Cảnh, Thánh Thiên Phủ, lúc này mới đúng. Về sau, triệt để diệt những tông môn này, để cho chúng ta Thánh Thiên Phủ độc bá Thánh Thiên Cảnh, liền rốt cuộc không ai dám đến tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nhưng, cũng ít đi khỉ làm xiếc chi chiến niềm vui thú đó a. Cái này, chính là chúng ta Thánh Thiên Phủ, tiếc nuối lớn nhất. Bọn họ căn bản không kiêng kỵ cái gì, ngay tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu bọn họ, đứng ở cửa sổ ở trên cao nhìn xuống, một bên nói một bên cười vang. Đây chính là Thánh Thiên Phủ đệ tử ngạo mạn cùng vô tình. Cái này không tính là gì, cường giả có tư cách dạng này, tuy nhiên mạnh không phải bọn họ, nhưng Thánh Thiên Phủ rất mạnh, cái này không có sai. Những lời kia, khẳng định đã nói hơn ngàn năm. Những cái kia nhục nhã, cũng kéo dài hơn ngàn năm. Đời 100 thái nhất đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị qua những vũ nhục này, thậm chí so ngôn ngữ miêu tả thảm hại hơn đều có. Mà một ngày này, Lý Thiên Mệnh đến nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn đến những cái kia mỉa mai, khinh bỉ, cư cao lâm hạ ánh mắt. Những người kia, đều là kiêu ngạo ma quỷ a. Bọn họ đắc ý, trêu tức, mỉa mai. Đó là bởi vì bọn họ thắng đời 100, thắng 1000 năm. Bọn họ đã quên, chiến bại lại là tư vị gì. Bây giờ chỉ có đánh vỡ đây hết thảy, mới có thể gọi người, nhiệt huyết phí đằng. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Thiên Mệnh, nắm chặt kiếm trong tay. Ngươi là Lý Thị Thánh Tộc, là tiền bối anh linh người thừa kế. Đạp vào chiến trường này bắt đầu, sẽ vì Đông Hoàng Tông cùng Lý Thị Thánh Tộc tôn nghiêm mà chiến. Vì tiền bối mà chiến. Ta cũng ở nơi đây thất bại chìm vào cát qua, chúng ta cho tới bây giờ cũng không thắng qua. Nhưng là, người có thực lực đi đòi lại chúng ta mất đi hết thảy. Người càng phải biết, Đông Hoàng Kiếm, ban đầu vốn thuộc về chúng ta. Mà lần này, ta muốn cho ngươi, đánh nổ Thánh Thiên Phủ. Đảo mắt đêm đã khuya. Dưới bóng đêm Thánh Thiên Phủ, vẫn đèn đuốc sáng trưng, thành trì bên trong, thỉnh thoảng còn có cự thú lao nhanh mà qua. Lý Thiên Mệnh đứng tại bên cửa sổ phía trên, ngóng nhìn phía trước không có tận cùng thành trì, dù là hắn đứng được rất cao, vẫn không nhìn thấy cái này Thánh Thiên Phủ cuối cùng. Gian này cung điện bên trong, trừ hắn ra, trưởng bối bên trong, có Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh bọn người, Nam Thiên Tông Vi Sinh Thiên Lan, Cố Thu Vũ mấy người cũng tại. Trong hàng đệ tử, năm cái ngày mai sẽ tham gia cảnh vực chi chiến đệ tử đều tại.
Tới gần cảnh vực chi chiến, bầu không khí càng thêm nghiêm túc. Tuy nhiên các ngươi đại khái đều biết cảnh vực chi chiến cụ thể quy tắc, bất quá, ta vẫn là lại cùng các ngươi lặp lại một lần. Vi Sinh Thiên Lan cùng Hoàng Phủ Phong Vân ngồi ở vị trí đầu, mà Lý Thiên Mệnh năm người đệ tử, thì đi tới trước mắt của hắn. Cảnh vực chi chiến, theo cái danh xưng này, đến tất cả quy tắc, lại đến giám sát uy hiếp, kỳ thật đều là từ thời cổ thần quốc thiết lập. Thánh Thiên Phủ làm chủ nhà, kỳ thật cũng liền chỉ cung cấp một cái sân bãi, cái kia chính là Thánh Thiên Chiến Trường. Thánh Thiên Chiến Trường, cùng loại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, nghe nói kiến tạo có 200.000 ngồi vào, còn có đại lượng quan chiến bình đài, cùng nhau đủ để dung nạp 30 vạn người. Ngày mai cảnh vực chi chiến, chỉ ít có 30 vạn người quan chiến, trên cơ bản đều là Thánh Thiên Phủ người. Vì cái gì gọi cảnh vực chi chiến? Đó là bởi vì, ngày mai các ngươi chiến trường, là tại một cái cảnh vực kết giới, bên trong. Cảnh vực kết giới, là một cái thiên văn kết giới, đương nhiên, tầng thứ phi thường cao, dù sao đến từ thời cổ thần quốc. Cái này cảnh vực kết giới tên, gọi là Đông Hoàng cảnh vực, nói cách khác, bước vào chiến trường, các ngươi tương đương tiến vào một cái, hơi co lại bản, Đông Hoàng cảnh. Cái này hơi co lại bản Đông Hoàng cảnh, có Đông Hoàng cảnh địa hình, cũng có rất nhiều trọng yếu khu vực. Nói thí dụ như, cảnh vực kết giới bên trong sẽ có Nam Thiên Đảo, cũng sẽ có biển cả. Biển cả, là Nam Thiên Tông đệ tử ỷ vào, chiến trường phải chăng có mênh mông nước, đối bọn hắn tới nói phi thường mấu chốt. Cái này hơi co lại bản Đông Hoàng cảnh, tuy nhiên kém xa chân chính Đông Hoàng cảnh, nhưng là một cái chiến trường tới nói, có thể có cao sơn, đồng bằng, biển sâu, đã tính toán phi thường to lớn. Bên trong có rất nhiều có thể lượn vòng, ẩn thân địa phương, cũng sẽ có linh tai cùng hung thú cản đường. Cho nên, bởi vì chiến trường này phức tạp, dẫn đến cảnh vực chi chiến tràn ngập rất nhiều biến số. Những thứ này biến số, đều là trong lịch sử, chúng ta Nam Thiên Tông đã từng hai lần đoạt được qua Đông Hoàng kiếm nguyên nhân. Bằng không, nếu chỉ là phổ thông chính diện đối quyết, đệ tử của chúng ta rất khó siêu việt Thánh Thiên Tử. Một cái hơi co lại bản Đông Hoàng cảnh làm chiến trường, nghe không thể tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe nói, cực kỳ rung động. Hắn chỉ có thể nói, thiên văn ảo diệu kỳ thật vô cùng vô tận, không ngớt văn kết giới đều có thể sinh ra nhiều như vậy biến hóa đến, có thể thấy được lốm đốm. Phổ thông thiên văn kết giới, có thể phong bế không gian. Thông thiên lộ phía trên xương máu kết giới, cầm giữ có độc tố, còn có thể mê hoặc phương hướng. Lý thị tổ địa huyết kiếp kết giới, có thể chu sát kẻ xâm lấn. Mà cái này đến từ thời cổ thần quốc cảnh vực kết giới, lại là một cái hơi co lại bản Đông Hoàng cảnh chiến trường. Nói cách khác, bên trong rất có thể có Đông Hoàng dãy núi, có Tây Bắc Hắc Minh Động, có phương Nam biển cả cùng Nam Thiên Đảo. Chiến trường này không lớn không nhỏ, có thể tiềm tàng, có thể sử dụng địa hình, nhưng cũng có thể trong nháy mắt tao ngộ đối chiến. Các ngươi khẳng định hiếu kỳ, vì sao lớn như vậy hơi co lại bản Đông Hoàng cảnh, có thể phóng tới Thánh Thiên bên trong chiến trường. Thậm chí để cho chúng ta có thể quan chiến. Đây chính là cảnh vực chi chiến ảo diệu. Các ngươi thân ở cảnh vực kết giới bên trong, bị huyền diệu thiên văn sở mê ảo tưởng, kỳ thật các ngươi nhìn đến biển cả, dãy núi, đều là cảnh vực kết giới mô phỏng cho các ngươi. Đối với các ngươi tới nói, những địa hình này chân thực tồn tại, đối chúng ta mà nói thì không phải vậy. Thậm chí, các ngươi một cái tại Đông Hoàng dãy núi, một cái tại Hắc Minh Động, nhưng theo chúng ta thị giác đến xem, các ngươi chân thân, rất có thể cách xa nhau không đến 10 mét. Cho nên, khi các ngươi đối chiến thời điểm, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng, các ngươi không cần cân nhắc cái này, cảnh vực kết giới chỗ cường đại ở chỗ, dù là bên trong đều là mê huyễn, nhưng đối với các ngươi tới nói, cái kia chính là một cái thế giới chân thật. Tuy nhiên chân thân cách xa nhau 10 mét, chỉ cần tại cảnh vực kết giới bên trong, các ngươi có 10.000 mét khoảng cách, thì tuyệt đối sẽ không đụng tới. Cảnh vực chi chiến trong lịch sử, đứng tại Thánh Thiên chiến trường góc độ, nhìn đến quá nhiều gặp thoáng qua, hai người mảy may đều không có phát giác. Đó là bởi vì, hai người tại cảnh vực kết giới bên trong vị trí, căn bản không tại một chỗ. Nói ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh bọn họ mặc kệ chân thân là tình huống như thế nào, càng không cần phải để ý đến người xem, chỉ cần lấy cảnh vực kết giới bên trong hoàn cảnh làm chủ là được rồi. Có biển cả địa phương, tuyệt đối sẽ không bỗng nhiên không có nước. Quá huyền diệu, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái nói. Không sai, cảnh vực kết giới tuy nhiên không bằng máu của các ngươi kiếp kết giới như vậy có lực sát thương, nhưng luận ảo diệu, tuyệt đối khiến người ta kinh thán. Vi Sinh Thiên Lan nói. Bởi vì chiến trường bao la,
cho nên cảnh vực chi chiến tiếp tục thời gian sẽ khá lớn lên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này không nhất định, theo trong lịch sử nhìn, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng trở lên. Vi Sinh Thiên Lan nói. Cảnh vực chi chiến, tương đương với 14 cái đệ tử chuyển rời đến dã ngoại hoang vu bên trong, bởi vì địa hình hoàn cảnh thậm chí ngày và đêm, đều là chiến đấu biến số. Người yếu chưa hẳn không có cơ hội tìm được Đông Hoàng Kiếm. Vừa rồi giới thiệu cảnh vực kết giới, hiện tại thì nói một chút quy tắc. Cảnh vực chi chiến quá trình, chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, là tìm ra Đông Hoàng Kiếm quá trình. Quá trình này quy tắc giấu ở cảnh vực kết giới bên trong, từ xưa đến nay mỗi lần tìm tới Đông Hoàng Kiếm phương thức cũng khác nhau, không có gì tham khảo ý nghĩa. Sau khi tiến vào, chỉ sợ cần muốn chính các ngươi suy tư. Càng nhanh lĩnh ngộ cảnh vực kết giới quy tắc người, tự nhiên càng là có lợi. Cái này giống như Trầm Uyên đấu thú, cũng cần chính mình tìm kiếm quy tắc. Nhưng, Trầm Uyên đấu thú quy tắc từ người bình tĩnh, lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa, có thể tìm ra Đông Hoàng Kiếm quy tắc là cố định. Cảnh vực chi chiến tuyệt đối công bình công chính. Cái thứ hai bộ phận, xem như cảnh vực chi chiến so sánh kích thích bộ phận. Cái kia chính là, một khi có người nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, cảnh vực chi chiến lập tức tiến vào đếm ngược. Đếm ngược vì 10 ngày, này 10 ngày bên trong, Đông Hoàng Kiếm sẽ lập lòe ra chiếu rọi toàn bộ hoàn cảnh quang mang, mà lại không cách nào giấu đi hoặc là để vào tu di giới chỉ. Này bằng với, Đông Hoàng Kiếm sẽ kéo dài bại lộ cầm kiếm người vị trí. Cái này bộ phận, bởi vì mang theo lập lòe Đông Hoàng Kiếm, cho nên cầm kiếm người sẽ trở thành mục tiêu công kích, tất cả mọi người có thể nhìn đến vị trí của hắn, tiến tới truy đuổi, tranh đoạt. Chỉ cần cầm kiếm người có thể giữ vững lập lòe Đông Hoàng Kiếm 10 ngày, cũng là cảnh vực chi chiến người thắng lợi, liền có thể tại Thánh Thiên Phủ trong tay, mang đi Đông Hoàng Kiếm. Nửa đường Đông Hoàng Kiếm nếu như bị cướp đi, đổi mới rồi cầm kiếm người, như vậy lập tức một lần nữa tính theo thời gian 10 ngày. Đây đúng là một cái rất nổ tung quy tắc. Cầm tới kiếm cũng không tính là thắng, nắm giữ lập lòe Đông Hoàng Kiếm thời gian 10 ngày, đứng vững 10 ngày truy sát, mới tính cuối cùng chiến thắng. Thử hỏi, tại bại lộ vị trí, bị 7 cái Thánh Thiên Tử truy sát tình huống dưới, ai có thể giữ vững Đông Hoàng Kiếm 10 ngày? Bởi vậy có thể thấy được, làm tứ đại tông môn đỉnh phong đệ tử cùng Thánh Thiên Tử có rất lớn thực lực sai biệt tình huống, muốn đoạt được Đông Hoàng Kiếm độ khó khăn phi thường cao. Trong lịch sử, tứ đại tông môn đoạt được Đông Hoàng Kiếm đệ tử, trên cơ bản đều là có một ít đặc thù chạy trốn thủ đoạn, cơ bản không có chính diện đánh bại Thánh Thiên Tử người. Mặc dù nói phần lớn người trước tới nơi này, đều là tự rước lấy nhục, nhưng ít ra từng có hy vọng thành công. Cho nên, chúc phúc mọi người. Vi Sinh Thiên Lan sau khi nói xong đứng lên. Thiên Lan, tới đây một chút. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay nói. Hai người bọn họ đi đến trong góc. Chuyện gì? Muốn không ngươi con gái khác tham chiến, tình thế dạng này biến hóa đi xuống, ta cảm thấy bọn họ vì buộc ngươi chỗ đứng, có thể sẽ cường điệu nhằm vào Nhược Tố cùng Thanh Loan. Diệp Thiếu Khanh nói khẽ. Ta biết. Cho nên, bọn họ tỷ đệ không đồng ý, đều đi tới nơi này, bọn họ muốn liều một lần. Dù sao, cảnh vực chi chiến có rất nhiều nhân tố, cũng không phải là người người chịu nhục, bọn họ cũng có tiềm tàng đoạt kiếm cơ hội. Vi Sinh Thiên Lan nói. Như thế, mà lại các ngươi Nam Thiên Tông đệ tử tại cảnh vực chi chiến, một mực có thiên nhiên ưu thế, cái kia chính là biển cả. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, chỉ cần bọn họ cấp tốc tiến biển cả, không chủ động đi ra. Những người khác cơ bản không làm gì được bọn họ tỷ đệ, gặp nguy hiểm trực tiếp tiềm tàng hải lý là được rồi. Đây là lịch sử trở lên Nam Thiên đệ tử, đại đa số có thể tại cảnh vực chi chiến toàn thân trở ra nguyên nhân. Cái này 7 cái Thánh Thiên Tử, tăng thêm Hắc Minh Tông 2 người, đều không có thủy thuộc tính cộng sinh thú. Ngoại trừ Quân Thiên Dịch cùng Nguyệt Linh Lang, tại biển cả bên trong, cơ bản không người là Nhược Tố đối thủ. Diệp Thiếu Khanh nghĩ tới đây, một chút yên tâm một số. Đúng. Bọn họ tỷ đệ đảm lượng ngược lại là rất lớn, bất quá Thiên Lan, ngươi nhất định muốn cường điệu nhắc nhở, để bọn hắn tuyệt đối không nên cậy mạnh. Không có chuyện, tuyệt đối không nên thoát ly biển cả, một khi lên lục địa, cái kia chỉ sợ cũng không phải do bọn họ. Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã rất nghiêm khắc nói. Bọn họ cũng cùng ta bảo đảm. Dù sao, lần này chủ yếu nhìn Lý Thiên Mệnh, Nhược Tố cùng Thanh Loan, đối với hắn rất có lòng tin. Bọn họ kiên định niềm tin muốn đi vào, cũng là nghĩ trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Thiên Lan nói. Người hai đứa bé này, thực là không tồi, ôn hòa điềm tĩnh lại không mất dũng cảm. Diệp Thiếu Khanh nói.
ngươi đệ tử nhưng có hôn phối? Vi sinh Thiên Lan đột nhiên hỏi. Cái kia thật không có, nhưng hắn hữu tình lữ. Diệp Thiếu Khanh nói. Thiếu niên anh hùng, tự có mỹ nhân đi theo, không tệ. Vi sinh Thiên Lan cười. Ngươi muốn cùng Nhược Tố nói. Đương nhiên a, làm người bằng hữu rất không tệ. Vi sinh Thiên Lan nói. Ngươi cứ như vậy không bỏ được ngươi khuê nữ gả. Diệp Thiếu Khanh bĩu môi nói. Cũng đương nhiên a, không tin ngươi sinh một cái thử một chút. Lý Thiên Mệnh rất an toàn, ta rất hài lòng. Vi sinh Thiên Lan cười nói. Bụng dạ hẹp hòi, Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Vi sinh Thiên Lan còn lo lắng thiếu niên này con gái tại cảnh vực chi chiến kể vai chiến đấu sinh ra cảm tình, nghe nói Lý Thiên Mệnh có người thích, hắn triệt để yên tâm. Vi sinh Thiên Lan bọn họ đi về nghỉ về sau, Diệp Thiếu Khanh lại để cho Lý Thiên Mệnh đến đây một chuyến. Muốn nói cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi sẽ không phải một chân đạp hai thuyền a? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Có ý tứ gì a ngươi? Lý Thiên Mệnh thế nào cảm giác bọn họ hai người trung niên, luôn lén lén lút lút. Không có việc gì, cảnh vực chi chiến, dễ dàng, nhiều trợ giúp một chút bọn họ tỷ đệ. Diệp Thiếu Khanh nhắc nhở lần nữa. Cần ngươi nói, cái này bốn cái đều là bằng hữu ta, còn không phải hộ lấy bọn hắn, mà lại bọn họ cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Lần này, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là một người tại chiến đấu. Hắn có bốn cái minh hữu, còn có Huỳnh Hỏa Miêu Miêu. Không biết, Linh Nhi có thể hay không tại cảnh vực chi chiến bên trong tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Bóng đêm càng thâm, nhưng là cái này cung điện màu vàng óng, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tại đại điện này thượng thủ, đứng đấy bốn người. Trong đó Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu đứng ở trung ương, bên trái là anh Tuấn Minh Hoàng cùng Yêu Nhiêu Hắc Hậu, bên phải thì là như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén Tư Không Kiếm Sinh. Cho đến giờ phút này, Tư Không Kiếm Sinh sắc mặt vẫn rất thúi, nhất là nhìn đến Phiền Vũ Thiên bàn tay bị chém đứt. Càng là lửa giận mãnh liệt. Lúng túng hơn chính là, phía dưới hết thảy có 8 người đệ tử, vậy mà không có hắn Vân Tiêu Kiếm phái người. Loại tình huống này mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua. Người không biết, còn cho là bọn họ Vân Tiêu Kiếm phái thiên tài đứt gãy nữa nha. Cái này 8 người đệ tử, 6 cái là Thánh Thiên Tử, 2 cái thì là Hắc Minh đệ tử Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử. Thánh Thiên Tử Quân Thiên Dịch, đứng tại 2 cái Hắc Minh trong các đệ tử ở giữa. Kề vai sát cánh, cùng bọn hắn chơi đến đặc biệt quen thuộc. Đối Quân Thiên Dịch tới nói, bị cầm đi Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài xưng hào, tựa hồ cũng không thế nào khó chịu, dù sao đều là người trong nhà, mà lại là nữ lưu thế hệ. Thiên Dịch, Lang Nhi còn chưa có trở lại, Quân Đông Diệu có chút không vui hỏi. Ta đoán chừng nhanh, cha ngươi yên tâm, tiểu thúc nói qua sẽ gấp trở về, mà lại coi như không có nàng, chúng ta cũng đầy đủ. Quân Thiên Dịch cười nói. Trong mắt lưu chuyển lên kim sắc thần thái. Có phiền toái gì, là 6 cái Thánh Thiên Tử tăng thêm 2 cái thiên ý cảnh giới Hắc Minh đệ tử không có thể giải quyết. Tốt nhất vẫn là muốn tham gia, không phải vậy, ai biết thời cổ thần quốc có người hay không tại giám sát. Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Bất quá, hắn cũng không bắt buộc, dù sao muốn là bỏ lỡ, bị trách phạt người cũng không phải hắn. Các ngươi 8 cái, ta trước cho các ngươi nói mấy cái yêu cầu. Quân Đông Diệu nói câu nói này thời điểm, 8 người đệ tử lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, nghiêm túc mà nhu thuận đứng tại trước mắt của hắn. Đệ nhất, tuyệt đối không thể bị đoạt đi Đông Hoàng Kiếm, chúng ta đã liên tục nắm giữ Đông Hoàng Kiếm 600 năm, tiếp tục 6 thập đại đệ tử. Muốn là Đông Hoàng Kiếm theo trong tay các ngươi mất đi, vậy các ngươi đều là thiên cổ tội nhân. Vâng, 6 vị Thánh Thiên Tử nhiệt huyết sôi trào nói. Đến mức 2 vị Hắc Minh đệ tử, bọn họ cũng cúi đầu nghe giảng. Dù sao chức trách của bọn hắn là phụ trợ Thánh Thiên Tử. Thứ hai, dựa theo thông lệ, vẫn là muốn cho cái kia 5 cái thứ không biết chết sống, thảm trọng nhục nhã cùng giáo huấn, đây là quy củ cũ. Ngày mai sẽ có 30 vạn người quan chiến, tất cả mọi người là đến xem kịch vui, cũng không thể để bọn hắn thất vọng. Nói đến đây, Quân Đông Diệu nở nụ cười. Phụ thân yên tâm, ta trước lúc này tổng kết chỉ 80 thay Thánh Thiên Tử cách chơi, sửa cũ thành mới, tuyệt đối thú vị. Tuyệt đối có thể cho bọn hắn cả đời dạy dỗ khó quên. Mà lại, ta cùng 2 vị Hắc Minh Tông huynh đệ tán gẫu qua. Lần này cảnh vực chi chiến, Hắc Minh Tông các huynh đệ vừa thêm vào chúng ta trận doanh, bọn họ có rất nhiều không thể tưởng tượng tra tấn người thủ đoạn, nghe rất kinh bạo. Đến lúc đó, ta để bọn hắn nhiều thử một chút, tuyệt đối nhục nhã bước phát triển mới mức độ. Cái gì ăn phân và nước tiểu, lột y phục, vậy cũng là không thú vị thói quen cũ.
Quân Thiên Dịch đắc ý cười nói. Ta nghe nói các ngươi hai cái, tại thông thiên lộ phía trên thời điểm, dùng độc trùng đem một cái nam thiên đệ tử ngũ tạng lục phủ đều ăn 1/3. Quân Đông Diệu cười hỏi. Hồi Thánh Vương, đây chỉ là sơ cấp thủ đoạn. Áo bào xám Lê Vô Sinh mỉm cười, nhưng xem ra tựa như là đang khóc. Thánh Vương, chúng ta Hắc Minh Tông thì tự ý lâu một chút tra tấn người bản sự, chỉ cần có thời gian, chơi cái 10 ngày 10 đêm đều không có việc gì, hơn nữa còn sẽ không tạo thành đối phương thương vong đây. Hắc Hậu giọng dịu dàng cười nói. Điểm này ta rất bội phục, cái kia đến lúc đó phấn khích phân đoạn, thì nhìn hai đứa bé này. Quân Đông Diệu cười nói. Không có vấn đề, Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử đã đánh cam đoan. Mặt khác, Quân Đông Diệu ánh mắt quét tới, cất cao giọng, nói. Nam Thiên Tông vi sinh gia tộc hai người, phải cho ta cường điệu chiếu cố. Nhất là vi sinh nhược tố, đây chính là cái kia vi sinh thiên lan bảo bối nữ nhi. Các ngươi đem lớn nhất thú vị thủ đoạn, toàn bộ dùng đến trên người của nàng. Ta muốn để vi sinh thiên lan ở bên ngoài nhìn đến khóc lên, làm được sao? Có thể. Tám người đệ tử, chỉnh tề gật đầu, xem ra đều vô cùng tin tưởng. Phụ thân, có thể cái kia sao? Quân Thiên Dịch chờ mong hỏi. Ai cũng biết, vi sinh nhược tố rất xinh đẹp, còn có thánh thiên phủ đệ tử không có khí chất. Tùy tiện ngươi, bất tử là được, Quân Đông Diệu nói. Quân Thiên Dịch nghe được câu này, ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên vẻ mong đợi nụ cười. Tinh không sáng chói, đầy sao vô tận, những cái kia rực rỡ quang mang rơi giữa thiên địa, để vạn vật đều nhiễm lên sắc thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền khắp nơi đều giống như ngân hà, quang mang lấp lóe. Tại dạng này dưới ánh sao, hai đạo cái bóng không ngừng tại truy đuổi, một đường lên, thiếu nữ hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Cái kia như ngân linh nhì giống như tiếng cười, chính là thuần túy nhất tốt đẹp nhất khoái lạc, trong khi bên trong còn lăn lộn có thiếu nữ tình cảm về sau, tiếng cười liền càng ngọt. Cho dù là người qua đường nhìn đến bọn họ vui chơi, sợ cũng nên hiểu ý cười một tiếng, sinh ra hâm mộ chi tâm. Đêm tối dưới, thiếu nữ kia người mặc cạn màu cam váy dài, phía trên có rất nhiều linh quạng bảo thạch. Cái kia một trương khuynh thành vẻ mặt vui cười cùng cái này váy lộng lẫy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là một cái khiến người ta động tâm nữ tử. Nàng mục đích như sao, có lửa một dạng nhiệt tình, tình cảm của nàng như thế nóng rực, cho dù là ôm lấy bên người nam tử kia thời điểm, cũng sẽ phá lệ dùng lực, thẳng đến khiến người ta không thở nổi. Nàng nam tử bên người, người mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông buộc thành một đầu màu đen đai lưng, đó là một vị ôn nhuận như ngọc công tử. Tựa như là đêm tối hạ một khối ngọc thô, xuất trần mà thanh nhã, cao quý lại cũng không sâu xa. Hắn chỉ cần mỉm cười, liền làm cho người có như gió xuân ấm áp cảm giác. Cặp mắt của hắn thì như ngọc thạch, khi ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người thời điểm, cái kia một loại yêu chiều cùng thâm tình, đủ để gọi người hòa tan. Tại trong ngực hắn thiếu nữ, liền giống như là một cái tinh linh, tại bên cạnh hắn chơi đùa, mà trên mặt của hắn nụ cười không ngừng, ánh mắt thanh tịnh thấy đáy. Lại vô cùng sâu xa. Lang Nhi, không cho phép náo loạn nữa, chúng ta đến đi đường, lại không tăng thêm tốc độ, trước khi trời sáng có thể trở về không được. Công tử áo trắng nhức đầu đuổi theo thiếu nữ, lắc đầu cười khổ. Không muốn trở về, ta liền muốn cùng ngươi ở bên ngoài chơi. Sau khi trở về một chút ý tứ đều không có, thiếu nữ cười đùa nói. Ta đại ca thúc ta nữa nha, cảnh vực chi chiến tuy nhiên không có gì ra dáng địch thủ. Nhưng dù sao cũng là chàng đại sự, không thể lười biếng, nếu không cha ta sợ rằng sẽ trách phạt chúng ta. Công tử áo trắng đuổi kịp nàng, ôn nhu nói. Trách phạt cái gì nha, chúng ta cũng không phải đi ra mù chơi. Bọn họ nếu như biết rõ, Niệm Thương ca ca cho ta đoạt đến 3 cái trung phẩm thiên cấp thần nguyên, để cho ta cộng sinh thú, đều tiến đã hóa thành cấp 5 thánh thú, lại để cho ta có cảnh giới đột phá, khích lệ ngươi còn đến không kịp đây. Thiếu nữ Chu Mỏ nói. Lang Nhi, dựa theo bối phận, người đến hô thúc thúc ta. Công tử áo trắng cười nói. Cũng không cần, thiếu nữ nháy mắt mấy cái, hiển thị rõ ngang ngược rung động lòng người. Bắt lại ngươi, đừng hòng chạy, mau cùng ta trở về. Công tử áo trắng bỗng nhiên ra tốc, một thanh nắm ở thiếu nữ eo nhỏ, đem nàng ngang ôm, thêm tốc độ nhanh, hóa thành một đạo bóng trắng, giữa thiên địa phi nhanh. Tốc độ kia, nhanh như huyễn ảnh. Ai nha? Niệm Thương ca ca tốt xấu. Trong tình yêu người, luôn luôn cùng lúc khác có khác nhau rất lớn, nàng cũng không ngoại lệ. Lang Nhi, nói câu chăm chú, ngươi lần này cộng sinh thú tiến hóa, tăng thêm cảnh giới đột phá, ta
ta có ý dẫn ngươi đi thời cổ thần quốc tu hành, ngươi cùng ta cùng đi sao? Công tử áo trắng hỏi. Niệm Thương ca ca, có thể là cha ngươi nói, chúng ta đi thời cổ thần quốc chưa chắc có chỗ tốt, còn không bằng chân thật tại thánh thiên phủ tu hành, tạo hóa chưa hẳn so thời cổ thần quốc kém. Thiếu nữ chân thành nói. Ngươi không hiểu, bên kia là mặt khác thiên địa, là cùng bên này hoàn toàn địa phương khác nhau, có lẽ tu vi tiến triển không sai biệt lắm, nhưng lại có thể nhìn đến rộng lớn hơn thế giới. Công tử áo trắng nói. Ta xác thực không hiểu, nhưng ta chỉ ít hiện tại không muốn đi mạo hiểm. Thiếu nữ nói. Tốt a, lang nhi thật có chủ kiến. Công tử áo trắng đau đầu nói. Niệm Thương ca ca, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Chúng ta không thể mơ tưởng xa vời, người nghe ta, chúng ta cùng một chỗ trước tiên ở Thánh Thiên Phủ, triệt để thay thế ngươi đại ca, đi trở thành tương lai Thánh Hoàng. Ngươi làm Thánh Hoàng, ta đến phụ tá ngươi, các loại Đông Hoàng cảnh nhất thống, chúng ta có rất nhiều cơ hội đi thời cổ thần quốc sông sáo. Thiếu nữ nói lên những thứ này thời điểm, ánh mắt nóng rực, dường như cùng vừa mới đổi một người. Có thể ta không muốn làm Thánh Hoàng, công tử áo trắng yêu thương nói. Ngươi biết ngươi là phiền lòng những cái kia việc vặt, không quan hệ, ta có thể làm, ngươi chỉ muốn trợ giúp ta liền tốt. Thiếu nữ nói. Lang nhi, chúng ta tu hành người, làm một người tiêu dao tự tại người, sông sáo thiên địa, làm gì để hư danh liên lụy đây? Ta khát vọng siêu thoát thời cổ thần quốc, truy cầu thượng thần con đường, đường này nếu có ngươi đi theo, cái kia thì tốt biết bao. Công tử áo trắng tràn ngập chờ mong mà nói. Có thể ta cảm thấy. Liền Đông Hoàng cảnh đều trưởng khống không được, nói gì xa phương thiên địa đâu. Nàng không phải rất muốn đi tiêu diêu thiên địa, không ràng buộc. Nàng muốn là, chúng sinh phủ phục, dưới cơn nóng giận, thây nằm một triệu. Công tử áo trắng lắc đầu nở nụ cười. Ngươi không đồng ý ta, thiếu nữ khó chịu hỏi. Không phải, lang nhi, không đồng thời kỳ có khác biệt thời kỳ ý nghĩ, ngươi còn nhỏ, ta có thể lưu tại thánh thiên phủ, từ từ, chờ ngươi lớn lên. Trong cuồng phong, mái tóc dài của nàng cuốn tới trên mặt của mình. Chân chính tu hành, cần phải tại quyền thế phía trên. Công tử áo trắng nhìn lấy ức vạn tinh thần nói. Quyền thế phía trên. Mà nàng, nửa biết rõ nửa hở. Vậy thì tốt, quyết định, ta thay đổi chủ ý trước đó, không cho ngươi rời đi ta. Thiếu nữ khoác lên cổ của hắn, có chút ngang ngược mà nói. Sẽ không, công tử áo trắng nói. Niệm Thương ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nếu như ngươi đại ca bởi vì kiêng kỵ chúng ta mà thương tổn ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ không. Ta muốn câu trả lời. Lang nhi, chỉ cần ta sống, không có người có thể thương tổn ngươi. Hắn kiên định nói ra một câu. Ngươi thật tốt. Nàng lệ quang phun trào, chen tại trong ngực của hắn. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Thánh thiên phủ, đến. May mắn còn chưa bắt đầu đâu, chạy về, không dùng bị mắng. Thiếu nữ thoải mái mà nói. Khi bọn hắn đi vào thông thiên môn thời điểm, thủ vệ, thánh thiên vệ, ào ào quỳ xuống hành lễ. Bởi vì cái kia công tử áo trắng, là thánh hoàng con út. Tên là, Quân Niệm Thương. Lang thiên tử. Bỗng nhiên, thông thiên môn dưới, lóe ra ba người. Người cầm đầu, đúng là Lang Nhất Trần. Một ngày này, cảnh vực chi chiến. Thánh thiên chiến trường, vị tại thánh thiên phủ hạch tâm vị trí. Là một tòa bạch kim song sắc kiến trúc, thánh khiết mà uy nghiêm, rồi rào to lớn, so Đông Hoàng đệ nhất chiến trường còn muốn bá đạo. Đây là toàn bộ Đông Hoàng cảnh, nóng nảy nhất chiến trường, đã cử hành qua hơn 90 lần cảnh vực chi chiến. Một ngày này sáng sớm, cái kia thánh thiên chiến trường đã đầy ắp, đến từ chủ nhà thánh thiên phủ trưởng bối, đệ tử, cơ hồ đem toàn trường chật ních. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thánh thiên phủ đầu người, lít nha lít nhít, chen vai thích cánh. Tốt nhiều tuyệt thế cao thủ, đều chỉ có thể đứng quan chiến. Cảnh vực chi chiến 10 năm một lần, Thánh Thiên Phủ làm chủ nhà, nghênh đón đến từ đời 4 tông chủ thiên tài đệ tử khiêu chiến, việc quan hệ tuyệt thế thần vật Đông Hoàng kiếm thuộc về, làm sao có thể không náo nhiệt. Nói thật, lần này cảnh vực chi chiến, bởi vì Hắc Minh Tông quy thuật, vốn nên là không có gì xem chút. Đối thủ quá yếu, dẫn đến cảnh vực chi chiến, tẻ nhạt vô vị. Nhưng, hôm qua thông thiên lộ chi chiến truyền ra, một cái Lý thị thánh tộc hậu nhân, danh xưng có 5 kiếp luân hồi chi thể, chỉ là quy nhất cảnh đánh bại Vân Tiêu kiếm phái Tư Không Thiên Thần. Dạng này tự mang cừu hận nhân vật, lập tức đưa tới toàn bộ thánh thiên phủ hứng thú. Trên thực tế đêm qua đến bây giờ, toàn bộ thánh thiên phủ cũng đang thảo luận Lý Thiên Mệnh.
ta lúc ấy tại thông thiên môn phía trên thấy được, Tư Không Thiên Thần xác thực không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói Tư Không Thiên Thần, có thể tại cái này đệ nhất đông hoàng cảnh thiên tài, bài danh trước năm. Nhiều lắm là thứ năm đi. Quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh, chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể mới có thể giải thích, mà lại nghe nói cái này Lý Thiên Mệnh, tại cảnh vực chi chiến trước chém giết thái nhất đệ tử Vũ Văn Thần Đô. Thú vị, rất thú vị, nghe nói Dịch Thiên Tử đêm qua, chuyên môn cho cái này Lý Thiên Mệnh thiết kế cách chơi, thật gọi người chờ mong. Hy vọng cái này Lý Thiên Mệnh, không nên quá bao cỏ, không phải vậy cảnh vực chi chiến, thật sự là càng ngày càng không có thoải mái giờ rồi. Nói đúng, hành hạ người mới là không có khoái cảm, tốt nhất hắn có một chút bản sự, còn có thể tạo thành khẩn trương cục diện, sau cùng bị chúng ta Thánh Thiên Tử nghiền ép, ha ha. Nghe nói về sau, liền cảnh vực chi chiến đều sẽ đình chỉ tổ chức, thiếu nhìn một trận là một trận, nhiều chân quý đi. Lần này, tuy nhiên Vân Tiêu kiếm phái đệ tử quá bao cỏ, nhưng là nhiều hai cái Hắc Minh đệ tử, ta đối thủ đoạn của bọn hắn rất có hứng thú. Thấy không, cái kia Nam Thiên Tông vi sinh nhược tố, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, loại này cấm dục hệ khí chất rất hiếm thấy a, muốn không mọi người đoán một cái. Đoán cái gì? Đoán nàng trở về hoài mấy cái bào thai a. Ha ha. Từng đợt cười vang, tại toàn bộ chiến trường phía trên bao phủ, như là sung sướng phong bạo. Bất quá, đây cũng không phải là có kỳ quái, bởi vì mỗi một lần cảnh vực chi chiến, cơ bản đều là như vậy, mà kết cục cũng cơ bản nhất trí. Chí ít 6 đến nay trăm năm, đã không còn lo lắng. Mà cái này 600 năm, Thánh Thiên Phủ càng ngày càng mạnh, Thánh Thiên Tử đồng dạng càng ngày càng mạnh. Bọn họ cùng tứ đại tông môn người khiêu chiến chênh lệch, đã kéo đến lịch sử lớn nhất. Nói đến, Lý Thị Thánh Tộc đã từng chấp trưởng Đông Hoàng Cảnh một vạn năm, chúng ta Thánh Thiên Phủ mới ngàn năm. Cái này Lý Thiên Mệnh là hiện tại Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, hắn đoán chừng nhiệt huyết sôi trào đâu, muốn rửa sạch nhục nhã. Đây không phải nói nhảm sao. Thỏa mãn hắn, hy vọng để hắn trước đánh bại hai cái Thánh Thiên Tử, nếu như vậy, đến lúc đó giày vò hắn thời điểm, đó mới gọi có ý tứ. Hiện tại Lý Thị Thánh Tộc, cũng là dùng để dẫm tại dưới chân nha. Một cái thuần túy dựa vào huyết mạch thiên phú gia tộc, có thể đi vạn năm cũng là kỳ tích. Chỉ có chúng ta Thánh Thiên Phủ, dựa vào bản lãnh thật sự. 30 vạn người, cao cao tại thượng, vui cười chào phúng, nhưng, đều là cảnh vực chi chiến thường ngày tiết mục. Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông trưởng bối, đệ tử, bây giờ đều tại Thánh Thiên chiến trường sân khách khu vực. Sân khách khu vực rất nhỏ, mà đối diện bọn họ cũng là sân nhà khu vực, bên kia, khoảng chừng tiếp cận 200 vị thánh lão. Ngồi tại màu hoàng kim trên ghế ngồi, uy nghiêm túc mục, quân lâm thiên hạ. Thánh lão phía trên, còn có tứ đại thánh vương tôn tòa, một cái so một cái đại khí, hiển thị rõ Thánh Thiên Phủ thần uy. Lại càng không cần phải nói, cái kia chỗ cao nhất, thánh hoàng tôn tòa. Tứ đại thánh vương cùng thánh lão nhóm đã ngồi vào vị trí, cái này mang ý nghĩa cảnh vực chi chiến, lập tức liền sẽ bắt đầu. Có chút không biết xấu hổ chính là, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu kiếm phái. Vốn nên là tại sân khách khu vực. Nhưng, bây giờ rõ ràng có thể nhìn đến, Minh Hoàng, Hắc Hậu, Tư Không Kiếm Sinh còn có bọn họ mang tới tông lão, toàn bộ đều tại Thánh Thiên Phủ chủ tràng khu vực bên trong, lại đều ngồi tại cao tọa phía trên. Nghiêm chỉnh, bọn họ đã trở thành Thánh Thiên Phủ một bộ phận. Minh Hoàng, Hắc Hậu cùng Tư Không Kiếm Sinh, bây giờ đang cùng Tứ Đại Thánh Vương, chuyện trò vui vẻ. Nhưng cũng tiếc, Tư Không Kiếm Sinh hay là mất mặt. Bởi vì Thánh Thiên Phủ người, cũng sẽ không kiêng kỵ sắc mặt của hắn, thiếu nói vài lời Tư Không Thiên Thần là bao cỏ. Quỳ người, nói thế nào có tôn nghiêm. Lại hèn mọn Thánh Thiên Phủ đệ tử, cũng dám đối với hắn, ba hoa khoác lác, đùa cợt vui cười, chỉ cần không ngay mặt là được. Cứ như vậy, sân nhà khí thế ngập trời, sân khách khu vực vi sinh thiên lan bọn họ, tuy nhiên đều có ngồi vào, nhưng đều nhỏ hẹp không chịu nổi, còn không bằng đứng đấy. Ở phương diện này, Thánh Thiên Phủ không có chút nào khí phái, thuần túy tiểu nhân tiến hành. Thật tình không biết, tôn trọng đối thủ, mới là tôn trọng chính mình. Chỉ có thể nói, bọn họ xưa nay không làm Lý Thiên Mệnh bọn họ, lại là Thánh Thiên Tử đối thủ đi. Mà hết thảy này, Lý Thiên Mệnh nghe vào tai đóa, nhìn ở trong mắt, hắn hướng hướng chủ kia khu vực vực hoàng kim ngồi vào, đã sớm tâm như hỏa thiêu. Tại phía bên kia, 6 vị Thánh Thiên Tử tăng thêm 2 vị Hắc Minh đệ tử. Đã đứng tại trước mắt vị trí. Tại đối diện bọn họ, lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu, vi sinh Nhược Tố, vi sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu, Thượng Quan Vân Phong các loại 4 người, đứng ở sau lưng hắn.
Nhưng, Thánh Thiên Phủ 30 vạn người khí chàng, những cái kia trêu đùa cùng chế giễu, nói thật, để bọn hắn có chút không chịu nổi. Không thể thua, không thể sợ, Triệu Lăng Châu nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt huyết hồng. Hắn chỉ có thể dạng này cảnh cáo chính mình, mới có thể chống đỡ cái này có thể so với Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực thật lớn. Ngay cả như vậy, những cái kia ầm vang chế giễu, bị ổi ngôn ngữ, luôn luôn có thể khiến người ta không chiến mà hoảng hốt. Cái tràng diện này, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Viêm Hoàng chiến trường mưa to ngày nào đó. Hắn hé mắt, đang chờ đợi một người. Trên thực tế, giống như toàn trường đều đang đợi một người. Đúng vào lúc này, một người mặc trường bào màu bạch kim lão giả, không biết từ chỗ nào mà đến, bỗng nhiên rơi vào cái kia cao nhất Thánh Hoàng Tôn chỗ ngồi. Một khắc này, toàn trường yên tĩnh, sau đó 300.000 Thánh Thiên Phủ đệ tử, quỳ trên mặt đất, liền cái kia tứ đại Thánh Vương cùng tất cả Thánh lão nhóm lập tức đứng dậy, cao giọng tôn hô. Bái kiến Thánh Hoàng. Đây là, Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, lão giả kia kỳ thật không già, nhìn tuổi tác bất quá trung niên, chỉ là khí độ cùng thần uy, để người tôn kính thôi. Đây là một cái vô cùng ôn nhuận nam tử, xem ra cùng Quân Đông Diệu hoàn toàn không là một loại người. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, như là hai tòa biển sâu, bạch bào râu bạc trắng, như là thượng thần, thương cảm thương sinh, từ cái này ngồi xuống, liền đủ để trấn nhiếp thiên địa. Miễn lễ, thanh âm vừa ra, không nghĩ tới vậy mà như thế ôn hòa, không có chút nào áp bách, ngược lại làm cho người vô cùng dễ chịu. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng có thể nhìn ra, cái này một vị thánh hoàng, so với hắn thấy tất cả mọi người, cũng cao hơn ra một cái cấp độ tới. Bao quát Quân Đông Diệu, Vi Sinh Thiên Lan, Vũ Văn Thái Cực. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh muốn tại cái này thánh hoàng không coi vào đâu, khiêu chiến Thánh Thiên Phủ. Thánh hoàng buông xuống, mang ý nghĩa cảnh vực chi chiến lập tức mở ra. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, có phải hay không còn có một người không có tới. Làm hắn vừa có ý nghĩ này thời điểm, hắn liền nhìn đến, có một nam một nữ, theo cái kia thánh hoàng cùng một chỗ đến chủ kia khu vực vực. Chỉ bất quá, bọn họ là tại hạ mới, điệu thấp vào tràng. Nam tử mặc áo trắng kia cùng thánh hoàng khí chất rất tương tự, nhất cử nhất động, đồng dạng khiến người ta rất dễ chịu. Duy nhất để Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thoải mái, là bởi vì hắn nắm cô gái kia tay, khắp khuôn mặt là yêu chiều, giống như nụ cười. Mà thiếu nữ kia, chừng 4 tháng không thấy. Là nàng. Lang Thiên Tử, Nguyệt Linh Lang. Cái này 4 tháng, Lý Thiên Mệnh nhất phi trùng thiên, nhưng là hắn đã biết, cái này Nguyệt Linh Lang tại Thánh Thiên Phủ địa vị cùng thực lực, đồng dạng tăng lên rất nhiều. Mà hết thảy này đều là bởi vì, nàng và một cái tên là Quân Niệm Thương người, trở thành liễu tình lữ. Nam tử mặc áo trắng kia, hẳn là Thánh Hoàng con út Quân Niệm Thương. Bọn họ đã xuất hiện ở đây, cái kia nên cái kia biết mình tồn tại. Cho nên, ngay một khắc này, ngăn cách một cái Thánh Thiên chiến trường, cái kia Nguyệt Linh Lang ánh mắt lại xuyên thấu mà đến, trực tiếp rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Khi thấy Lý Thiên Mệnh một khắc này, nàng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Biến đến xâm nghiêm, lạnh lùng, sát cơ trùng điệp. Lý Thiên Mệnh sẽ không biết, làm Lăng Nhất Trần ở tại trước mặt nói ra hắn tồn tại thời khắc, Nguyệt Linh Lang đến cùng có bao nhiêu khó có thể tin. Đây là nàng quật khởi đến bây giờ, duy nhất một kiện vượt qua nàng sức tưởng tượng sự tình. Đến mức, nàng giờ khắc này lần nữa nhìn đến Lý Thiên Mệnh người này, vẫn như cùng ở tại nằm mơ. Đêm qua mấy canh giờ, nếu không phải Quân Niệm Thương ngăn đón, nàng liền đã đi tìm Lý Thiên Mệnh. 4 tháng, theo trong mắt nàng vô danh tiểu tốt, đi tới nơi này, trở thành đối thủ của nàng. Không cần 10 năm. Nói thật, nghe được tin tức này, để cho nàng quả thực tê cả da đầu. Nàng tự nhận là, chính mình là theo phế vật đến nghịch thiên cải mệnh, theo xa xôi khu vực giết tới Thánh Thiên Phủ duy nhất người. Thế nhưng là, hiện tại xuất hiện một cái, so với nàng càng xa xôi, nhưng là tu luyện tốc độ càng nhanh người. Mà một người này, còn nói qua muốn chém đứt đầu của mình đây. Vận mệnh chỉ sợ sẽ là thú vị như vậy. Lý Thiên Mệnh, trở thành nàng tự tin nhất phương diện kia một vết thương. Đến mức, nàng bây giờ tận mắt thấy hắn thời điểm, liền ánh mắt đều có chút vặn vẹo. Tâm lý sóng to gió lớn, toàn bộ chuyển hóa làm ngập trời sát cơ. Nàng đã nắm chặt song quyền. Lang Nhi, không cần quá để ý, năm kiếp luân hồi chi thể đạt tới loại tốc độ này, không tính là gì kỳ tích. Hắn vốn nên tu luyện thành dạng này, duy nhất ngạc nhiên, chỉ là ngươi tại hắn sự suy thoái thời điểm gặp qua hắn.
nhưng hắn cũng không thế nào gặp may mắn, bởi vì tại không có hoàn toàn quật khởi thời điểm, lại tới tham gia cảnh vực chi chiến. Cho nên, ngươi chỉ cần giải quyết hắn, gãy mất hắn đi lên hy vọng. Như vậy, từ đó về sau, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, tránh thức nghịch thiên cải mệnh thiên tài, vẫn chỉ có một mình ngươi. Bất quá là một khúc nhạc đệm, không cần loạn tâm cảnh đâu. Ngươi so ai cũng biết, ngươi bây giờ, so quân thiên dịch cường đại đến mức nào, đúng không? Quân Niệm Thương nhẹ nhàng vỗ vai thơm của nàng, ôn nhu mà nói. Biết, Niệm Thương ca ca. Nói thật, ta hôm qua xác thực bị dọa, một đêm đều bị nhiễu loạn tâm thần. Nhưng bây giờ, ta sẽ không. Bởi vì, ta xác thực rất may mắn, muốn không phải là không có cảnh vực chi chiến, tiếp qua một năm, lấy năm kiếp luân hồi chi thể thiên tư, ai thắng ai thua không nhất định đây. Hiện tại, ta giết hắn chính là, đã không còn biến hóa, đúng không? Nguyệt Linh Lang hỏi. Đúng. Mà lại, Đông Hoàng Tông, hiện tại ra 10.000 cái năm kiếp luân hồi chi thể, đều sẽ chết sạch sẽ. Vì cái gì? Bởi vì, khả năng qua chút thời gian, trên thế giới, liền sẽ không có Đông Hoàng Tông. Tham chiến đệ tử, thực sự trên chiến trường. Theo Thánh Thiên Phủ Quân Đông Diệu một tiếng tuyên cáo, mang ý nghĩa cảnh vực chi chiến, chính thức bắt đầu. Một khắc này, toàn trường sôi trào. Thời khắc này Thánh Thiên chiến trường, như là thiêu đốt nồi hơi, nóng hôi hổi. Tại vô số thiêu đốt trong tầm mắt, 7 cái Thánh Thiên tử tăng thêm 2 cái Hắc Minh đệ tử, đầu tiên tiến nhập Thánh Thiên chiến tràng. Bọn họ đứng chung một chỗ, hết thảy 9 người, trên thân như có hoàng kim quang huy, trong đó đa số ngạo mạn vô lễ, biểu lộ trêu tức. Đối với tiếp xuống cảnh vực chi chiến, bọn họ đã không kịp chờ đợi. Nguyệt Linh Lang tuy nhiên cùng bọn hắn có chỗ khác nhau, nhưng, nàng lại là trong đó sát cơ nặng nhất một người. Cái kia ánh mắt lạnh lùng, đảo qua liếc một chút tứ đại tông môn người khiêu chiến, liền xem như 2 vị Hắc Minh đệ tử, đều có chút câm như hến. Đời trước Thánh Thiên Tử, ra một cái quái vật một dạng Quân Niệm Thương, thiên phú đáng sợ đến kinh động thời cổ thần quốc, bây giờ mới chừng 20, sợ đã đạt tới thánh chi cảnh giới. Mà cái này Nguyệt Linh Lang, so Quân Niệm Thương nhỏ mấy tuổi, đợi nàng đến Quân Niệm Thương tuổi tác, sợ cũng có sánh vai thành tựu. Hắc Minh đệ tử Lê Vô Sinh tựa ở huynh đệ bên người nhẹ nói, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Mấy chục năm sau, các loại 2 vị này trưởng thành đến cực hạn, sợ đều có thể siêu việt bây giờ Thánh Hoàng. Cái kia, mới là Thánh Thiên Phủ, cường thịnh nhất thời đại. Lê Cửu Tử thanh âm, thoáng có chút khàn khàn. Bây giờ xem ra, Hắc Minh Tông tuy nhiên quỳ xuống, nhưng cũng có thể sống sót. Huynh đệ, cảnh vực chi chiến biểu hiện tốt một chút, để Thánh Thiên Phủ các bằng hữu sướng rồi, tương lai huynh đệ chúng ta con đường, cũng tốt đi nhiều. Lê Vô Sinh âm hiểm cười nói. Vậy liền để bọn họ, thoải mái lật trời. Tại bọn họ âm lãnh trong tầm mắt, 5 cái đối thủ cũng đều đứng tại Thánh Thiên bên trong chiến trường. Thánh Thiên chiến trường rất lớn, cho nên song phương vẫn cách rất xa nhau. Mà bây giờ, trên cơ bản toàn bộ Thánh Thiên Phủ ánh mắt, đều rơi vào thiếu niên tóc trắng kia trên thân. Duy chỉ có vi sinh nhược tố, mới có thể một chút chia sẻ ánh mắt đi. Tại cảnh vực chi chiến bên trong, không đến thiên ý cảnh giới, rất khó gây nên chú ý. Người này chính là Lý Thị nhất tộc năm kiếp luân hồi chi thể. Có thể so với bọn hắn đệ nhất tổ tiên. Thú vị, phù dung sớm nở tối tàn. Sẽ không có người nghi vấn thiên phú của hắn. Nhưng, quang có thiên phú, cũng không thể để đối thủ ngậm miệng lại. Lửa, đã đốt tới cực hạn. Nhiệt huyết đã tại trong lồng ngực dâng trào. Đúng vào lúc này, cảnh vực kết giới buông xuống. Ông, cái kia nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Hắn ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến cái kia thương thiên phía trên, xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu, khả năng thì lớn nhỏ cỡ nắm tay đi. Đủ mọi màu sắc, bạo phát ra vạn trượng quang mang. Sau đó, từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống thời khắc, cái này màu sắc rực rỡ tiểu cầu liền bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến buông xuống tại Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu bọn họ phía trên thời điểm, chỉnh một cái màu sắc rực rỡ bóng độ rộng, đã cùng Thánh Thiên chiến trường ngang hàng. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia màu sắc rực rỡ đại cầu, trực tiếp đập vào Thánh Thiên trên chiến trường. Không như trong tưởng tượng nổ tung, càng không có nhấc lên bất kỳ bụi đất. Cái kia cảnh vực kết giới liền trực tiếp xung tại Thánh Thiên trên chiến trường. Từ bên ngoài nhìn, Thánh Thiên bên trong chiến trường nhiều một cái màu sắc rực rỡ trong suốt hình cầu, mà 14 cái tham chiến đệ tử, bây giờ ngay tại cái này trong suốt bóng trong cơ thể.
mọi người xem ra, tham chiến đệ tử vẫn là đứng tại chỗ, nhưng đối chính bọn hắn tới nói, trước mắt thế giới, long trời lỡ đất, đầu chuyển tinh di. Một trận cường đại phong bạo, đem bọn hắn khắp nơi bao phủ, triệt để phân tán ra đến. Cho dù là bọn họ tại thánh thiên trên chiến trường, vẫn cách xa nhau vài mét, nhưng ở cảnh vực kết giới bên trong, đã trời nam đất bắc. Vi sinh tông chủ nói, chỉ cần tiến cảnh vực kết giới, thì không cần thẳng chính mình chân thực vị trí, hết thảy lấy cảnh vực kết giới đoán, chỗ nghe, nghe thấy làm chủ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã nghe không được người bên ngoài âm thanh huyên náo, không nhìn thấy cái kia người đông tấp nập, càng không cần tiếp nhận cái kia 300.000 chiêu tức, vui cười ánh mắt. Rầm rầm rầm. Trước mắt đồi núi cuột khởi, dòng sông sinh ra, biển cả lăn lộn, lại có một loại sáng thế cảm giác. Cảnh vực kết giới, thật sự là huyền diệu. Trước mắt đây hết thảy, để Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy được tu hành càng nhiều ảo diệu, đây là lĩnh ngộ thiên ý chiến quyết càng cao tầng thứ con đường tu hành. Thiên văn thư, thiên văn kết giới, thần văn sư. Có lẽ tương lai, ta hẳn là sẽ có chạm đến thần văn sư cơ hội, chính mình viết thiên văn thư, chính mình sáng tạo thiên văn kết giới. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đứng ở một tòa núi cao phía trên kinh thán. Giờ phút này, đỉnh đầu mặt trời, trên trời bầu trời trong trẻo, dưới chân là cứng rắn đất đai, gió nhẹ nhẹ phẩy, hết thảy giống như thật như thế. Hắn nhặt lên một khối đá, nhẹ nhàng bóp nát, quan sát thạch đầu phá nát quá trình, nhìn đến hắn vết nứt một chút xíu nứt ra, cho bụi rơi xuống, theo gió bay xuống, trong lòng của hắn càng thêm rung động. Thật rất thật, huỳnh hỏa theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, đồng dạng nhìn mà than thở. Tuyệt! Lý Thiên Mệnh thả mắt thấy cái này thế giới chân thật. Người nào sẽ biết, cái này lại là một cái huyễn cảnh. Hiển nhiên, chí cao con đường tu hành, không có Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn chợt nhớ tới, thần hồn thiên thư. Lúc trước cái thanh âm kia, nhắc nhở ta đem thần hồn thiên thư tu luyện tới, thiên cực chi nhãn, cảnh giới, thì có thể mở ra, huyễn thiên chi cảnh, cửa lớn, đi truy tầm hắn thần tích. Không biết, thứ mấy trọng là thiên cực chi nhãn, cái kia cái gọi là huyễn thiên chi cảnh, cũng là loại này cảnh vực kết giới. Vẫn là nói, là một cái vô cùng to lớn cảnh vực kết giới. Những thứ này bất quá chỉ là suy đoán. Mê linh chi đồng cần phải không sai biệt lắm, thần hồn thiên thư tầng thứ hai công pháp, không sai biệt lắm đi ra. Đây là một loại đặc thù công pháp, đã từng cảm thấy giá trị của nó cùng thánh thú chiến hồn tương đương, hiện tại xem ra, thần hồn thiên thư sẽ chỉ chân quý hơn. Thậm chí khả năng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Xuất phát, hắn cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ hạ sơn nhạc, hướng tây mới mà đi. Hắn đối đông hoàng cảnh không tính quen thuộc, trước mắt là mảng lớn hoang dã, hắn tự nhiên không biết, chính mình ở nơi nào. Đầu tiên, muốn tìm tới đông hoàng kiếm, sau đó, mới cần nắm giữ lập lòe đông hoàng kiếm 10 ngày. Hiện tại vấn đề hẳn là, như thế nào tìm đến đông hoàng kiếm? Tin tưởng 14 cái người tham chiến, thậm chí bên ngoài 30 vạn người, đều đang tự hỏi vấn đề này. Mỗi một lần cảnh vực chi chiến tìm kiếm đông hoàng kiếm biện pháp cũng khác nhau, thánh thiên phủ đều không thể can thiệp. Ngay tại Lý Thiên Mệnh nghi ngờ thời điểm, biến cố lại đột nhiên phát sinh. Hắn ngẩng đầu thời điểm, chợt thấy cái kia nóng rực dưới thái dương, vậy mà xuất hiện một cái hình cầu. Hình cầu kia hết thảy có hai loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đen cùng kim sắc, mỗi người chiếm cứ một nửa, song sắc giới tuyến cũng không phải là thẳng tắp, mà chính là vặn vẹo như rắn. Lý Thiên Mệnh biết, cái kia đông hoàng kiếm chính là kim màu đen kiếm. Ngay một khắc này, hình cầu kia đột nhiên một phân thành hai, kim sắc cùng bộ phận màu đen, hoàn toàn chia cắt đi ra. Sau đó, kim sắc bộ phận lần nữa chia cắt, tạo thành 7 cái kim sắc tiểu cầu. Bộ phận màu đen cũng lần nữa chia cắt, tạo thành 7 cái màu đen tiểu cầu. Cùng nhau, hết thảy 14 cái tiểu cầu, 7 hắc 7 kim, vừa vặn đối ứng 14 cái người tham chiến. Sau một khắc, cái kia 7 hắc 7 kim 14 cái tiểu cầu, triệt để phân tán ra đến, từ trên trời giáng xuống, bay ra tứ phương. Trong đó có một cái màu đen tiểu cầu, trong nháy mắt buông xuống, rơi xuống Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm Lý Thiên Mệnh cầm trong tay đến cái kia màu đen tiểu cầu thời điểm, trên đó lập tức nổi lên một loạt kim sắc văn tự. Năm hắc ngũ kim, đông hoàng kiếm ra. Thì cái này 8 chữ, ý tứ rất rõ ràng. Hết thảy 14 cái tiểu cầu, 7 hắc 7 kim, thánh thiên tử cầm tới cũng đều là kim sắc. Người nào trước theo trên người người khác, cướp đoạt đến 5 hắc ngũ kim, liền có thể đạt được đông hoàng kiếm.
quy tắc rất đơn giản, nhưng thực hành lên hiển nhiên khá khó khăn. Cái này cảnh vực kết giới rất lớn, đầu tiên muốn tìm tới người liền đã vô cùng khó, tỉ như vi sinh nhược tố bọn họ một khi giấu ở biển sâu, rất khó đánh hạ. Mà lại, mọi người tranh đấu lẫn nhau, tùy thời gian trôi qua, có người sẽ mất đi tiểu cầu, có người sẽ cầm tới rất nhiều. Chỉ sợ, muốn so tất cả mọi người mạnh, đánh tan hết thảy, cũng có thể làm cho bên này người, cam tâm tình nguyện đem tiểu cầu đưa cho mình, mới có thể thu thập được 5 hắc ngũ kim. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, trận này cảnh vực chi chiến, tuyệt đối sẽ vô cùng loạn. Mà lại, cảnh vực chi chiến hẳn là sẽ rất ít trực tiếp nói rõ quy tắc. Có điều, lấy quy tắc này, nếu như không trước nói rõ, sợ rằng sẽ loạn hơn, cần thời gian dài hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh minh bạch người thiết kế nói rõ quy tắc mục đích, thêm nhanh tiết tấu. Tiếp đó, trực tiếp đoạt thì xong việc, không dùng đem chú ý lực thả ở chung quanh sơn thủy phía trên, đi sơn thủy bên trong tìm kiếm Đông Hoàng kiếm manh mối. Đơn giản thô bạo, dứt khoát trực tiếp. Hiển nhiên, người thiết kế lười biếng. Ít nhất phải đánh bại 5 cái thánh thiên tử, mà lại, một khi thánh thiên tử đem chính mình quả bóng vàng giao cho Nguyệt Linh Lang, quân thiên dịch, liền sẽ càng thêm khó đoạt. Chúng ta bên này, 2 cái hắc minh đệ tử là đối phương trận doanh, ta đồng dạng phải nhanh một chút cầm tới bọn họ hắc cầu. Đương nhiên, thực sự không giành được, các loại đằng sau Đông Hoàng cảnh lập lòe 10 ngày, cũng có thể tranh đoạt. Có điều, duy nhất không xác định một chút, cái kia chính là Đông Hoàng kiếm sẽ hay không để cầm kiếm người chiến lực tăng phúc. Theo lịch sử cảnh vực chi chiến nhìn, có người dẫn thủ cầm Đông Hoàng kiếm thực lực bạo tăng qua. Cho nên, trước nắm giữ Đông Hoàng kiếm, khẳng định có chỗ tốt, các loại sau cùng 10 ngày nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ rõ ràng về sau, liền đạp vào hành trình chiến trường. Trên thực tế, làm cái này quy tắc một lúc đi ra, bên ngoài thánh thiên chiến trường người đồng dạng có thể nhìn đến, cái này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này không phải lần đầu tiên cảnh vực chi chiến quy tắc sao? Lười biếng rồi, quân Đông Diệu nói. Đúng, ta nhớ được tựa như là, chỉ cần đoạt được 5 hắc ngũ kim, liền có thể dẫn xuất Đông Hoàng kiếm. Lúc ấy cũng đúng lúc là 7 cái thánh thiên tử cùng 7 cái người khiêu chiến. Còn lại cảnh vực chi chiến, trực tiếp nói rõ quy tắc rất ít. Thánh lão nhóm thảo luận khí thế ngất trời. Chủ yếu là thảo luận lần này, lười biếng, có phải hay không mang ý nghĩa thời cổ thần quốc, không nghĩ nữa quản Đông Hoàng cảnh sự tình. Có điều, kỳ thật không có quan hệ gì, càng là khảo nghiệm thực lực chân chính quy tắc, đối với chúng ta càng là có lợi. Quân Đông Diệu cười. Đúng, đây thật ra là đối với chúng ta có lợi nhất quy tắc, 5 người kia không có đủ đoạt đến nhiều như vậy quả bóng vàng hắc cầu thực lực. Trước kia có mấy lần cảnh vực chi chiến, cơ bản tương đương tầm bảo, để người khiêu chiến dựa vào vận khí tìm được Đông Hoàng kiếm, mới khiến cho Đông Hoàng kiếm bị cướp đi mấy lần. Kỳ thật cái gì quy tắc không quan trọng, cảnh vực chi chiến, nhìn xem việc vui là được rồi. Tứ Đại Thánh Vương một trong, Nam Linh Thánh Vương cười nói. Quy thì đã công bố, trò vui lập tức muốn bắt đầu. Tất cả thánh thiên phủ đệ tử, đều trừng to mắt, biểu thị tương đương chờ mong. Cảnh vực chi chiến, ngày thứ 2. Lý Thiên Mệnh quản nó là cái gì địa hình, trực tiếp hướng Tây vừa đi, dù sao cái này Đông Hoàng cảnh ngoại trừ Đông Hoàng dãy núi, hắn chỗ nào cũng không nhận ra. Vượt qua quá cao núi khe sâu, dưới chân đất đai dần dần biến đến ngăm đen, điều này nói rõ hắn khả năng đã vượt qua thánh thiên phủ vị trí. Đạt tới phía tây, Hắc Minh Động, phụ cận. Nếu có Linh Nhi tại, Thiên Chi Dực có thể tăng tốc độ của ta. Hắn hiện tại chủ yếu lấy mê Linh Chi Đồng, đến tìm kiếm đối thủ. Cái này con mắt thứ 3, để hắn đem so với người khác càng xa, trên cơ bản đối thủ không có phát hiện hắn, hắn đều có thể trước phát giác đối thủ tồn tại. Việc cấp bách, là thu thập tiểu cầu. Cầm trên tay đến càng nhiều, càng là chiếm cứ chủ động. Nói thí dụ như, bất luận một loại nào màu sắc tiểu cầu, ta chỉ cần nắm giữ 3 cái, người khác liền không khả năng dẫn xuất Đông Hoàng kiếm. Hắn muốn nắm giữ 3 cái kia chỉ còn lại 4 cái, tự nhiên không đạt được yêu cầu. Cảnh vực chi chiến ngày thứ 2, kỳ thật cũng liền chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng tại trên một cây đại thụ, lấy con mắt thứ 3 nhìn về phương xa. Kỳ thật hắn vẫn còn tương đối chú ý ẩn tàng, tại cảnh vực kết giới bên ngoài. Người xem đều ở phía trên, cho nên bàn tay của hắn một chút đè thấp, từ bên trên góc độ, là không nhìn thấy hắn cái này con mắt thứ 3. Bằng không, cánh tay hóa thú là hiện tượng bình thường, nhưng dài ra một con mắt, chỉ sợ làm người hoài nghi.
Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh híp hai mắt, hướng đông bắc phương hướng nhìn qua, mơ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người. Nhưng, hắn con mắt thứ ba, cũng đã thấy rõ ràng cái này bộ dáng của hai người. Hắc Minh đệ tử, Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử. Lý Thiên Mệnh nhìn đến bọn họ ngay tại rừng cây ở giữa lặng yên tiến lên, vô cùng cảnh giác. Thân cao tiếp cận 3 mét Lê Cửu Tử ở phía trước mở đường, mà Lê Vô Sinh thì giấu ở chỗ tối tăm. Cử động lần này là vì hấp dẫn con mồi. Một người phía trước, hấp dẫn đối thủ, một khi có người xuất hiện, Lê Vô Sinh lại hiện thân nữa, liền có thể hai đánh một. Bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thấy được Lê Vô Sinh vị trí. Hai người bọn họ, đều là thiên ý cảnh giới, tuy nhiên đơn thể chưa chắc có tư không thiên thần mạnh, nhưng nghe nói tâm linh tương thông, giữa hai bên có cùng loại ngự thú sư cùng cộng sinh thú liên hệ. Một khi đánh lên, bốn người một thể, bọn họ liên thủ lực sát thương, chỉ sợ quân thiên dịch đều khó đối phó. Chỉ sợ là bởi vì tâm linh tương thông, bọn họ mới có thể trong vòng một ngày, thì hội tụ vào một chỗ. Lý Thiên Mệnh dựa vào mê linh chi đồng, bỏ ra một ngày thời gian mới nhìn đến người sống, độ khó khăn so huynh đệ bọn họ tụ tập thấp hơn nhiều. Chuyện này chỉ có thể dùng tâm linh tương thông giải thích. Dù sao, huỳnh hỏa muốn là tán rơi tại đây cảnh vực kết giới bên trong, Lý Thiên Mệnh cũng có thể rất mau tìm đến nó. Làm sao làm, lên hay không lên, huỳnh hỏa trong ánh mắt đã thiêu đốt lên luyện ngục hỏa. Đương nhiên muốn lên, cho 300.000 thánh thiên phủ người cảm thụ một chút cái gì gọi là chợt nổ tung cục, còn có Hắc Minh Tông các cường giả. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt nói. Mà lại, nếu có thể đánh tan bọn họ, trên tay ba cái hắc cầu, thì không sợ người khác đạt được Đông Hoàng Kiếm. Huỳnh Hỏa tính toán nói. Lúc nói chuyện, nó đã đi cộng sinh không gian bên trong, đem Miêu Miêu cho bắt đi ra. Hai cái này Hắc Minh đệ tử, tra tấn người thủ đoạn rất nhiều, Bách Thái Tuấn liền bị làm cho thê thảm cùng cực. Như thả mặc cho bọn hắn, những người khác gặp phải, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Lúc này mới ngày thứ hai, bọn họ cần phải còn không có xuất thủ qua. Như vậy, thì đem bọn hắn ách giết từ trong trứng nước. Lý Thiên Mệnh trong mắt, đã lửa giận thiêu đốt, hắn biết, người bên ngoài, chỉ sợ đều đang chờ mong hai người này tra tấn người bản sự đây. Hai cái tâm linh tương thông thiên ý cảnh giới, người có lòng tin. Huỳnh Hỏa hỏi, lòng tin là cái gì? Ta chỉ biết là, ta muốn giết chết bọn chúng. Nói cho tới khi nào xong thôi, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp rút ra Hắc Minh Long Kiếm. Hắn nhảy xuống cây đại thụ kia, hóa thành một đạo huyễn ảnh trong rừng rậm cực nhanh tiến tới, ngăn cách mấy ngàn thước, trực tiếp giết tới. Ta thấu, thật là mạnh, Miêu Miêu, xông lên a. Huỳnh Hỏa rít lên một tiếng, chấn động cánh, chớp mắt biến mất. Miêu Miêu còn tại vuốt mắt đâu, lần này hai người cũng bị mất, nó giật mình. Vội vàng hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tấn mãnh trong rừng lấp lóe. Lão đại, gà đại ca, chờ ta. Nói thật, thật muốn so tốc độ, nó là nhanh nhất. Kết quả là, ngoại nhân 30 vạn người, chợt nhìn thấy thần kỳ một màn. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh vốn là khoảng cách hai cái Hắc Minh đệ tử, chỉ ít có khoảng cách mấy trăm mét, so với hắn cùng Lang Thiên Tử khoảng cách đều muốn ngắn đây. Nhưng là, ngay tại cái này bỗng nhiên ở giữa. Ánh mắt của hắn vậy mà khóa chặt xa xa Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử, sau đó, vậy mà hướng về bên kia phóng đi. Hơn nữa, còn là trực tiếp quất ra Hắc Minh Long Kiếm, gặp mặt thì giết. Điều này nói rõ bọn họ tại cảnh vực chi chiến, tuyệt đối đã đụng phải. Hắn lá gan mập nổ đúng không? Trực tiếp đi lên lấy một địch hai. Yên lặng một ngày thánh thiên chiến trường, trực tiếp sôi trào. Không đúng, Lê Vô Sinh hẳn là tại ẩn giấu. Cho nên hắn rất có thể không thấy được Lê Vô Sinh vị trí. Hắn bị lừa, lên đi chịu chết. Hắc Minh Tông hai cái này thiên ý cảnh giới đệ tử, am hiểu nhất phây công, Lý Thiên Mệnh cái này vừa đi lên sợ là trực tiếp xong đời. Không nghĩ tới, cảnh vực chi chiến vừa mới bắt đầu, trực tiếp có trò vui nhìn. Làm hắn người vẫn còn cảnh vực kết giới mò mẫm quay thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hấp dẫn toàn bộ thánh thiên chiến trường trêu tức ánh mắt. Đương nhiên, hắn căn bản không nhìn thấy bên ngoài, càng không có gì hơn ánh mắt của bọn hắn, hiện ở hai mắt của hắn bên trong, chỉ có đối thủ. Lúc này thời điểm, cao lớn hắc bào thiếu niên chính lấy hắc hùng giống như thân thể to lớn, trong rừng rậm nghênh ngang đi lên phía trước. Bỗng nhiên, phía trước một đạo kiếm mang lao vút mà đến. Đột nhiên ở giữa, một cái thiếu niên tóc trắng phá vỡ tán cây, trực tiếp giết tới trước mắt. Thiên địa nhân tam sát kiếm.
Lý Thiên Mệnh thật lâu không có sử dụng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là cái này một thiên ý chiến quyết uy lực không cường. Chỉ là so với thánh cảnh chiến quyết nghịch thần kiếm ý, một chút kém một chút, nhưng Mộ Dương giản hóa càng có hiệu suất, mà lại hắn tại ở gần thiên ý cảnh giới về sau, đã dần dần cảm ngộ thiên địa nhân tam sát kiếm mạnh hơn tinh túy. Nhân sát kiếm, quỷ vũ, hồn thệ. Địa sát kiếm, mạch động, chấn ngục. Thiên sát kiếm, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Càng thêm thuận tay về sau, liên tục 7 kiếm trực tiếp bạo phát, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Liên tục 7 kiếm, liên thành hoàn chỉnh kiếm chiêu, hình thành một bộ hoàn mỹ giết hại phương pháp. Lần này, Lý Thiên Mệnh mới tính là chân chính đánh lén. Đối Lê Cửu Tử tới nói, cái này đột nhiên xuất hiện sát cơ thực sự quá hung mãnh, hắn hoàn toàn không có phát giác, thì phải đối mặt cái này giết hại. Cái kia 7 kiếm sâu chuỗi thời khắc, Lý Thiên Mệnh trong rừng đột nhiên dần hiện ra ánh mắt, loại kia bá đạo cùng lạnh lùng đấu trí, trực tiếp dọa đến hắn tê cả da đầu. Quá nhanh! Cút! Lê Cửu Tử hét lớn một tiếng, phản ứng tốc độ đã là cực hạn, vội vàng ở giữa hắn giơ lên cái kia người mặc to lớn áo giáp hai tay, nhất quyền dùng để ngăn cản, nhất quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Trên người hắn áo giáp, chỉ ít đều là bát giai thú binh, nhất là cánh tay bộ phận hoàn toàn phòng ngự, giống như là hai căn cự đại thiết côn. Liền xem như trên thân, chỉ ít có 80% vị trí đều tại cái này phòng ngự thú binh bảo hộ phía dưới, còn lại 20% không có cách nào phòng ngự, bởi vì nếu như đạt tới 100%, như vậy đối cá nhân linh hoạt tính sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương đương đương, chỉ ít có 3 kiếm bị Lê Cửu Tử ngăn trở. Binh khí kia cùng phòng ngự thú binh ma sát thanh âm truyền khắp thánh thiên chiến trường, gọi người tê cả da đầu, nhưng là cảnh vực kết giới bên trong những người khác nghe không được. Làm! Kiếm thứ tư chấn ngục phủ đầu chặt chém, vẫn làm cho cái kia Lê Cửu Tử ngăn trở, cho dù là tại đất đèn hỏa quang ở giữa, làm là thiên ý cảnh giới hắn phản ứng coi như không tệ. Nhưng thứ năm kiếm thần giận, nhanh đến mức càng đáng sợ, như thượng thần chi nộ trực tiếp một kiếm xuyên thấu. Phốc phốc! Một kiếm này theo trên cổ của hắn sát qua đi, kém một chút thì trong nháy mắt đâm xuyên vị trí hiểm yếu. Nhưng ngay cả như vậy, trên cổ hắn chỉ ít có sâu đạt 1 cm trở lên vết máu. Cổ là trọng yếu nhược điểm, muốn là lại tiến vào trong 1 cm, đoán chừng Lê Cửu Tử thì khó chịu, đây tuyệt đối là sinh tử một đường thời khắc. Hắn đều không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh hung ác đến loại trình độ này, động thủ thì giết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Xuống một kiếm thiên kiếp. Lại là một chảm như thiểm điện buông xuống, Lê Cửu Tử mạo hiểm lóe lên tránh, nhưng vẫn là chậm một chút xíu, thổi phù một tiếng, hắn một lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. A! À, Lê Cửu Tử kêu đau một tiếng, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, loại thương thế này không ảnh hưởng chiến đấu lực, nhưng mấu chốt là đau a. Làm! Thiên kiếp dự uy chém vào trên vai của hắn, nếu không phải là hắn phòng ngự thú binh chặn Lý Thiên Mệnh, đoán chừng cái này một cánh tay đều muốn bị Lý Thiên Mệnh chặt đi xuống. Ngay cả như vậy, một kiếm này to lớn lực đạo, trực tiếp chấn động đến hắn cái này thân thể khôi ngô, trực tiếp quỳ xuống. Sau đó, hắn nghênh tiếp là Lý Thiên Mệnh sau cùng một kiếm huyễn diệt. Chết! Một kiếm này đột nhiên mà ra, đâm xuyên mà đi, mục tiêu là Lê Cửu Tử ánh mắt. Ánh mắt, cũng không có phòng ngự thú binh bảo hộ. Cái này 7 kiếm, hình như thiểm điện sấm sét, nhanh đến mức khiến người ta ngạt thở. Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh ngược lại là đánh giá thấp hắn trước khi chết cầu sinh ý chí, sau cùng một kiếm vốn là có hy vọng dựa vào đánh lén trong nháy mắt cầm xuống đối thủ này, thế nhưng Lê Cửu Tử rốt cục phản ứng lại, trực tiếp triệu hoán ra cộng sinh thú. Một cái sắt thép cự trùng đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, trực tiếp đã nhận lấy Lý Thiên Mệnh một kiếm này. Nhìn ra được cái này cộng sinh thú tuyệt đối kiên cường, nhưng nó cái kia cẩn trọng áo giáp, vẫn không thể nào ngăn trở Lý Thiên Mệnh một kiếm này, dẫn đến Hắc Minh Long kiếm tận gốc chui vào. Phốc phốc, một cỗ xanh biếc dịch nhờn trực tiếp phun tới, Lý Thiên Mệnh liền vội rút ra Hắc Minh Long kiếm tránh khỏi, bởi vì cái này lục huyết tuyệt đối có kịch độc. Làm hắn lui ra khỏi chiến trường thời điểm, lần này đánh lén hiển nhiên không có triệt để thành công. Nhưng, khi thấy Lê Cửu Tử sắc mặt tái xanh, đau đến bờ môi đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, mà hắn cộng sinh thú chúng Lý Thiên Mệnh một chiêu huyễn diệt, trên thân trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu, Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Đáng tiếc cũng là cái này cộng sinh thú thực sự quá to lớn, bằng không Lê Cửu Tử dùng nó đi ra đỡ kiếm, Lý Thiên Mệnh đều có thể trực tiếp giết nó. Nói thật, đây chính là đánh lén chỗ tốt. Chiến đấu bản thân thì không phải đẳng cấp cùng kỹ năng so sánh, rất nhiều thứ đều là sinh tử một đường,
tâm lý trạng thái đối chém giết ảnh hưởng chí ít chiếm cứ hai thành, đồng dạng là quyết phân thắng thua quan trọng. Mà hết thảy này, đều là Lý Thiên Mệnh hiện tại ưu thế. Cái này nhanh chuẩn hung ác thiên địa nhân tam sát kiếm, muốn biến thành người khác, trên thân không có loại này phòng ngự thú binh, có thể thấy được sẽ để cho Lý Thiên Mệnh nhất kiếm xuyên tâm. Lý Thiên Mệnh, cái kia Lê Cửu Tử hình dáng như dã thú, gào thét một tiếng, đứng lên lần nữa thời điểm, kỳ thủ lên đã cầm lấy hai cái to lớn binh khí. Đó là bát giai thú binh, Quỷ Minh Chùy. Cái này Quỷ Minh Chùy tựa như là hai cái huyết nhãn cầu màu đỏ, phía trên mọc đầy gai nhọn, hình tròn nện đường kính chỉ ít có 30cm, chỉ nhìn một chút liền biết tương đương trầm trọng. Phía trên những cái kia gai nhọn, còn có không ít vết máu, hiển nhiên hắn cầm giữ binh khí này giết không ít người. Ngươi xong đời. Bị đánh lén như vậy, Lê Cửu Tử đã nhấc lên ngập trời sát cơ. Tại bên cạnh hắn, có một đầu to lớn sắt thép côn trùng. Cái này côn trùng hình thù cổ quái, giống như là bọ cạp, con rết, nhện tụ hợp thể, nhưng toàn thân là kiên cường khải giáp, độ dày chỉ ít có nửa mét. Mà lại, nó toàn thân đều là binh khí, khắp nơi đều là cái kìm, nhảy vọt cùng bén nhọn độc vĩ, thoạt nhìn như là cái sắt thép máy móc chiến đấu. Lý Thiên Mệnh xem qua tài liệu, đây là cấp 4 thánh thú, Hắc Minh Đế Trùng. Hắc Minh Đế Trùng, chẳng những có đáng sợ cận chiến năng lực, trên thân mọc đầy, binh khí, mà lại phía trên cũng còn có, Hắc Minh Độc. Hắc Minh Độc là một loại kinh khủng độc tố, hiệu quả lớn nhất cũng là nhập thể về sau, rất nhanh liền làm cho con mồi tê liệt, không thể động đậy, toàn thân không còn chút sức lực nào, mặc kệ xâm lược. Hiện tại Hắc Minh Đế Trùng ở ngực bị huyễn diệt giết ra một cái lỗ máu, bây giờ còn đang tích huyết, nhưng đó là xanh biếc huyết. Cái này lục huyết bên trong rất nhiều Hắc Minh Độc, bây giờ rơi xuống. Dẫn đến nó dưới chân đất đai trực tiếp biến thành cháy đen sắc, một cỗ mùi hôi chua xót bao phủ ra. Lê Cửu Tử phẫn nộ gào thét chỉ là một cái ngụy trang, ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh sau lưng truyền đến uy hiếp chí mạng. Nhưng nói thật, hắn đã sớm biết áo bào xám Lê Vô Sinh tồn tại. Đối phương muốn phản đánh lén một lần, nhưng lại đụng phải chuẩn bị xong huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu. Một lần đánh lén trực tiếp bị nhìn thấu, hắn chỉ có thể rơi vào Lê Cửu Tử bên người, rung động hỏi. Ngươi thấy được ta tồn tại. Rõ ràng biết chúng ta cùng một chỗ, ngươi còn dám tới chịu chết. Ta thật sự là khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng là, ngươi lập tức liền sẽ biết, trêu chọc chúng ta, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Lý Thiên Mệnh, đến đón lấy chỉ ít có thời gian 10 ngày, cái này thời gian 10 ngày, chúng ta có 10 cái nhiều kiểu, đều muốn ở trên thân thể ngươi chậm rãi chơi. Ngươi tuyệt đối sẽ không chết, nhưng ngươi nhất định sẽ một vạn lần hối hận đi vào trên cái thế giới này. Hối hận ngươi bây giờ, không có lập tức tự sát. Lúc nói chuyện, Lê Vô Sinh cộng sinh thú cũng xuất hiện. Cấp 4 thánh thú, Hắc Minh Hoàng Trùng. Cùng Lê Cửu Tử Hắc Minh Đế Trùng, chỉ có kém một chữ, nhất hoàng nhất đế. Hai loại cộng sinh thú, danh xưng là Hắc Minh Tông cộng sinh thú hoàng đế, có thể thấy được lốm đốm. Hắc Minh Đế Trùng là am hiểu sáp lá cả cùng kịch độc cộng sinh thú, mà Hắc Minh Hoàng Trùng, đồng dạng có Hắc Minh độc. Nhưng nó là kịch độc mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh gặp phải con thứ ba mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, nhưng rất hiển nhiên, so với cái kia cấp 2 thánh thú phần thiên đế hoàng phải mạnh hơn. Cái này một đầu Hắc Minh Hoàng Trùng, đồng dạng toàn thân đều là áo giáp, hắn thân thể lớn nhất bộ phận là cái bụng, có vẻ hơi cồng kềnh, cận chiến năng lực tồn tại, nhưng khẳng định không bằng Hắc Minh Đế Trùng. Bất quá, nó ngoại trừ kinh khủng, Hắc Minh Trùng quân đoàn, bên ngoài. Trên đỉnh đầu còn có một khỏa đỏ như máu cự mắt to, cái kia ánh mắt phủ đầy tia máu, đường kính đều có nửa mét trở lên, xem ra cực kỳ dọa người. Nói thật, hai loại cộng sinh thú đều rất đáng sợ, hai cái này song bào huynh đệ tụ hợp lại cùng nhau, xác thực ai cũng không dám khinh thị. Hai cái tư không thiên thần, khẳng định không phải hai người bọn họ cái đối thủ. Khi bọn hắn lấy dữ tợn ngôn ngữ nhằm vào Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh trong tay Hắc Minh Long kiếm nhoáng một cái, kiếm chỉ hai người bọn họ. Ở bên cạnh hắn, một cái tiểu hoàng gà bay lên, hỏa diễm thiêu đốt. Một đầu khác quấn quanh màu đen lôi đình cự thú, vươn đỏ như máu móng vuốt, giảm thấp xuống thân thể, vận sức chờ phát động. Giết! Bọn họ không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong mắt mảy may hoảng sợ. Bọn họ chỉ thấy, dưới loại tình huống này, cái kia Lý Thiên Mệnh vậy mà không có chạy trốn. Thậm chí một câu đều không nói, trực tiếp động thủ. Ông, trong một chớp mắt, hắn quy nhất khí chàng bạo phát, cực lớn khí nguyên thôn hấp lấy mênh mông linh khí,
cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu hội tụ ở cùng nhau, ba cái lực lượng chung. Đinh! Huynh đệ bọn họ ba người, lần nữa hung mãnh nhào tới. Lấy Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đế ma hỗn độn cầm đầu, người còn chưa tới, trên trời lôi đình hội tụ, hỗn độn thiên kiếp buông xuống, chín đầu to lớn lôi đình điện xà, trực tiếp đánh tới hướng đối thủ trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phương viên ngàn mét bên trong cây cối, trực tiếp để Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp san thành bình địa. Xì xì xì. Đúng vào lúc này, lại có vô số màu đen lôi đình theo bên trong thiên địa sinh ra, không ngừng hướng về Miêu Miêu trên thân hội tụ. Số lượng này, so với hỗn độn thiên kiếp đều còn nhiều hơn. Mà lại không ngừng tiếp tục. Cho đến giờ phút này, cái kia mấy trăm ngàn hắc sắc điện xà, tại Miêu Miêu trên thân, vậy mà hội tụ thành một cái kết giới. Đây không phải thiên văn kết giới, mà chính là lôi đình tạo thành kết giới, đem bảo hộ ở trong đó. Nhưng đây không phải kết thúc, tụ đến tia chớp càng ngày càng nhiều, lôi đình không ngừng oanh minh, trên người của nó, lấy tốc độ khủng khiếp, trọn vẹn ngưng kết 9 tầng kết giới. Đây là tất cả của nó tân thần thông, cửu trọng hỗn độn lôi giới. Cửu trọng hỗn độn lôi giới, mang cho Miêu Miêu kinh khủng lôi đình phòng ngự, chỉ ít để những cái kia hắc minh độc rất khó nhập thể, để nó càng có thể đứng vững động thủ công kích. Nhưng, đây không phải toàn bộ công hiệu, cửu trọng hỗn độn lôi giới, cùng hỗn độn thiên kiếp là có liên lụy. Tỷ như đúng vào lúc này, cái kia cửu trọng hỗn độn lôi giới lên, trực tiếp sinh ra 9 đầu lôi đình điện xà, lần nữa hóa thành hỗn độn thiên kiếp, đánh tới hướng đối thủ. Lần này hỗn độn thiên kiếp thi triển, cửu trọng hỗn độn lôi giới thiếu một trọng, biến thành bát trọng. Này bằng với Miêu Miêu chỉ cần ngưng tụ cửu trọng hỗn độn lôi giới, chỉ ít có thể lấy thi triển hỗn độn thiên kiếp 9 lần, mà lại là tiếp tục thi triển, hết thảy 81 điều điện xà. Nhưng, kỳ thật không ngừng 81 điều, bởi vì coi như thiếu một trọng, cái kia lôi đình kết giới còn đang ngưng tụ, chẳng mấy chốc sẽ có mới lôi đình kết giới sinh ra, lại có thể thi triển một lần. Cái này hai đại thần thông dung hội sử dụng, để Miêu Miêu thần thông uy lực trực tiếp biến đến tương đương đáng sợ. Tại thần thông lên, nó tạm thời xác thực so Huỳnh Hỏa cường. Rầm rầm rầm, tiếp tục không ngừng hỗn độn thiên kiếp, không ngừng hướng về bốn cái đối thủ vỗ xuống, đối phương dù là muốn phản kích, trong lúc nhất thời đều tương đương khó chịu, bọn họ không thể không ngăn cản, né tránh. Ong ong ong, đột nhiên, Lê Vô Sinh cộng sinh thú Hắc Minh Hoàng trùng Hắc Minh trùng đại quân, điên cuồng xông ra, số lượng có hơn mấy chục vạn, vô tận biển trùng bốn phía bay múa, mỗi một cái đều mang Hắc Minh độc. Cái này Hắc Minh trùng đại quân, cũng không chỉ là có một loại bộ dáng. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, liền phát hiện có Hắc Minh con rết, Hắc Minh nhện, Hắc Minh bọ cạp, Hắc Minh độc phong, Hắc Minh muỗi độc, Hắc Minh độc ruồi. Chí ít có mấy chục loại nhiều. Khác biệt chủng loại, lực sát thương hoàn toàn khác biệt, to lớn bọ cạp cùng cái kia cơ hồ nhìn không thấy Hắc Minh muỗi độc một dạng khó đối phó. Cái này mang theo Hắc Minh độc Hắc Minh trùng đại quân, điên cuồng phóng tới Miêu Miêu, bởi vì nó xem ra huyết nhục thịnh vượng nhất. Lần này, Miêu Miêu nếu là không có cửu trọng hỗn độn lôi giới, nó sợ rằng sẽ bị những thứ này độc trùng trực tiếp ăn sạch sẽ, rõ ràng hạ độc chết. Những thứ này Hắc Minh trùng đại quân, đối rất nhiều cộng sinh thú tới nói đều là ác mộng. Nhưng, hôm nay Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa, lại là bọn chúng ác mộng. Đó là bởi vì, đến hàng vạn mà tính Hắc Minh trùng đại quân đập vào cửu trọng hỗn độn lôi giới lên, làm đơn thể không mạnh côn trùng, trực tiếp bị đại lượng màu đen lôi đình trực tiếp nướng cháy. Có cửu trọng hỗn độn lôi giới, quả thực đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Miêu Miêu chỗ đến, khắp nơi đều là đốt cháy khét vị đạo, vô số Hắc Minh trùng thiêu thân lao vào lửa. Dưới tình huống như vậy, Miêu Miêu còn đang thi triển hỗn độn thiên kiếp, không ngừng cho bốn cái đối thủ chế tạo áp lực. Nhất là cái kia Hắc Minh hoàng trùng, nó muốn núp ở phía sau mặt, liên tục bị hỗn độn thiên kiếp bổ hai lần, cái bụng đều muốn bị bổ ra huyết động đến rồi. Một bên khác, cái kia máy móc chiến đấu giống như Hắc Minh đế trùng, cảm nhận được Miêu Miêu uy hiếp, vọt thẳng đụng vào, hắn trên thân những cái kia binh khí sắc bén đều mang theo Hắc Minh độc, trực tiếp cùng Miêu Miêu giết ở cùng nhau. Luận hình thể khẳng định cái này Hắc Minh đế trùng càng lớn, mà lại toàn thân như sắt thép máy móc, mặc kệ là cái kìm, nhảy vọt cùng độc vĩ đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua mãnh thú. Lần này, Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới, cũng có thể ngăn cản phần lớn công kích. Bất quá cái kia Hắc Minh đế trùng thần thông cũng rất đáng sợ. Tại cái này trong nháy mắt, nó thì thi triển hai loại, một loại tựa như là vạn độc thứ. Cái này thuộc về thân thể biến hóa, trên thân thể của nó, dài ra chí ít mấy vạn bén nhọn gai độc,
phía trên đều có hắc minh độc, liền cái kìm, nhảy vọt cùng độc vĩ lên đều có, chỉ muốn tới gần, đoán chừng đều có thể bị nó đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Trừ cái đó ra, nó còn có thể phát ra một loại thanh âm đáng sợ, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn, nghe được người lỗ tai nhói nhói, đầu đều sắp bị xé rách. Lý Thiên Mệnh biết, cái này thần thông gọi là liệt hồn chi âm. Liệt hồn chi âm đối ba người bọn hắn tới nói đều là uy hiếp, cộng sinh thú thần thông uy lực, đối thiên ý cảnh giới chiến đấu tới nói, đều tương đương khó chơi. Bất quá lúc này thời điểm, huỳnh hỏa bão nổi. Nó thần thông hoàn toàn mới, luyện ngục hỏa ảnh trực tiếp bạo phát. Ông! Nó phun ra một miệng lửa, cái kia một miệng luyện ngục hỏa trong nháy mắt hóa làm mấy vạn phần, trực tiếp tán ra. Sau đó, mỗi một đám lửa, đều thẳng tiếp hóa thành một cái huỳnh hỏa. Ngọn lửa kia huỳnh hỏa, tuy nhiên cùng bản thể có chút khác nhau, nhưng đã giống như đúc, thậm chí lấy giả làm thật, quả thực có thể thi triển chiến quyết. Đây chính là luyện ngục hỏa ảnh, cho huỳnh hỏa mang đến mấy vạn cái hỏa diễm phân thân. Mỗi một cái hỏa diễm phân thân, đều có thần thông uy lực tại, đó cũng không phải là đơn giản một đoàn luyện ngục hỏa, mà chính là có thể sinh ra rất nhiều biến hóa hỏa diễm phân thân. Cái này mấy vạn hỏa diễm phân thân sinh ra, khắp nơi đều là huỳnh hỏa. Liền Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời đều không nhìn thấy nó ở nơi nào. Chẳng những mê hoặc tính mạnh hơn, lực sát thương cũng càng cường. Ông, cái này mấy vạn huỳnh hỏa, để mắt tới mấy trăm ngàn hắc minh trùng, sau đó, giết. Lý Thiên Mệnh sớm thì kiến thức qua. Hiện tại lần nữa nhìn đến những ngọn lửa này phân thân, vậy mà đều có thể thi triển đơn giản thiên địa nhân tam sát kiếm. Mấy vạn thiên địa nhân tam sát kiếm bao phủ, trong lúc nhất thời giống như đang đổ mưa. Vô số hắc minh trùng thi thể ào 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 rơi xuống. Hiện tại huỳnh hỏa, tuyệt đối là tất cả mẫu hoàng hệ cộng sinh thú ác mộng. Mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, cơ bản đều là côn trùng loại. Chẳng những sợ lửa, càng sợ loại này kiếm quyết ha. Hô hô hô, trên trời không ngừng trời mưa, mà huỳnh hỏa bản thể, đã giết tới hắc minh đế trùng trước mắt. Nó là nghe theo Lý Thiên Mệnh phân phó, trước cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, hợp lực giải quyết hắc minh đế trùng. Dù sao, hiện tại hắc minh đế trùng thần thông liệt hồn chi âm đối ba người bọn họ uy hiếp quá lớn. Không sớm một chút chế phục, rất có thể dẫn đến Lý Thiên Mệnh bị áp chế. Cuộc chiến đấu này, có thể nói tương đương đặc sắc. Nhưng, đặc sắc nhất địa phương, vẫn là tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Bởi vì hắn lúc này thời điểm to gan lớn mật, trực tiếp lấy một địch hai. Tay phải cầm kiếm, tay trái hắc ám cánh tay nắm tay, thẳng hướng Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử hai người. Lê Cửu Tử hai tay nắm chặt quỷ minh trùy, thi triển thiên ý chiến quyết toái ngục quyết. Cái kia vỡ vụn hết thảy thiên ý tương đương khủng bố, Lý Thiên Mệnh không thế nào ngạnh kháng, dù sao Lê Cửu Tử phương diện tốc độ có thể yếu, làm Lý Thiên Mệnh muốn hất ra hắn thời điểm, hắn không nhất định có thể theo kịp. Mà cái kia Lê Vô Sinh am hiểu sử dụng một loại phi đao binh khí, có điểm giống là Lý Khinh Ngữ Loan Nguyệt Toàn Đao. Đây là bát giai thú binh quỷ nguyệt nhận, mà lại hết thảy 10 thanh. Cái này quỷ nguyệt nhận bay lúc đi ra, tựa như là huyết sắc ánh trăng, một khi không chú ý, đều sẽ trong nháy mắt chí mạng. Hiện tại Lý Thiên Mệnh gặp uy hiếp, chẳng những có hắc minh đế trùng liệt hồn chi âm, còn có hắc minh hoàng trùng không ngừng phun ra, biển trùng độc vụ. Hắn tạm thời có huỳnh hỏa luyện ngục thuẫn giáp bảo hộ, biển trùng độc vụ bị phần đốt sạch sẽ, nhưng luyện ngục thuẫn giáp một khi bị đánh phá, chỉ sợ độc vụ liền muốn nhập thể, đến lúc đó thì nhìn thái nhất tháp. Nói thật. Hai cái này đối thủ tâm linh tương thông, một trước một sau, một cái đối kháng chính diện một cái đánh lén, tương đương khó chơi. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh chiến ý ngút trời. Hắn biết, có quá nhiều tiền bối, thì tại dạng này trên chiến trường, bị bọn họ đánh bại, bị bọn họ nhục nhã. Đời 100 thái nhất đệ tử, vì mang về Đông Hoàng Kiếm, ở chỗ này phấn chiến, lại mất sạch tôn nghiêm, ở chỗ này chảy xuống khuất nhục máu và nước mắt. Mà bây giờ, đến phiên chính mình. Thua 1.000 năm, không thể thua nữa. 300.000 thánh thiên phủ người, đều cho ta thấy rõ ràng. Hôm nay, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là Đông Hoàng Tông, cái gì gọi là Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu, cái kia tóc trắng trên không trung phấn khởi, làm trong hai mắt hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình tràn đầy thời khắc, nghênh đón hắn thực lực siêu tuyệt bạo phát. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Một kiếm này. Chặn Lê Vô Sinh lấy quỷ nguyệt nhận thi triển thiên ý chiến quyết, ám dạ tang hồn, chiêu thứ nhất, nguyệt ảnh. Tam sinh ma quyền, nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Một quyền này, trực tiếp đối kháng cái kia quỷ minh trùy,
ai cũng không nghĩ tới, hắn dám dùng thân thể máu thịt, đi đối kháng loại này trọng hình binh khí. Loảng xoảng, cái kia kinh khủng lực đạo, lại chấn động đến Lê Cửu Tử lui lại mấy bước. Làm sao có thể? Lê Cửu Tử là lấy lực lượng làm kiêu ngạo ngự thú sư, hắn quỷ minh chùy cùng cánh tay của đối phương va chạm, chính mình làm sao có thể bị đẩy lui? Mà lại hắn nhìn đến, đối phương cánh tay lông tóc không thương. Thậm chí, hắn trả quay người lập tức lần nữa cùng Lê Vô Sinh giết cùng một chỗ. Chết! Lê Cửu Tử trong cơn giận dữ, thi triển thiên ý chiến quyết toái ngục quyết chiêu thứ hai, chấn khôn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện tới. Khôn, thì làm khắp nơi, chấn khôn, chính là chấn động khắp nơi. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh sau lưng, như là mọc mắt, hắn một kiếm bước lui Lê Vô Sinh, đột nhiên quay người, vậy mà lại đấm một quyền. Tam sinh ma quyền, thiên ma, hám thần nhất quyền. Một quyền này càng điên cuồng hơn, cùng không muốn sống giống như, nhất quyền ngút trời, trực tiếp nện ở cái kia quỷ minh chùy lên. Ầm ầm. Lần này, quỷ minh chùy trực tiếp bay ra ngoài. Lê Cửu Tử trong nháy mắt ngốc trệ, cái này là bực nào lực lượng. Hắn đương nhiên sẽ không biết, đây là thánh cảnh chiến quyết bạo phát lực, vượt ra khỏi thiên ý chiến quyết uy lực. Quỷ minh chùy đều bay ra ngoài, hắn hoàn toàn bại lộ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt.